Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 6. Lúc này, Lý Kỳ Kỳ cũng ý thức được trong lời nói của Châu Vũ Đồng ẩn chứa nghĩa khác, ngượng ngùng đỏ mặt nói, Đồng Đồng, cậu đừng nói lung tung nữa, cái gì mà xé bao ra, đeo lên trên, rồi đâm rồi rút, thật là khó nghe. Kỳ Kỳ, lúc vừa mới mua điện thoại thì bên trên đều có một lớp màng, tớ chỉ là nói màng trên điện thoại mới. Đeo cái bao chính là chỉ cái bao của điện thoại di động. Còn nữa, lẽ nào cậu không dùng ngón tay chọt chọt vào màn hình điện thoại di động à? Lẽ nào cậu không dùng đầu sạc điện thoại cắm vào điện thoại để sạc pin sao? Châu Vũ Đồng ẩn ý cười nhìn Lý Kỳ Kỳ, nghịch ngợm nói, bạn nhỏ Kỳ Kỳ, cậu hư hỏng quá rồi, không phải làm liên tưởng đến. Tớ không có. Lý Kỳ Kỳ vội vàng giải thích, khuôn mặt ngọc thanh tú đáng yêu như cắt ra máu. Dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng trông cực kỳ dễ thương. Hi hi, được rồi Kỳ Kỳ, tớ đang lo lắng quá thôi, đùa một chút để bình tĩnh lại đó mà. Châu Vũ Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó kéo tay Lý Kỳ Kỳ, thúc giục, chúng ta nhanh chóng vào biệt thự của Tô Đại Thiếu gia báo thủ đi. Đúng rồi, cậu chắc chắn là Tô Đại Thiếu gia đang ở trong biệt thự không? À, ừm. Lý Kỳ Kỳ gật đầu nói, bác Tô gọi điện nói với tớ rồi. Tô Thương đang ở trong phòng trên tầng 3, bác Tô còn để cửa cho tớ, chúng ta cứ trực tiếp đi vào là được. Vậy thì tốt rồi, cái tên Tô Đại Thiếu gia này thật là quá xấu xa, hết lần này đến lần khác trêu ghẹo cậu, nào là Ngưu Lang, nào là truyền thông ma đậu, hôm nay lại là bách hợp, không đánh anh ta một trận thì thật là có lỗi với cậu quá. Nghe được những lời này, Lý Kỳ Kỳ liền nhớ lại mấy lần xấu hổ lần trước, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, hai má phình lên nói, ừm hừm. Tối nay tớ phải đánh cho anh ta một trận dụng hết răng mới được. Sau đó, hai người kéo tay nhau đi qua khu vực đang tắt đèn chiếu sáng, rồi đi thẳng đến phòng khách biệt thự. Lúc này, trong phòng khách không bật đèn, tối đen như mực. Kỳ Kỳ, cậu biết đèn ở phòng khách chỗ nào không? Nhanh bật đèn lên đi, nhìn sợ quá. Tiếng của Châu Vũ Đồng đầy vẻ sợ hãi. Tớ chưa từng đến đây, Đồng Đồng, cậu đừng sợ, tớ đi tìm chỗ bật đèn. Lý Kỳ Kỳ an ủi, sau đó tách Châu Vũ Đồng ra, đi phía bên tường phòng khách tìm chỗ mở đèn. Tô Thương tất nhiên đã nhận ra được mọi chuyện, liền dừng việc tu luyện, đứng dậy đi xuống lầu 3, định dọa hai cô gái một trận. Rất nhanh anh đã đến trước mặt Châu Vũ Đồng, bởi vì ánh sáng quá mờ nên Châu Vũ Đồng không thấy được anh. À, có thứ gì đó đang bò trên chân tớ rồi, Kỳ Kỳ, cứu tớ với, tớ sợ quá. Đột nhiên Châu Vũ Đồng hoảng hốt nhảy dựng lên, cánh tay phải lập tức đụng phải Tô Thương, cô tưởng đó là Lý Kỳ Kỳ nên liền ôm chặt lấy Tô Thương. Hửm, Tô Thương dừng một chút, ông đây vẫn chưa hù dọa cô mà sao cô lại nhảy dựng lên thế này. Tô Thương nghi ngờ nhìn xuống, hóa ra ở dưới đất có một con gián, chắc là vừa rồi con gián bỏ lên chân cô ấy. Nhưng mà bây giờ con gián này đã bị Châu Vũ Đồng giẫm chết, máu thịt be bét. Kỳ Kỳ. Sao cậu lại cao thế này, hả, Kỳ Kỳ, hóa ra ngực của cậu cứng thế này. Lúc này, Châu Vũ Đồng vẫn chưa nhận ra mình ôm nhầm người, lấy tay chọc chọc người Tô Thương, kinh sợ nói, nhỏ như vậy, chẳng trách cứng thế này, hóa ra là sân bay hả. Không đúng không đúng, Kỳ Kỳ, tớ nói sai rồi, tớ không nên sát muối lên vết thương của cậu. Châu Vũ Đồng phản ứng lại, sau đó nhanh chóng nói thêm, Kỳ Kỳ, cậu yên tâm đi. Tớ chắc chắn sẽ không đem bí mật của cậu nói cho người khác biết đâu, thật ra nhỏ một chút cũng không sao, có thể tiết kiệm vải, không giống tớ, mỗi ngày vì nó to quá mà đau đầu phiền não. Tô Thương tức xạ mặt lại, biết cô gái này ôm nhầm người liền định đẩy ra. Cạch, nhưng lúc này, Lý Kỳ Kỳ tìm được chỗ mở đèn, mở được dãy đèn thủy tinh, phòng khách lập tức sáng như ban ngày. À, Kỳ Kỳ, sao cậu lại ở đó? Khoan đã. Cậu đứng xa tớ như vậy, thế người tớ ôm là, hả, là quỷ hả? Châu Vũ Đồng đột nhiên lông tơ dựng ngược lên, khuôn mặt xinh đẹp bỗng dưng biến sắc, nhanh chóng chạy trốn đến sau lưng Lý Kỳ Kỳ. Đồng Đồng, không sao đâu, đâu có quỷ gì đâu, anh ta chính là Tô Đại Thiếu gia mà chúng ta đang tìm đó. Lý Kỳ Kỳ trước tiên là an ủi Châu Vũ Đồng, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, giận không kìm được mà nói, Tô Thương, anh không biết xấu hổ à? Thế mà lợi dụng lúc người ta sở hở ôm lén Đồng Đồng. Lý Kỳ Kỳ, cô nói có lý chút được không, là tôi ôm cô ấy sao?
Tô Thương nhìn vào ánh mắt Lý Kỳ Kỳ, khuôn mặt đầy vô tội mà nói, rõ ràng là cô ta ôm tôi đó được chưa hả, sự trong sạch của tôi đều bị cô ta làm ô nhiễm hết rồi. Cứ xem như đồng đồng ôm anh, thế thì cơ thể anh cũng phải chịu trách nhiệm, anh vì cái gì mà gần cậu ấy như vậy chứ? Lý Kỳ Kỳ oán giận nói, hơn nữa anh mỗi ngày đều đi quán bar, trong sạch chỗ nào hả? Kỳ Kỳ, anh ta chính là Tô Đại Thiếu gia sao? Lúc này, Châu Vũ Đồng lấy lại tinh thần, liếc nhìn trộm Tô Thương một cái. Lý Kỳ Kỳ gật đầu nói, chính là anh ta. Trông thật đẹp trai lại còn có cơ bắp nữa. Châu Vũ Đồng nhỏ tiếng nói, nhớ lại vừa nãy mới nhào vào ngực Tô Thương, còn sờ soạng ngực đối phương nữa, khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng lên. Đồng đồng, cậu đang nói gì đấy, tớ cảnh cáo cậu, Tô Đại Thiếu gia là một kẻ công tử bột chính hiệu, mỗi ngày đều đến quán bar, mỗi đêm đổi một cô. Lý Kỳ Kỳ thấy không vừa ý bản thân của mình liền nói. Lý Kỳ Kỳ, cô đừng đem những điều đó ra mà phá đám chứ. Tô Thương nhìn Lý Kỳ Kỳ nói tiếp, còn nữa, lần trước tôi giới thiệu cho cô truyền thông ma đậu để cô đi đóng phim hành động, cô không phải đã thể rồi sao, từ đó về sau sẽ gọi tôi là anh rể, sao mà bây giờ lại gọi thẳng tên của tôi thế này? Hả? Lý Kỳ Kỳ chống nạnh hai tay nói, Tô Thương, anh còn không biết ngượng mà nhắc lại chuyện này sao, thật không biết xấu hổ. Cái con người anh thật tồi tệ, còn nói tôi là bách hợp, cái đầu nhà anh mới là bách hợp. Lý Kỳ Kỳ hung hăng nói. Kỳ Kỳ, bách hợp là dùng để nói về con gái, cậu nên gọi anh ta là gay còn tạm được. Châu Vũ Đồng bên cạnh nhắc nhở. Đúng đúng đúng, Tô Thương, anh chính là gay. Lý Kỳ Kỳ chỉ vào Tô Thương nói xong thì trong lòng cảm giác cực kỳ thoải mái, sau đó nhỏ tiếng nói, Kỳ Kỳ, gay là ý gì vậy? Là nói tim của Tô Thương là gay hay sao? Tất nhiên không phải, gay chính là đàn ông. Thích, đàn ông, hai người đàn ông bên nhau. Châu Vũ Đồng giải thích. Ha ha ha. Lý Kỳ Kỳ vui như Tết, đắc ý nhìn vào Tô Thương, nhấn mạnh thêm lần nữa nói, Tô Thương, anh là gay, anh chính là người chuẩn gay. Tô Thương sờ sờ mũi, mình còn dự định phải hấp thụ sát khí của yêu đao Thái Chân, không có thời gian làm loạn với bọn họ. Thế là nói như đuổi khách, Lý Kỳ Kỳ, còn có vị này là em gái đồng đồng, hai cô mau về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái giám nhà anh, Tô Thương, suýt chút nữa thì quên mất, tối nay tôi đến là để đánh anh. Lý Kỳ Kỳ lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến đây, lập tức nghiến răng nghiến lợi, giữ dằn nhìn về Tô Thương, sau đó đôi bàn tay giữ chặt trắng như phấn lao tới. Sức mạnh của cô ấy cũng được, có lẽ ở mức tối kình. Ở đô thị cũng tính là một tiểu cao thủ. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của cô ấy là Tô Thương. Lý Kỳ Kỳ mấy ngày gần đây đều tới trêu chọc Tô Thương, để tránh bớt phiền phức, Tô Thương định lộ ra một chút sức mạnh. Thế là Tô Thương đứng im tại chỗ, chuyển động linh khi bảo vệ, tiếp nhận chiêu này của Lý Kỳ Kỳ. Sau khi bị đánh một chưởng ở ngực, Tô Thương vẫn không hề nhúc nhích, từ từ phủi phần áo trước ngực, sau đó nhẹ nhàng cười nói. Lý Kỳ Kỳ, hóa ra cô không chỉ ngực nhỏ mà sức mạnh cũng nhỏ như thế sao? 101, quá hư hỏng rồi. Lúc này, Lý Kỳ Kỳ cũng ý thức được trong lời nói của Châu Vũ Đồng ẩn chứa nghĩa khác, ngượng ngùng đỏ mặt nói, đồng đồng, cậu đừng nói lung tung nữa, cái gì mà xé bao ra, đeo lên trên, rồi đâm rồi rút, thật là khó nghe. Kỳ Kỳ, lúc vừa mới mua điện thoại thì bên trên đều có một lớp màng. Tớ chỉ là nói màng trên điện thoại mới, đeo cái bao chính là chỉ cái bao của điện thoại di động. Còn nữa, lẽ nào cậu không dùng ngón tay chọt chọt vào màn hình điện thoại di động à? Lẽ nào cậu không dùng đầu sạc điện thoại cắm vào điện thoại để sạc pin sao? Châu Vũ Đồng ẩn ý cười nhìn Lý Kỳ Kỳ, nghịch ngợm nói, bạn nhỏ Kỳ Kỳ, cậu hư hỏng quá rồi, không phải làm liên tưởng đến. Tớ không có. Lý Kỳ Kỳ vội vàng giải thích. Khuôn mặt ngọc thanh tú đáng yêu như cắt ra máu, dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng trông cực kỳ dễ thương. Hi hi, được rồi Kỳ Kỳ, tớ đang lo lắng quá thôi, đùa một chút để bình tĩnh lại đó mà. Châu Vũ Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó kéo tay Lý Kỳ Kỳ, thúc giục, chúng ta nhanh chóng vào biệt thự của Tô Đại Thiếu gia báo thủ đi. Đúng rồi, cậu chắc chắn là Tô Đại Thiếu gia đang ở trong biệt thự không? Lý Kỳ Kỳ gật đầu nói. Bác Tô gọi điện nói với tớ rồi, Tô Thương đang ở trong phòng trên tầng 3,
Bác Tô còn để cửa cho tớ, chúng ta cứ trực tiếp đi vào là được. Vậy thì tốt rồi, cái tên Tô đại thiếu gia này thật là quá xấu xa, hết lần này đến lần khác trêu ghẹo cậu, nào là Ngưu Lang, nào là truyền thông ma đậu, hôm nay lại là Bách Hợp, không đánh anh ta một trận thì thật là có lỗi với cậu quá. Nghe được những lời này, Lý Kỳ Kỳ liền nhớ lại mấy lần xấu hổ lần trước, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, hai má phình lên nói, hừm, tối nay tớ phải đánh cho anh ta một trận dụng hết răng mới được. Sau đó, hai người kéo tay nhau đi qua khu vực đang tắt đèn chiếu sáng, rồi đi thẳng đến phòng khách biệt thự. Lúc này, trong phòng khách không bật đèn, tối đen như mực. Kỳ Kỳ, cậu biết đèn ở phòng khách chỗ nào không? Nhanh bật đèn lên đi, nhìn sợ quá. Tiếng của Châu Vũ Đồng đầy vẻ sợ hãi. Tớ chưa từng đến đây, Đồng Đồng, cậu đừng sợ, tớ đi tìm chỗ bật đèn. Lý Kỳ Kỳ an ủi, sau đó tách Châu Vũ Đồng ra, đi phía bên tường phòng khách tìm chỗ mở đèn. Tô Thương tất nhiên đã nhận ra được mọi chuyện, liền dừng việc tu luyện, đứng dậy đi xuống lầu 3, định dọa hai cô gái một trận. Rất nhanh anh đã đến trước mặt Châu Vũ Đồng, bởi vì ánh sáng quá mờ nên Châu Vũ Đồng không thấy được anh. À, có thứ gì đó đang bò trên chân tớ rồi, Kỳ Kỳ, cứu tớ với, tớ sợ quá. Đột nhiên Châu Vũ Đồng hoảng hốt nhảy dựng lên, cánh tay phải lập tức đụng phải Tô Thương, cô tưởng đó là Lý Kỳ Kỳ nên liền ôm chặt lấy Tô Thương. Hửm, Tô Thương dừng một chút, ông đây vẫn chưa hù dọa cô mà sao cô lại nhảy dựng lên thế này. Tô Thương nghi ngờ nhìn xuống, hóa ra ở dưới đất có một con gián, chắc là vừa rồi con gián bò lên chân cô ấy. Nhưng mà bây giờ con gián này đã bị Châu Vũ Đồng giẫm chết, máu thịt be bét. Kỳ Kỳ, sao cậu lại cao thế này? Hả, Kỳ Kỳ, hóa ra ngực của cậu, cứng thế này. Lúc này, Châu Vũ Đồng vẫn chưa nhận ra mình ôm nhầm người, lấy tay chọc chọc người Tô Thương, kinh sợ nói, nhỏ như vậy, chẳng trách cứng thế này, hóa ra là sân bay hả? Không đúng không đúng, Kỳ Kỳ, tớ nói sai rồi, tớ không nên sát muối lên vết thương của cậu. Châu Vũ Đồng phản ứng lại, sau đó nhanh chóng nói thêm, Kỳ Kỳ, cậu yên tâm đi, tớ chắc chắn sẽ không đem bí mật của cậu nói cho người khác biết đâu, thật ra nhỏ một chút cũng không sao, có thể tiết kiệm vải, không giống tớ, mỗi ngày vì nó to quá mà đau đầu phiền não. Tô Thương tức xạ mặt lại, biết cô gái này ôm nhầm người liền định đẩy ra. Cạch, nhưng lúc này, Lý Kỳ Kỳ tìm được chỗ mở đèn, mở được dãy đèn thủy tinh. Phòng khách lập tức sáng như ban ngày. À, Kỳ Kỳ, sao cậu lại ở đó? Khoan đã, cậu đứng xa tớ như vậy, thế người tớ ôm là... Hả, là quỷ hả? Châu Vũ Đồng đột nhiên lông tơ dựng ngược lên, khuôn mặt xinh đẹp bỗng dưng biến sắc, nhanh chóng chạy trốn đến sau lưng Lý Kỳ Kỳ. Đồng Đồng, không sao đâu, đâu có quỷ gì đâu, anh ta chính là Tô đại thiếu gia mà chúng ta đang tìm đó. Lý Kỳ Kỳ trước tiên là an ủi Châu Vũ Đồng, sau đó ánh mắt nhìn vào Tô Thương, giận không kìm được mà nói, Tô Thương, anh không biết xấu hổ à, thế mà lợi dụng lúc người ta sở hở ôm lén Đồng Đồng. Lý Kỳ Kỳ, cô nói có lý chút được không, là tôi ôm cô ấy sao? Tô Thương nhìn vào ánh mắt Lý Kỳ Kỳ, khuôn mặt đầy vô tội mà nói, rõ ràng là cô ta ôm tôi đó được chưa hả, sự trong sạch của tôi đều bị cô ta làm ô nhiễm hết rồi. Cứ xem như Đồng Đồng ôm anh, thế thì cơ thể anh cũng phải chịu trách nhiệm, anh vì cái gì mà gần cậu ấy như vậy chứ? Lý Kỳ Kỳ oán giận nói, hơn nữa anh mỗi ngày đều đi quán bar, trong sạch chỗ nào hả? Kỳ Kỳ, anh ta chính là Tô đại thiếu gia sao? Lúc này, Châu Vũ Đồng lấy lại tinh thần, liếc nhìn trộm Tô Thương một cái. Lý Kỳ Kỳ gật đầu nói, chính là anh ta. Trông thật đẹp trai lại còn có cơ bắp nữa. Châu Vũ Đồng nhỏ tiếng nói, nhớ lại vừa nãy mới nhào vào ngực Tô Thương, còn sờ soạng ngực đối phương nữa, khuôn mặt cô bỗng nhiên đỏ ửng lên. Đồng Đồng, cậu đang nói gì đấy, tớ cảnh cáo cậu, Tô đại thiếu gia là một kẻ công tử bột chính hiệu, mỗi ngày đều đến quán bar, mỗi đêm đổi một cô. Lý Kỳ Kỳ thấy không vừa ý bản thân của mình liền nói. Lý Kỳ Kỳ, cô đừng đem những điều đó ra mà phá đám chứ. Tô Thương nhìn Lý Kỳ Kỳ nói tiếp. Còn nữa, lần trước tôi giới thiệu cho cô truyền thông ma đậu để cô đi đóng phim hành động, cô không phải đã thể rồi sao, từ đó về sau sẽ gọi tôi là anh rể, sao mà bây giờ lại gọi thẳng tên của tôi thế này? Hả?
Lý Kỳ Kỳ chống nạnh hai tay nói, Tô Thương, anh còn không biết ngượng mà nhắc lại chuyện này sao, thật không biết xấu hổ. Cái con người anh thật tồi tệ, còn nói tôi là bách hợp, cái đầu nhà anh mới là bách hợp. Lý Kỳ Kỳ hung hăng nói. Kỳ Kỳ, bách hợp là dùng để nói về con gái, cậu nên gọi anh ta là gay còn tạm được. Châu Vũ Đồng bên cạnh nhắc nhở. Đúng đúng đúng, Tô Thương, anh chính là gay. Lý Kỳ Kỳ chỉ vào Tô Thương nói xong thì trong lòng cảm giác cực kỳ thoải mái, sau đó nhỏ tiếng nói, Kỳ Kỳ, gay là ý gì vậy, là nói tim của Tô Thương là gay hay sao? Tất nhiên không phải, gay chính là đàn ông, thích, đàn ông, hai người đàn ông bên nhau. Châu Vũ Đồng giải thích. Ha ha ha, Lý Kỳ Kỳ vui như Tết, đắc ý nhìn vào Tô Thương, nhấn mạnh thêm lần nữa nói, Tô Thương, anh là gay, anh chính là người chuẩn gay. Tô Thương sờ sờ mũi, mình còn dự định phải hấp thụ sát khí của yêu đao Thái Chân, không có thời gian làm loạn với bọn họ, thế là nói như đuổi khách, Lý Kỳ Kỳ, còn có vị này là em gái Đồng Đồng, hai cô mau về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái giám nhà anh, Tô Thương, suýt chút nữa thì quên mất, tối nay tôi đến là để đánh anh. Lý Kỳ Kỳ lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến đây, lập tức nghiến răng nghiến lợi, giữ dằn nhìn về Tô Thương, sau đó đôi bàn tay giữ chặt trắng như phấn lao tới. Sức mạnh của cô ấy cũng được, có lẽ ở mức tối kình, ở đô thị cũng tính là một tiểu cao thủ. Nhưng rất đáng tiếc, đối thủ của cô ấy là Tô Thương. Lý Kỳ Kỳ mấy ngày gần đây đều tới trêu chọc Tô Thương, để tránh bớt phiền phức, Tô Thương định lộ ra một chút sức mạnh. Thế là Tô Thương đứng im tại chỗ, chuyển động linh khi bảo vệ, tiếp nhận chiêu này của Lý Kỳ Kỳ. Sau khi bị đánh một chưởng ở ngực, Tô Thương vẫn không hề nhúc nhích, từ từ phủi phần áo trước ngực, sau đó nhẹ nhàng cười nói, Lý Kỳ Kỳ, hóa ra cô không chỉ ngực nhỏ mà sức mạnh cũng nhỏ như thế sao? Cái này, sao có thể như thế được? Cú đấm của Lý Kỳ Kỳ không dùng quá nhiều sức, nhưng cũng không phải là thứ mà người thường có thể chịu đựng được. Vốn dĩ cô ấy đã lo lắng không biết cú đấm của mình có quá mạnh không, nếu như đánh Tô Thương bị thương thì sẽ rất phiền phức. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Tô Thương không bị làm sao thì Lý Kỳ Kỳ lại há hốc mồm. Thật sự là không thể, cô như vậy nhỏ quá rồi, có một chút như vậy gần như làm mới kiến thức của tôi về những cô gái trưởng thành rồi, nhưng sự thật bày ra trước mắt tôi đây, của cô thật sự nhỏ đến mức dọa người rồi. Đúng thật ra thì Lý Kỳ Kỳ cũng không nhỏ. Tô Thương chỉ là đang mỉa mai cô thôi, sau đó nói, Kỳ Kỳ à, đừng cảm thấy tự ti, trong hoàn cảnh của cô thì có thể có người yêu là tốt thôi, có những thứ cứ sở càng nhiều thì sẽ to ra. Đúng rồi đó Kỳ Kỳ, Tô Đại Thiếu gia lần này nói đúng đấy, cậu còn có thể phát triển được nữa, chứ không thể là trần nhà thế này mãi được. Nói đến chủ đề này, Chu Vũ Đồng ở bên cạnh rất cao hứng, vội vàng nói thêm. Cái đồ khốn nhà cậu. Lý Kỳ Kỳ lườm Chu Vũ Đồng một cái, rồi nhìn sang Tô Thương tức giận nói, Tô Thương, không được phép nói của tôi nhỏ, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hi hi, nhỏ chính là nhỏ, còn không cho tôi nói sao? Tô Thương suy nghĩ rồi nói tiếp. Huống hồ lại còn nói đừng trách cô không khách khí, cô nghĩ rằng tôi sợ cô sao? Lý Kỳ Kỳ thẹn quá hóa giận đấm liên tục vào ngực của Tô Thương, nhưng anh ấy lại chẳng nhúc nhích gì. Lý Kỳ Kỳ không cao, miễn cưỡng cũng chỉ được 1m6, tóc thắt bím, khi đánh Tô Thương làm cho hai bím tóc đung đưa, cộng thêm biểu cảm dữ tợn, trông thật dễ thương. Tuy rằng Lý Kỳ Kỳ đã cố gắng dùng hết sức rồi, mà Tô Thương vẫn không sao, lại còn không hề động đậy, cảnh tượng này thật là buồn cười mà. Được rồi, Kỳ Kỳ à, cô không thể làm tổn thương tôi được đâu. Lúc này, Tô Thương giơ tay lên ấn đầu Lý Kỳ Kỳ rồi cười nhẹ nói, thôi bỏ đi. Đừng gãi ngứa cho tôi nữa. Lý Kỳ Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định, cô giãy giụa vùng vẫy muốn đánh Tô Thương, nhưng Tô Thương lại đè đầu của cô nên cô không thể đụng vào Tô Thương được. Tức chết mà. Lý Kỳ Kỳ thở hổn hển rồi dừng tay lại, sau đó tức giận nhìn Tô Thương hỏi, Tô Thương, anh học võ từ khi nào vậy, sao tôi lại không biết? Cô là cái gì mà tôi lại phải nói cho cô? Tô Thương cười cười rồi nói, Kỳ Kỳ. Những năm qua, tôi nể tình cô là em gái của Lý Nguyệt nên mới không tính sổ với cô. Cô thật sự nghĩ rằng có thể đánh được tôi sao? Anh dám. Lý Kỳ Kỳ trong lòng vô cùng khó chịu, cô
cô không ngờ rằng thứ rác rưởi Tô đại thiếu gia trong mắt cô lại có thể mạnh hơn mình, thật là khó mà tin được. Một lúc sau, Lý Kỳ Kỳ nhìn không được mà hỏi, Tô Thương, anh là loại võ công cổ quái nào thế? Cô đoán xem, Tô Thương cười nói. Anh đứng im cho tôi đánh nhưng tôi không thể nào làm tổn thương đến anh. Như thế rõ ràng anh có chân khí rất mạnh có thể đỡ lại sức mạnh của tôi. Chẳng lẽ anh chính là cao thủ hóa kình sao? Lý Kỳ Kỳ nói. Hóa kình sao? Còn là cao thủ nữa sao? Ha ha! Tôi xin lỗi nhưng những cao thủ võ thuật của đất nước này không đủ tư cách để sách dép cho tôi. Tô Thương không phủ nhận, cười nhẹ rồi nói, biết sự lợi hại của tôi là tốt rồi. Lý Kỳ Kỳ, lần sau đừng gây chuyện với tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Cuối cùng, Tô Thương nói lại giọng điệu của những lời Lý Kỳ Kỳ nói ra lúc trước, điều này làm cho Lý Kỳ Kỳ tức muốn nổ phổi. Nhưng Lý Kỳ Kỳ biết rằng cô không thể đánh bại Tô Thương, vì thế cô sẽ không tiếp tục đánh nữa, tránh làm nhục bản thân mình. Được rồi, đi đi, đừng ở đây làm phiền việc nghỉ ngơi của tôi. Tô Thương nói to đuổi khách. Hừ, đi thì đi. Tuy nhiên, Tô Thương anh đừng quá hả hê. Sư phụ của tôi rất mạnh, ngày mai bà ấy sẽ đến Giang Bắc, bà ấy sẽ dạy tôi những võ công lợi hại hơn nữa. Sắc mặt Lý Kỳ Kỳ lúc đầu thì lạnh lùng, sau đó chợt nhớ tới chuyện sư phụ sắp đến liền trở nên vui vẻ, tự hào nói, đến lúc đó, sức mạnh của tôi sẽ tăng lên nhiều lần, như thế sẽ dễ dàng đánh bại anh. Ừ, cô lợi hại quá. Tô Thương gật đầu nói, vì thế cô có thể đi được chưa? Phi, Tô Thương, chờ đó mà xem. Lý Kỳ Kỳ tức giận liếc nhìn Tô Thương, rồi cùng Chu Vũ Đồng rời khỏi biệt thự. Gâu gâu. Nhưng lúc này, một con teddy lông nâu chạy xuống, nó chính là Bạch Miêu. Lúc này nó vui vẻ chạy quấn quýt xung quanh Tô Thương, rõ ràng là đang lấy lòng Tô Thương. Trước đó Tô Thương đã cho nó rất nhiều linh khí làm cho nó chìm vào giấc ngủ say, bây giờ vừa mới tỉnh lại. Đúng vậy. Tiến bộ nhanh đó. Tô Thương liếc nhìn con Bạch Miêu rồi hài lòng gật đầu. Bây giờ đang có linh lực chảy trong cơ thể Bạch Miêu, nói không chừng sức mạnh của nó có thể so với hóa kình đỉnh phong. Wow, một con teddy nhỏ đáng yêu làm sao? Chu Vũ Đồng ở bên cạnh nhìn thấy con Bạch Miêu, hai mắt sáng lên, hưng phấn đi tới, ôm lấy con Bạch Miêu rồi nói, thật đáng yêu, trong mơ tôi cũng muốn có một con teddy. Nhưng tiếc là mẹ của tôi không cho tôi nuôi vật cưng có lông. Bạch Miêu bị Chu Vũ Đồng ôm vào lồng ngực, có vẻ miễn cưỡng nên nhìn Tô Thương hỏi có thể nhảy đi không. Tô Thương lắc đầu, ra hiệu cho con Bạch Miêu không được manh động. Đồng đồng, không phải chỉ là một con chó con thôi sao, đặt nó xuống đi, chúng ta đi thôi, ngày mai tôi sẽ mua cho cậu một con. Lý Kỳ Kỳ kéo Chu Vũ Đồng rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Muộn như vậy rồi, bên ngoài trời đã tối nữa. Tôi không muốn đi trên con đường không có đèn đâu. Chu Vũ Đồng đột nhiên đề nghị nói, Kỳ Kỳ, hay là chúng ta không đi nữa, ở lại đây một đêm rồi ngày mai đi được không? Dù sao ở đây cũng có rất nhiều phòng, có cả teddy chơi với chúng ta nữa, thật là tuyệt. Chu Vũ Đồng nói thêm, rõ ràng cô ấy muốn ở lại qua đêm ở đây. Nhưng mà Tô Dương trực tiếp từ chối, không được. Đây là nhà của tôi, mấy người đi nhanh đi. Tô Thương không từ chối cũng không sao, một khi từ chối Lý Kỳ Kỳ lại càng hứng thú, hai tay chống hông nói, Tô Thương, nhà anh gì chứ? Rõ ràng là nhà của chú Tô lại đối xử với tôi rất tốt. Tôi muốn ở lại đây, ngay tại đây, sống tại đây. Đồng đồng, đi, chúng ta lên phòng thôi. Lý Kỳ Kỳ căn bản không coi mình là người ngoài, kéo Chu Vũ Đồng lên cầu thang. Tô đại thiếu gia, cho tôi mượn con chó của anh một đêm nhé, đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Chu Vũ Đồng ôm con teddy không quên chào Tô Thương. Con Bạch Miêu bất đắc dĩ, nó nhìn Tô Thương với ánh mắt cầu cứu. Nếu mày không ra mặt thì bọn họ đã bỏ đi từ lâu rồi. Là do mày tự mình gây chuyện nên phải tự giải quyết đi. Tô Dương liếc nhìn con Bạch Miêu, phớt lờ tiếng kêu cứu của nó rồi đi theo bọn họ lên lầu. Lý Kỳ Kỳ, hai người nghỉ ngơi ở đây đi, nhưng nhớ khóa cửa đấy. Cô biết tôi là ai rồi đấy, nói không chừng nửa đêm tôi không kìm nổi mà xông vào phòng của cô, đặt cô lên ha ha. Khi lên đến tầng 3, Tô Thương cười đùa rồi bước vào phòng mình. Hừ,
anh định hù dọa ai đây? Lý Kỳ Kỳ bĩu môi, cùng Chu Vũ Đồng vào phòng ngủ bên cạnh. Chu Vũ Đồng muốn chơi với con Bạch Miêu, nhưng con Bạch Miêu lại làm ngơ, rất nhanh cô đã không còn hứng thú nữa. Ngay sau đó, hai cô gái chỉ đơn giản là đi tắm và nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Đông Đông, tôi thấy hơi lạnh, Lý Kỳ Kỳ nói. Chu Vũ Đồng liền đưa chăn cho Lý Kỳ Kỳ rồi đắp cho cô rồi nói, bây giờ còn lạnh nữa không? Trời vẫn lạnh, như thể có gió thổi vào, Lý Kỳ Kỳ nói. Gió sao? Nhưng cửa sổ đã đóng lại rồi. Chu Vũ Đồng nhìn về phía cửa sổ, sau đó nhìn Lý Kỳ Kỳ, cô ấy nghĩ đến điều gì đó, nhịn không được mà cười nói, Kỳ Kỳ, tôi biết vì sao cậu lại cảm nhận được gió rồi. Vì sao? Lý Kỳ Kỳ tò mò hỏi. Bởi vì, Chu Vũ Đồng nhìn hai chân Lý Kỳ Kỳ, trịnh trọng nói, có lỗ hổng thì gió mới lọt vào. Có lỗ hổng thì gió mới lọt vào. Lý Kỳ Kỳ dừng lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy sự nghi ngờ, rõ ràng không hiểu được Chu Vũ Đồng là có ý gì. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy nụ cười xấu xa trên mặt Chu Vũ Đồng, ngay lập tức đã hiểu ra, khuôn mặt đỏ ửng lại. Đông Đông, lời này sao có thể thốt ra được từ miệng cậu chứ, ghê tởm quá đấy, cậu có thể bình thường chút được không vậy? Lý Kỳ Kỳ thẹn quá hóa giận, nghiến răng nói. Tớ chỉ suy đoán thôi mà, Kỳ Kỳ, cửa sổ đều đóng lại rồi, căn bản không thể lọt gió vào được, nhưng cậu lại cảm thấy có gió. Chu Vũ Đồng cười rồi giải thích, cái này lẽ nào không phải là có lỗ hổng thì gió mới lọt vào à? Cậu! Lý Kỳ Kỳ bó tay rồi, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác ra sao, thì cô ấy nhìn xuống hai chân Chu Vũ Đồng, nói, nếu có lỗ hổng thì gió mới lọt vào, vậy tại sao cậu không cảm thấy có gió thổi tới? Khụ, bởi vì tớ không có lỗ hổng. Chu Vũ Đồng cười giễu cợt nói. Á, sao có thể chứ? Lý Kỳ Kỳ không thể tin nổi nói. Chu Vũ Đồng nghiêm túc nói, tớ đến tháng rồi, nên tớ dùng lọ ai băng vệ sinh ban đêm siêu thấm siêu mỏng. Lý Kỳ Kỳ hoàn toàn bó tay luôn, không nói được gì nữa, cô ấy sớm đã quen với trò đùa tục tĩu của cô bạn thân này rồi. Phòng bên cạnh, có lỗ hổng thì gió mới lọt vào sao? Đến tháng rồi. Tô Thương đang tu luyện thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái này, cả người suýt mất bình tĩnh. Chim ngu ăn mận ăn me, người ngu ăn nói chua lè mắm tôm. Tô Thương nhỏ giọng chửi bậy một câu, sau đó tiếp tục quá trình hấp thụ sát khí bên trong yêu đao thái chân. Thật ra, sở dĩ Lý Kỳ Kỳ cảm thấy lạnh, cũng không phải là vô duyên vô cớ, bởi vì Tô Thương đang hấp thụ sát khí, cho không khí xung quanh mới lạnh lẽo như vậy. Lý Kỳ Kỳ cảm nhận được gió, cũng là do cơn gió lạnh của sát khí gây ra. Nhưng cơn gió này, không giống với những cơn gió bình thường khác, người bình thường sẽ không thể phát hiện ra, chỉ có người luyện võ mới có thể cảm nhận được. Bởi vậy, Lý Kỳ Kỳ sẽ cảm thấy lạnh lẽo khác thường, còn Chu Vũ Đồng thì không hề phát hiện ra. Bây giờ, Tô Thương đã chú ý tới, cho nên anh đem toàn bộ sát khí thu hết lại vào bên trong phòng của mình. Sao tự nhiên lại không lạnh nữa rồi? Lúc này, Lý Kỳ Kỳ tò mò nói. Đương nhiên là có tớ ở đây rồi. Chu Vũ Đồng nằm cạnh cô ấy, quay người lại ôm lấy Lý Kỳ Kỳ, khẽ cười nói, nào, Kỳ Kỳ, cảm nhận chút hơi ấm từ người bạn tốt này đi. Ha ha, Đồng Đồng, cậu đừng ôm tớ, tớ sợ nhụt lắm. Lý Kỳ Kỳ cười nói. Thế này thì không được, đợi cậu có bạn trai rồi, nếu cậu còn sợ nhụt, thì người ta sẽ chia tay với cậu mất, tối nay tớ sẽ hy sinh một chút, để cậu quen với việc được người khác ôm, sau này ở chung với bạn trai thì mới quen được. Đáng ghét, tớ không cần, cậu mau đi ra đi, ha ha ha. He he, Kỳ Kỳ, đừng ngõ ngoại nữa, cậu càng ngõ ngoại tớ lại càng vui. Ở bên cạnh cửa sổ có kính trong suốt từ trần đến nền nhà, Bạch Miêu đang chăm chú nhìn hai cô gái trên giường với ánh mắt khinh thường. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, như thể muốn nói, mình cũng không sợ nhột, ngày nào cũng được Tô Thương ôm. Cùng lúc đó, ở khách sạn lớn Quân Thần, bản thân Lưu Phàm Khuê bị thương nặng đang đi vào cứ điểm dưới lòng đất của nước D ở Giang Bắc. Sau khi uống một viên thuốc trị nội thương, ông ta gọi một cuộc điện thoại ra nước ngoài, thêm mắm thêm muối vào chuyện tối nay nói cho người ở bên trong điện thoại nghe. Anh nói là... Yêu đao thái chân bị một người trong dòng họ nhỏ ở Giang Bắc lấy cắp sao? Một giọng nói thấp trầm truyền ra từ trong điện thoại. Đúng.
Lưu Phàm Khuê trả lời, em họ, nhà họ Nạp Lan này thật sự có rất nhiều cao thủ ẩn trốn, còn có mấy người tông sư võ đạo, thậm chí có hai tên cao thủ tông sư trung kỳ trong đó. Anh đã tốn 10 tỷ mới đấu giá được yêu đao Thái Chân, ai ngờ lại bị bọn chúng dùng kế điệu hổ ly sơn đánh cắp mất. Không chỉ vậy, đến cả em trai ruột Lưu Phàm Khôn của anh, cũng chết trong tay nhà họ Nạp Lan. Lưu Phàm Khuê nói tiếp, thậm chí, sở dĩ yêu đao Hồng Liên rơi vào tay Quốc Nhận, cũng có liên quan đến nhà họ Nạp Lan, nếu không phải là bọn họ cản trở từ bên trong, thì Lăng Hổ đã mang yêu đao Hồng Liên về nước Đê từ lâu rồi. Em họ mà Lưu Phàm Khuê nhắc tới, là phó hội trưởng trong tổ chức của ông ta, Đường Sơn Khẩu, cao thủ tông sư hậu kỳ. Hừ, lúc này, khi đã nghe xong những việc làm của nhà họ Nạp Lan, Đường Sơn Khẩu không kìm chế được cơn giận, lạnh lùng nói, nhà họ Nạp Lan còn con, sao lại dám ngông cuồng như vậy chứ, hoàn toàn coi thường nước Đê mà, không thể tha thứ cho chúng được. Sau khi thể hiện ra thái độ của mình, Đường Sơn Khẩu hỏi dò, anh Lưu, yêu đao Thái Chân, giờ đang ở đâu? Tất nhiên là ở nhà họ Nạp Lan, Lưu Phàm Khuê nói một cách rất chắc chắn. Được, tôi sẽ xuất phát ngay trong hôm nay, tôi sẽ tàn sát nhà họ Nạp Lan trước, sau đó sẽ lấy lại yêu đao Thái Chân. Đường Sơn Khẩu nghiêm túc nói. Em họ, lúc cậu tới, thì đi đến nhà tôi một chuyến, đem 10 viên đá năng lượng của nhà tôi theo. Lưu Phàm Khuê nói tiếp, đúng rồi, trong tay cậu có đá năng lượng không, tôi sẽ mua nó với mức giá cao hơn. Anh cần nhiều đá năng lượng như vậy để làm gì? Đường Sơn Khẩu nghi ngờ hỏi. Tặng cho Tô Huyền Thiên. Tô Huyền Thiên, cậu ta là ai? Đường Sơn Khẩu nhíu mày. Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tôi. Mặt Lưu Phàm Khuê tràn đầy sự cảm kích nói, tối đó, tôi bị cao thủ nhà họ Nạp Lan đánh cho bị thương, không có đường lui, ngay lúc mà tôi tưởng là sắp chết, Tô Huyền Thiên từ đâu bay tới, ra tay cứu tôi, thậm chí còn chặt đứt một cánh tay của tên cao thủ của nhà họ Nạp Lan. Lại có chuyện này nữa à, như vậy xem ra, Tô Huyền Thiên này là một người tốt đó. Đường Sơn Khẩu không nhịn được bèn hỏi, anh Lưu. Theo như lời anh nói, tên Tô Huyền Thiên này chắc hẳn là một cao thủ thế hệ trước nhỉ? Ha ha, không phải, Tô Thiếu Gia cũng chỉ hơn 20 tuổi thôi, nhưng đã là tông sư trẻ tuổi có tiếng tăm lừng lẫy rồi. Lưu Phàm Khuê không hề ngần ngại mà khen anh ấy, Tô Thiếu Gia tuổi trẻ tài cao, quan trọng nhất là cậu ấy rất biết giữ lời hứa, bất kể là thiên phú hay nhân phẩm, đều là số một, khiến cho người khác phải kính nể. Thiên phú khủng khiếp thật. Người tài giỏi như thế nếu như có thể lôi kéo về với phe phái của chúng ta thì tốt rồi. Đường Sơn Khẩu bắt đầu có ấn tượng với Tô Thương, cũng rất hiếu kỳ, nên vội vàng hỏi tiếp, Tô Thiếu Gia cần đá năng lượng làm gì vậy? Tôi cũng không biết nữa, có thể là cậu ấy thích sưu tầm. Lưu Phàm Khuê nhắc nhở, em họ, rốt cuộc cậu có đá năng lượng không? Có, tôi có khoảng 8 cục đá. Đường Sơn Khẩu nói, anh Lưu, anh không cần mua đá của tôi đâu. 8 cục đá năng lượng này tôi sẽ tặng hết cho Tô Thiếu Gia Tô Huyền Thiên, cứ xem như đây là chút tấm lòng của tôi. Ha ha, như thế được đó, em họ, mau chóng lên đường đi, anh chờ em đến nhé. Lưu Phàm Khuê cười nói. Ừm, Đường Sơn Khẩu gật đầu, sau đó lại nói, anh Lưu, lần này anh đến Giang Bắc, ngoại trừ yêu đao Thái Chân ra, còn có một nhiệm vụ khác, anh đã hoàn thành xong chưa? Nghe thấy vậy. Lưu Phàm Khuê liền nói, tôi đến Giang Bắc liền tới ngay buổi đấu giá, còn chưa kịp đi ám sát Tô Đại Thiếu Gia. Vớ vẩn, yêu đao Thái Chân tuy rất quan trọng, nhưng giết Tô Đại Thiếu Gia cũng quan trọng không kém mà. Đường Sơn Khẩu trầm giọng nói, bây giờ biên giới nước Hoa có nữ chiến thần Tô Dực Cân, như mặt trời giữa trưa, dùng binh như thần, nếu như không xử lý cô ta nhanh chóng, chúng ta nhất định sẽ bị đàn áp đến nỗi không thở nổi đâu. Theo như điều tra, Tô Dực Cân này coi trọng em trai Tô Thương nhất, chỉ cần giết Tô Thương, chắc chắn Tô Dực Cân sẽ không còn tâm trí nào để bảo vệ biên giới nữa, đến lúc đó, chính là lúc chúng ta phản công lại. Đường Sơn Khẩu thành thật nói, anh Lưu, tôi không quan tâm anh dùng cách nào, nhất định phải nhanh chóng xử lý Tô Thương. Được, yên tâm đi em họ, theo sự hiểu biết của tôi, Tô Đại Thiếu Gia Tô Thương là một tên công tử bột không hơn không kém. Lưu Phàm Khuê tự tin cười nói, tuy ngày mai tình trạng vết thương của tôi chỉ có thể khôi phục được 6 phần, nhưng cũng dư sức để giết tên đó. Được, tối mai tôi sẽ đến Giang Bắc ngay, chúng ta giữ liên lạc nhé.
Nương Sơn Khẩu gật đầu, sau đó cúp điện thoại, cũng không để chuyện giết Tô Thương trong lòng, mà là nhớ tới Tô Huyền Thiên, không nhịn được mà tự lẩm nhẩm một mình, Tô thiếu gia Tô Huyền Thiên, tuy mình chưa từng gặp mặt cậu ấy, nhưng từ lời nói của Lưu Phàm Khôn không khó để nhìn ra, cậu ấy là một người tốt, đợi đến Giang Bắc rồi, nhất định phải kết bạn với cậu ấy mới được. Còn về phần nhà họ Nạp Lan, ha ha, họ thật sự cho rằng nước Đê không có người sao, nếu đã ngang ngược như vậy rồi, thì ngày mai mình sẽ khiến cho dòng họ này biết mất hoàn toàn ở Giang Bắc. Nhắc đến nhà họ Nạp Lan, Đường Sơn Khẩu liền sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra mùi sát khí nồng nặc. Ngày hôm sau, sáng sớm, ánh nắng ấm áp bao phủ quanh biệt thự cạnh bờ sông. Tô Thương kết thúc tình trạng tu luyện, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười. Lúc nửa đêm, anh ấy đã hút hết sát khí bên trong yêu đao thái chân, chỉ cần luyện hóa được sát khí, thì có thể đặt chân đến luyện khí tầng thứ tư rồi. Nhưng, luyện hóa sát khí cần thời gian tương đối dài, cho nên Tô Thương không luyện hóa, mà là tu luyện một loại bí thuật trong thời gian ngắn để nâng cao thực lực của bản thân huyết tế. Sau khi thi triển bí thuật huyết tế, trong một thời gian ngắn, Tô Thương gần như có thể có được thực lực của luyện khí tầng thứ tư. Như vậy, nếu gặp người luyện võ cấp bậc như Tống Lệ Hoa kia, thì anh ấy sẽ có thực lực để đánh một trận rồi. Đương nhiên, cái giá phải trả của huyết tế cũng tương đối lớn, sau khi dùng bí thuật này sẽ tiêu hao một lượng lớn máu tinh khiết, tất nhiên cơ thể sẽ vô cùng suy yếu. Sở dĩ Tô Thương muốn tu luyện bí thuật này, là vì đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra, giữ cho mình một con át chủ bài. Như vậy anh ấy mới có thể có cảm giác an toàn. Tiếp theo thì tiễn Lý Kỳ Kỳ và bản thân của cô ta, sau đó mình sẽ về nhà tu luyện, tranh thủ thời gian sớm thăng cấp lên luyện khí tầng thứ tư. Đợi thực lực của mình mạnh lên rồi, thì có thể tìm tra hỏi chuyện về mối thù của gia đình. Mẹ, người tuyệt đối không thể chết một cách vô ích như vậy được. Nhớ đến người mẹ Giang Ngọc Yến, đôi mắt Tô Thương nhắm lại, trong đôi mắt hiện ra sát khí rất ác liệt. Mối thù giết mẹ, không đội trời chung. Thân là con của mẹ, sao có thể không biết một cái gì được chứ? Trước kia Tô Đại Thiếu Gia không có năng lực báo thù, cho nên phải cam chịu, để cho bản thân ăn chơi trác táng rồi lại đến dùng chất gây nghiện. Nhưng Tô Thương đã khác rồi, từ khi Tiên Đế trở về, việc báo thù nhất định phải mau chóng lên lịch trình mới được. Ngay sau đó, Tô Thương xuống giường, đi đến căn phòng bên cạnh, đang chuẩn bị gõ cửa. Thì đúng lúc Lý Kỳ Kỳ và Chu Vũ Đồng đẩy cửa ra đi ra. Ồ, Tô Thương, anh lén lén lút lút ở cửa phòng tôi làm gì, anh không biết xấu hổ à, chắc anh sẽ không nhìn trộm tôi đó chứ. Lý Kỳ Kỳ trừng to mắt, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mắt nào của cô nhìn thấy tôi lén lén lút lút, còn nữa, cô ngủ một giấc xong bị ngốc rồi hay sao hả, chỗ này là nhà tôi. Tô Thương liếc nhìn Lý Kỳ Kỳ một cái, cười cợt nói, còn nữa. Cô cũng không xem điều kiện của bản thân, cứ coi như tôi muốn nhìn trộm đi, tôi cũng sẽ không nhìn trộm cô đâu, nhìn trộm bản thân cô không phải hơn sao. Anh, Lý Kỳ Kỳ tức đến phát điên lên. Kỳ Kỳ, đừng nóng giận, cũng có gì to tát đâu. Chu Vũ Đồng đứng bên cạnh nói. Lý Kỳ Kỳ nghe vậy, liền nói ra, Đồng Đồng, cậu tốt thật, còn biết an ủi tớ. Không, Kỳ Kỳ, chẳng qua là tớ cảm thấy Tô Đại Thiếu Gia nói rất đúng. Chu Vũ Đồng nghiêm túc nói. Đồng Đồng. Lý Kỳ Kỳ thở phì trợn mắt liếc nhìn Chu Vũ Đồng một cái, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Ha ha, được rồi Kỳ Kỳ, tớ chỉ đùa với cậu thôi. Chu Vũ Đồng cười cười, sau đó an ủi, hôm nay tớ dẫn cậu đi dạo phố, mua cho cậu một cái túi sách để đền bù tổn thất, đừng giận nữa được không nào. Hừ hừ. Lý Kỳ Kỳ đương nhiên biết bản thân không có ý nghĩ xấu xa gì. Nên cũng không tức thật, cái này là chính cậu nói đấy nhé, Đồng Đồng, tớ sẽ không chọn cái rẻ tiền đâu nha. Không sao cả. Chu Vũ Đồng kéo tay Lý Kỳ Kỳ, khẽ cười nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó thì đi mua túi sách, đúng lúc tớ cũng muốn mua một cái. He he, được. Lý Kỳ Kỳ rất hoang phí, có được câu trả lời chắc chắn, ngay lập tức liền mỉm cười. Tô Đại Thiếu Gia, tôi quên mất chưa tự giới thiệu bản thân. Tôi là Chu Vũ Đồng, khi còn bé thì lớn lên ở Giang Bắc, mấy năm trước đã tới Giang Nam, là bạn thân tốt nhất của Kỳ Kỳ. Trước khi đi, Chu Vũ Đồng nhìn về phía Tô Thương, vừa cười vừa nói, anh không đi dạo phố cùng bọn tôi sao? Tôi còn có việc, các cô đi đi.
Tô Thương cười từ chối. Được thôi. Chu Vũ Đồng hình như hơi thất vọng, sau đó liền bị Lý Kỳ Kỳ kéo đi. Đồng Đồng, cậu gọi anh ta đi cùng làm gì, anh ta không phải là thứ tốt đẹp gì đâu. Ha ha, chỉ là tớ cảm thấy anh ta thú vị mà thôi, hơn nữa, Kỳ Kỳ, theo tớ thấy Tô Đại Thiếu gia cũng không hư hỏng như vậy đâu nha, anh ta cũng được đó, ban đêm cũng không làm phiền đến bọn mình. Cậu thì biết cái gì, chắc chắn là ban ngày anh ta đến quán bar, cho nên ban đêm mới không có sinh lực. Wow, Kỳ Kỳ, cậu hiểu biết nhiều thật đấy. Tô Thương đưa mắt nhìn hai cô gái rời đi, rồi nở một nụ cười, cuối cùng anh ấy cũng có thể yên tâm tu luyện rồi. Nhưng lúc này, Tô Thần Binh bỗng dẫn theo Tiêu Đình đi đến. Tô Thương, tối hôm qua con không sao chứ? Nhìn thấy Tô Dương, Tô Thần Binh cười hỏi. Tô Thương đón nhận ánh mắt của cha, khẽ cười nói, không sao ạ, con có thể có chuyện gì được chứ? Nhị tiểu thư nhà họ Lý không đánh con sao? Vẻ mặt của Tô Thần Binh hiện lên một nụ cười giễu cợt. Không có ạ, con ở chung với cô ta cũng ổn đấy ạ. Ha ha, Tô Thương ơi Tô Thương, con đúng là đến chết vẫn sĩ diện, giả vờ cái gì mà giả vờ chứ? Tô Thần Binh không nhịn được bèn cười nói thật cho con biết nhé. Là cha gọi Lý Kỳ Kỳ đến đó, tối hôm qua nhất định là con đã bị đánh rất thảm, bây giờ đã biết có người bảo vệ là rất quan trọng rồi ha. Vâng vâng vâng, cha nói đúng ạ, có người bảo vệ là quá quan trọng luôn đấy ạ. Tô Thương nói một cách qua loa. Ha ha, bây giờ mới biết, thì đã muộn rồi, cha đã quyết định không cử người đến bảo vệ con nữa, sau này nếu con không muốn bị đánh, thì phải tự mình tu luyện để trở nên mạnh hơn đi. Đừng có cả ngày ăn chơi lêu lỏng như vậy nữa. Tô Thần Binh nói tiếp, bên quốc nhận kia hoàn toàn không đùa được đâu, cha quyết định sắp xếp Tiêu Đình dạy con võ thuật, còn con có học hay không, thì phải xem bản thân con thôi, không liên quan gì đến cha hết. Học cái con khỉ ấy. Tô Thương nghe thấy vậy, nhất thời không đồng ý, nói lẩm bẩm, thời gian đó, chỉ bằng con đến quán ba an ủi những chị gái xa ngã kia cho rồi. Con, thằng con mất dạy này. Con không thể giả vờ ra bên ngoài đồng ý với cha được à, như thế trong lòng cha mới dễ chịu một chút chứ. Mặt Tô Thần Binh sầm lại nói. Thôi đi, chúng ta là cha con ruột, giả vờ như thế có ý nghĩa gì, nói thật với nhau không tốt hơn sao? Tô Thương hỏi ngược lại. Mẹ kiếp! Trong lòng Tô Thần Binh rất khó chịu, nhưng lại không phản bác được. Cha còn có việc gì không? Nếu không có việc gì, thì cha đi đi, con muốn đi ngủ rồi. Buổi tối còn phải đi quán ba nữa, nghe nói Ngọc Chỉ Tiên Cảnh mới có một nhóm nữ nhân viên nước ngoài đến, con còn chưa được trải nghiệm mùi vị đó nữa. Thằng nhãi con, ngày nào cũng lãng phí thời gian, ông đây muốn trừng phạt con một trận rồi đấy. Tô Thần Binh nghiến răng nghiến lợi, sau đó thành thật nói, hôm nay con đừng có ngủ, ông chủ Lý mời con qua nhà ông ta đấy. Ông chủ Lý sao, ông nội của Lý Nguyệt à? Tô Thương nghi ngờ nói, ông ta gọi con tới làm gì? Bề ngoài thì muốn uống rượu cùng con, nói là muốn bồi đắp tình cảm một chút, nhưng trên thực tế. Tô Thần Binh cười giễu cợt nói, Tô Thương, đêm hôm trước con làm cái gì, trong lòng con cũng rõ, ông ta yêu thương cháu gái nhất nhưng nhìn sắc mặt cháu gái tái nhợt, đi đứng thì khập khiễng, con cảm thấy ông chủ Lý mời con qua đó là định làm gì? Mẹ kiếp, ông ta sẽ không lén giết con đấy chứ? Cũng không hẳn như vậy, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho con nhục nhã một phen. Tô Thần Binh khẽ cười nói, con mau đi đi, đừng để ông chủ Lý phải đợi lâu. Đúng rồi, cha nghe nói Tam Thiếu gia Nạp Lan Minh Chiết nhà họ Nạp Lan cũng có trong danh sách khách mời của ông chủ Lý đó. Nạp Lan Minh Chiết có danh xưng là thiếu gia số 1 ở Giang Bắc, cùng với con là công tử ăn chơi trác táng nhất Giang Bắc, anh ta chính là một tấm gương học tập gương mẫu đó, hơn nữa cha còn nghe nói. Nạp Lan Minh Chiết đã quen biết Lý Nguyệt từ rất lâu rồi, ông chủ Lý vô cùng yêu thích Nạp Lan Minh Chiết, hình như muốn gả cháu gái cho cậu ta. Tô Thần Binh càng nói càng vui, cười cợt nói, lần này con qua đó, e là không chỉ rước sự nhục nhã lên người, mà còn phải chịu sự tan vỡ của tâm hồn đấy, ha ha ha. Mẹ kiếp, cha độc ác thật đó, cha không thể hy vọng vào đứa con trai này một chút được sao? Tô Thương trợn mắt liếc nhìn cha một cái. Sau đó ánh mắt run lên, biểu cảm hiện lên một sự ác liệt. Lúc đầu anh ấy không muốn đến nhà họ Lý, nhưng nghe Nạp Lan Minh Chiết cũng đến, cho nên anh bỗng thay đổi ý nghĩ.
Kể từ sau khi biết người xúi dục Tô Cảnh Hàm hãm hại mình chính là Nạp Lan thiếu gia, Tô Thương từ đầu đến cuối luôn cảm thấy cái người Nạp Lan thiếu gia này chính là Nạp Lan Dịch. Nhưng mà tối hôm qua, Tô Thương mới biết, người gọi là Nạp Lan thiếu gia đó lại không phải là Nạp Lan Dịch. Loanh quanh một vòng, đến bây giờ Tô Thương lại nghi ngờ Nạp Lan Minh Chiết. Lý Thuần Phong ngưỡng mộ Nạp Lan Minh Chiết, ha ha, xem ra Nạp Lan Minh Chiết có hứng thú với vợ của mình. Tô Thương trong lòng cười lạnh lùng, điều này cũng dễ giải thích, Nạp Lan Minh Chiết là đệ nhất công tử Giang Bắc, mà nhan sắc của Lý Nguyệt lại có 102 ở Giang Bắc, anh ta thích Lý Nguyệt cũng hợp tình, hợp lý. Chỉ có điều người này giấu mình kỹ quá, Tô Đại Thiếu gia tiếp xúc qua vài lần với anh ta, vậy mà không nhận ra được ý đồ của anh ta với Lý Nguyệt. Lời nói của Tô Thần Binh như đã đánh thức người trong mộng. Tô Thương bỗng nhiên phản ứng lại. Chắc hẳn Nạp Lan Minh Chiết thèm muốn Lý Nguyệt, nên mới có thể âm thầm sai khiến Tô Cảnh Hàm tiêu diệt mình. Nếu đã như vậy, thế thì Tô Thương nhất định phải chấp nhận lời mời của Lý Thuần Phong, đi thăm dò Nạp Lan Minh Chiết thử xem. Nếu như thật sự là anh ta, ha ha, Tô Thương sẽ không khách khí. Tô Thương, con cầm theo thứ này đi, nhất định sẽ dùng đến. Lúc này, Tô Thần Binh đưa cho Tô Thương một cái bình thủy tinh to bằng bàn tay. Tô Thương nhận lấy, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Thuốc trị thương, con sắp bị đánh rồi thì nhớ phải uống 2 viên, bảo toàn tính mạng, thu xếp cho ổn thỏa nhé. Tô Thần Binh vỗ vỗ vai Tô Thương, lộ ra một nụ cười xấu xa, sau đó liền đi ra khỏi biệt thự. Ông chủ, ông thật sự yên tâm để Tô Đại Thiếu gia một mình đi đến nhà họ Lý hay sao? Tiêu Đình không chịu nổi mà hỏi. Yên tâm, chuyện này có gì mà không yên tâm chứ? Tô Thần Binh thản nhiên nói. Tối hôm trước Tô Đại Thiếu gia chọc giận ông chủ Lý, ông thật sự không sợ ông chủ Lý. Tiêu Đình mặt mũi đầy lo lắng. Không phải tôi đã đưa cho nó thuốc trị thương rồi hay sao? Tô Thần Binh vừa đi vừa cười nói, tên nhóc con Tô Thương này, càng ngày càng khó dạy dỗ, bản lĩnh thì không có, còn ham chạy nhảy như thế, ta bây giờ chỉ mong nó chịu khổ, bị đánh càng thảm càng tốt, như thế mới khiến nó có động lực để học võ chứ. Tiêu Đình, nếu nó là lãng tử biết quay đầu, vậy thì phải phiền cậu vất vả một chút, chỉ bảo cho nó vài chiêu. Tô Thần Binh cười nói tiếp, cậu đã đặt chân đến hóa kình hậu kỳ rồi, dựa vào thực lực của cậu mà chịu dạy bảo nó, thì đó là vinh hạnh của nó rồi. Ông chủ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy võ cho Tô Đại Thiếu gia. Tiêu Đình nghiêm túc nói. Đi thôi. Tô Thần Binh nhẹ nhàng gật đầu, rồi đi cùng với Tiêu Đình. Biến mất khỏi tầm mắt của Tô Thương. Lúc này Tô Thương nhìn vào bình thủy tinh trong tay, khuôn mặt tối sầm lại. Tôi vẫn còn chưa đi đến nhà họ Lý mà thuốc trị thương này đã chuẩn bị sẵn rồi, thật đúng là cha ruột, quả thực không cần chu đáo như vậy đâu. Uống chứ uống. Tô Thương tiện tay vứt đi bình thủy tinh, anh cũng không chậm trễ nữa, anh lái xe đến thẳng trang viên nhà họ Lý. Với tư cách là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Bắc, tài sản của nhà họ Lý cũng không thể xem thường. Trang viên của nhà họ Lý ở phía tây ngoại ô Giang Bắc, diện tích khoảng chừng 10 mấy mẫu. Trong đó, hòn non bộ, hoa viên, hồ nhân tạo, cái gì nên có cũng đều có, kiến trúc lại càng tráng lệ hùng vĩ, trong hiện đại lại có cổ điển. Khoảng 40 phút sau, một chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng ở đây. Ngay sau đó, Tô Thương bước xuống xe, ngẩng đầu quan sát trang viên nhà họ Lý. Sau đó liền định đi vào. Đứng lại. Nhưng lúc này, một bóng người vạm vỡ đột nhiên xuất hiện ngoài cửa chính, chặn đường đi của Tô Thương. Tô Thương đưa mắt nhìn qua, người này mình đã từng gặp, chính là cha của Lý Nguyệt, Lý Khuê Võ. Sau khi nhận ra người quen, Tô Thương nhếch miệng lên, nhẹ nhàng cười nói, ôi, đây không phải là cha vợ của con hay sao, không ngờ con lại có mặt mũi lớn như vậy để cho cha vợ phải đích thân ra tận cổng đón tiếp luôn. Cậu im miệng. Sắc mặt khó coi của Lý Khuê Võ nhìn Tô Thương, lạnh lùng nói, Tô Thương, cậu đến nhà họ Lý làm gì? Ông nội Lý mời con tới. Tô Thương bình thản nói. Sao tôi lại không biết việc này chứ? Lý Khuê Võ chăm chú nhìn Tô Thương, lạnh lùng nói, hơn nữa, Tô Thương, cậu vẫn còn nhớ hôm trước tôi ở nhà cậu nói gì không? Tô Thương vừa cười, vừa nói, không nhớ rõ nữa. Hừ, tôi từng nói. Cửa nhà họ Lý, không phải cậu muốn vào thì có thể vào được đâu.
Lý Khuê Võ bước về phía trước một bước, vung nắm đấm lên, hạ giọng nói, hôm nay chỉ cần cậu dám bước vào cửa nhà họ Lý, đừng trách tôi tàn nhẫn. Thế sao? Tô Thương đón nhận ánh mắt của Lý Khuê Võ, không sợ chút nào, lạnh lùng nói, Lý Khuê Võ, tôi gọi ông là cha vợ, là muốn giữ thể diện cho Lý Nguyệt, ông thật sự muốn biến mình thành một củ hành sao? Tôi là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tô, chị của tôi là chiến thần Dực Cân, ông nội tôi là Tô Kiền Khôn. Tô Thương bước từng bước đến gần Lý Khuê Võ, bình tĩnh nói, hôm nay, cửa chính nhà họ Lý, tôi lại càng muốn vào, ông dám động đến tôi thử xem. Vừa nói xong, cả người Tô Thương liền toát ra một luồng khí tức mãnh liệt, trực tiếp bao phủ Lý Khuê Võ, đồng thời anh vẫn tiếp tục sải bước về phía trước. Lý Khuê Võ bị Tô Thương làm cho khiếp sợ, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng, thế rồi ma xui quỷ khiến thế nào mà khiến ông ấy đứng sang một bên nhường đường. Cha vợ, thế này mới đúng chứ, lần sau thái độ với con tốt một chút, dù sao thì con cũng là con rể của cha mà. Tô Thương quay đầu nhìn lại Lý Khuê Võ, sau đó đi thẳng vào bên trong cửa chính nhà họ Lý. Mình thế mà bị một đại thiếu gia công tử bột dọa sợ rồi sao? Một lúc lâu sau đó thì Lý Khuê Võ mới kịp phản ứng lại, tức giận nhìn về hướng Tô Thương đang rời đi, nghiến răng nghiến lợi chỉ muốn đuổi theo. Khuê Võ, không cần đuổi theo, cha chỉ muốn nhìn xem lòng can đảm của cậu ấy, bây giờ đã đạt được mục đích rồi. Cha, tiếp theo thì nên làm thế nào? Lý Khuê Võ hỏi. Cha đã chuẩn bị cho cậu ấy ba cửa ải, nếu như cậu ấy vượt qua được, cha sẽ cho cậu ấy và Lý Nguyệt qua lại với nhau, đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên thôi. Lý Thuần Phong thản nhiên nói, Khuê Võ, đi đi, sắp xếp cho cậu ấy đến phòng khách, cha đến nói chuyện với cậu ấy. Nhớ phải đưa Nạp Lan Minh Chiết đi cùng, cha muốn xem sau khi cậu ấy biết cha chuẩn bị cho Lý Nguyệt và Nạp Lan Minh Chiết đính hôn, cậu ấy sẽ có phản ứng gì? Dạ. Lý Khuê Võ đáp lại, sau đó cùng Lý Thuần Phòng đi vào trang viên. Tô Thương sau khi đi vào nhà họ Lý, người quản lý ở trong trang viên liền đi ra nghênh đón, rồi dắt anh ấy đến sảnh phụ để ngồi chờ. Một lúc sau, người quản lý nhanh chóng dẫn anh ấy đến phòng khách. Lúc này, Lý Thuần Phong đang ngồi ở vị trí của chủ nhà, Lý Khuê Võ đứng bên cạnh Lý Thuần Phong. Trong phòng khách, ngoài hai cha con bọn họ ra, vẫn còn có một thanh niên mặc bộ quần áo bình thường. Người thanh niên này hơn 20 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt có chút tái nhợt, chính là Nạp Lan Minh Chiết. Tô Đại Thiếu Gia. Lúc này, Nạp Lan Minh Chiết nhìn thấy Tô Thương, trong mắt hiện lên một chút xấu xa, nhưng ngoài mặt lại mang theo nụ cười. Đứng dậy chào hỏi. Nạp Lan Minh Chiết. Tô Thương biết rõ nhưng giả vờ hỏi, cười nói, đã lâu không gặp, sao cậu lại ở đây? Là tôi đưa cậu ấy tới đây. Nạp Lan Minh Chiết vẫn chưa mở miệng, Lý Thuần Phong ngồi ở phía trên đã lên tiếng. Tô Thương, cậu đến rồi, có vài chuyện vẫn nên nói thật cho cậu biết thì tốt hơn. Minh Chiết tuổi trẻ tài cao, được tôn vinh là đệ nhất công tử Giang Bắc, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Ánh mắt sáng rực như đuốc của Lý Thuần Phong nhìn Tô Thương, sau đó nói tiếp, vì thế tôi định sẽ hủy hôn ước giữa cậu và Lý Nguyệt, tác hợp cho Lý Nguyệt và Nạp Lan Minh Chiết ở bên nhau. Ông nội Lý, Nạp Lan Minh Chiết nghe đến đây, đột nhiên vui như hội, dù cho phải che giấu thêm một lần nữa thì giờ phút này cũng không thể kìm lại được, Lý Nguyệt chính là người trong mộng cả đời này của anh ấy. Khụ khụ, sức khỏe Nạp Lan Minh Chiết yếu ớt. Vừa kích động một cái thì lại chịu không nổi mà ho lên, hít mấy hơi thật sâu mới ổn lại được, liền hỏi như muốn xác nhận lại, lời ông nói là thật sao? Thật cái rắm. Giờ phút này, sau khi Tô Thương nói ra một câu hoa mỹ của nước hoa, liền đi tới gạt chân làm Nạp Lan Minh Chiết ngã xuống. Vợ chưa cưới của ông đây mà mày cũng dám tơ tưởng sao, mày muốn chết mà. Tô Thương không hề khách khí. Sau khi xô ngã Nạp Lan Minh Chiết xuống còn đạp thêm mấy phát nữa. Khụ, khụ khụ. Cơ thể Nạp Lan Minh Chiết vốn dĩ yếu ớt, làm gì chịu nổi mấy đạp của Tô Thương chứ, thế là đau đến hôn mê bất tỉnh. Dừng tay. Lý Thuần Phong nhìn thấy như vậy thì vội vàng ngăn Tô Thương lại, sau đó dặn dò nói, mau kêu người tới đây, đem Nạp Lan thiếu gia đến phòng y tế mau. Bên trong trang viên nhà họ Lý có một phòng y tế. Trong đó có các bác sĩ và máy móc, thiết bị vô cùng tốt. Rất nhanh, thì có hai người làm tới, đem Nạp Lan Minh Chiết đang hôn mê khiêng ra khỏi phòng khách.
Tô Thương. Sau khi sắp xếp cho Nạp Lan Minh Chiết xong thì Lý Thuần Phong nhìn sang Tô Thương, trầm giọng nói, gan của cậu lớn quá rồi, cậu ta chính là thiếu gia của nhà họ Nạp Lan, thế lực của nhà họ Nạp Lan ở Giang Bắc không hề yếu hơn so với nhà họ Tô của cậu đâu, ông nội cậu ta còn là tông sư võ đạo nữa, cậu ra tay đánh cậu ta, không sợ bị nhà họ Nạp Lan tới báo thù sao? Ông nội cậu ta, tông sư võ đạo, ha ha, đã là một người chết rồi. Tôi sợ cái cóc khỉ khô. Trong lòng Tô Thương khinh thường cười nhạo, nhưng lúc trước anh có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai cha con Lý Thuần Phong thì được biết nhà họ Lý chuẩn bị ba cửa ải để thử thách mình. Lý Khuê Võ chặn ở cửa là ải thứ nhất, mục đích là muốn thử thách lòng dũng cảm của mình, cho nên anh mới mạnh mẽ xông vào, Lý Thuần Phong cũng không hề tức giận. Còn Nạp Lan Minh Chiết này là ải thứ hai, chính là muốn xem mình có yêu Lý Nguyệt nhiều không. Bởi vậy, lúc nãy Tô Thương cũng không nói gì, trực tiếp động tay động chân, hung hăng đánh Nạp Lan Minh Chiết. Đương nhiên, Nạp Lan Minh Chiết thế nào cũng sẽ tính kế với anh, đến lúc đó chắc chắn có thể biết được Nạp Lan công tử trong miệng Tô Cảnh Hàm có phải là Nạp Lan Minh Chiết hay không rồi. Dựa vào thực lực của Tô Thương, giết Nạp Lan Minh Chiết dễ như trở bàn tay nhưng anh vẫn chưa xác định được Nạp Lan công tử rốt cuộc là ai. Nếu như người tính kế với mình không phải là Nạp Lan Minh Chiết thì cứ coi như giết chết Nạp Lan Minh Chiết rồi thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Kẻ thù ở trong bóng tối, còn mình thì ở ngoài sáng. Tô Thương rất ghét cảm giác này, cho nên mới muốn lôi kẻ ở ẩn nấp sau lưng ra. Vì vậy, anh mới cố ý chọc tức Nạp Lan Minh Chiết, để quan sát tiếp theo sẽ như thế nào. Tô Thương, tôi đang nói chuyện với cậu ngẩn người ra làm gì chứ? Lẽ nào cậu đã hối hận vì đánh Nạp Lan Minh Chiết rồi? Lúc này, Lý Thuần Phong lại hỏi. Hối hận? Sao mà có thể được? Tô Thương định thần lại rồi nghiêm túc nói, ông nội Lý Nguyệt là vợ chưa cưới của cháu, sớm muộn gì cô ấy cũng là người phụ nữ của cháu. Cái tên Nạp Lan Minh Chiết này vậy mà dám có ý đồ biến thái với người phụ nữ của cháu, đừng nói là đánh cậu ta một trận, giết cậu ta thì cháu cũng có ý này đó. Vừa nói xong, Tô Thương lại nghiến răng, nghiến lợi nói tiếp, ông nội Lý, phòng y tế ở đâu, ông kiếm người dẫn đường cho cháu, bây giờ cháu đi giết chết tên Nạp Lan Minh Chiết kia. Ông yên tâm, chuyện này đều do một mình cháu làm, không liên quan gì đến nhà họ Lý của ông, nhà họ Nạp Lan muốn báo thù thì cứ để bọn họ tới tìm cháu là được. Tô Thương hung hăng nói, bởi vì Lý Nguyệt mà Tô Thương muốn giết chết Nạp Lan Minh Chiết sao? Cái này, quá tốt rồi. Ha ha, đây mới đúng là người đàn ông có trách nhiệm, không tệ, không tệ mà. Lý Thuần Phong nhìn thấy bộ dạng hung hăng của Tô Thương thì chẳng những không tức giận mà còn vô cùng vui mừng. Theo như ông ấy thấy thì Tô Thương mặc dù vô công dỗi nghề, không có chí tiến thủ, nhưng có lòng dũng cảm, biết yêu thương vợ, đây không phải là một người đàn ông tốt sao. Lại thêm, Lý Nguyệt cũng rất có cảm tình với Tô Thương. Nếu như có thể gả cho Tô Thương thì có lẽ cũng là một kết cục tốt. Nhưng mà, phải thử thách thêm lần nữa tên nhóc con này mới được. Suy nghĩ đến đây, Lý Thuần Phong liền nhìn sang Tô Thương, thản nhiên nói, Tô Thương, lúc nãy nói hủy bỏ hôn ước, đem Lý Nguyệt ghép với Nạp Lan Minh Chiết cũng chỉ là do tôi tùy tiện nói thôi, cậu cũng đừng quá để ý. Chỉ là, Lý Nguyệt là đứa cháu mà tôi yêu quý nhất, tôi cảm thấy cậu và nó cuối cùng vẫn không hợp nhau lắm. Lý Thuần Phong chuyển chủ đề nghị nói, hai ngày nay tôi ở khắp nơi tuyển chọn ra được 10 cô gái đẹp vô cùng, ngực to eo nhỏ, đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, như vậy đi, tôi tặng bọn họ hết cho cậu, làm người hầu gái cho cậu, từ nay về sau, cậu đừng đến tìm Lý Nguyệt nữa, cậu thấy như thế nào? Tô Thương nghe đến lời này, quả quyết từ chối, không được, ông nội Lý, cháu thật lòng yêu Lý Nguyệt, cả đời này cháu cũng chỉ cưới mỗi cô ấy thôi. Khoan vội, cậu vẫn nên đi xem những người đẹp mà tôi tìm cho cậu trước đi rồi sau đó hãy quyết định lại. Lý Thuần Phong nở một nụ cười rồi sau đó vẫy vẫy tay nói, đem người lên đây đi. Vâng, một tên người làm cung kính trả lời, ngay sau đó thì dẫn theo 10 cô gái xinh đẹp đi vào phòng khách. 10 cô gái này, toàn bộ đều đang ở độ tuổi xuân sắc, nhan sắc ngàn năm có một, phong cách ăn mặc của mỗi người đều có theo một cách riêng. Có kiểu búp bê dễ thương, có người thì gợi cảm, cũng có người thuần thục đầy kinh nghiệm, lại có cô em máy bay nữa. Tóm lại, 10 cô gái đẹp này,
hoàn toàn đáp ứng được những ảo tưởng của đàn ông đối với phụ nữ, đẹp không sao tả xiết. Sắc đẹp của bọn họ so với Lý Nguyệt còn kém một chút, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều. Lý Thuần Phong nở nụ cười, dụ dỗ nói, Tô Thương, chỉ cần cậu đồng ý không đeo bám Lý Nguyệt nữa thì hôm nay có thể đem toàn bộ bọn họ đi, từ nay về sau bọn họ đều thuộc về cậu. Nói thật, Tô Thương có chút động lòng rồi, 10 cô gái đẹp này đâu chỉ cao cấp hơn một bậc so với mấy em trong quán ba chứ. Đặc biệt là khi bọn họ đứng chung với nhau, đây chính là 1+1=2 mà, quá là có sức công kích. Lý Thuần Phong đáng chết, đây chính là ải thứ ba của ông sao, qua bỉ ổi rồi. Vậy mà lại lấy cái này đi thử thách con rể nhà họ Lý sao, con rể nhà ai mà chịu nổi thử thách này chứ? Cho dù là Tô Thương thì cũng xém chút bị mê hoặc rồi. Nhưng mà, rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh, trực tiếp từ chối, ông nội Lý, đừng làm mấy trò vớ vẩn này nữa, trái tim cháu đã thuộc về Lý Nguyệt rồi, ai cũng không cướp đi được đâu, một đời một kiếp một đôi, con chỉ yêu mình Lý Nguyệt thôi. Được. Lý Thuần Phong nghe thấy câu trả lời của Tô Thương thì kích động đứng dậy, hưng phấn nói, đứa trẻ ngoan, Tô Thương, nếu như cậu có thể nói được làm được thì hôn ước không cần hủy nữa, tôi sẽ gả Lý Nguyệt cho cậu. Thật sao? Tô Thương hỏi ngược lại. Thật. Lý Thuần Phong nghiêm túc nói, Lý Thuần Phong tôi hành tẩu giang hồ, từ trước tới nay nói một không nói hai, lời nói như đinh đóng cột. Được, ông nội Lý, ông sắp xếp một chiếc xe. Đem hết 10 em xinh đẹp này đưa đến biệt thự của cháu đi, xem như là của hồi môn của Lý Nguyệt. Tô Thương khẽ cười nói. Hử. Lý Thuần Phong dừng lại một lúc, lập tức tức giận tím mặt nói, được đó Tô Thương, làm cả buổi trời, mà cậu vẫn còn tưởng nhớ đến 10 em gái xinh đẹp này, xem ra những lời cậu nói lúc nãy đều là giả hết. Tô Thương mặt mũi tràn đầy vẻ vô tội, nói, ông nội Lý, đừng nghĩ oan cho cháu mà. Cháu cũng chỉ là nói như đinh đóng cột thôi mà. Đồ chó má. Lý Thuần Phong thẹn quá hóa giận nói, lúc nãy cậu còn nói chỉ lấy một mình Lý Nguyệt, bây giờ lại còn muốn 10 em gái xinh đẹp này làm gì hả? Con không lấy bọn họ mà, chỉ đùa vui mà thôi. Tô Thương thuận miệng nói. Đùa vui, Lý Thuần Phong nổi giận nói, không phải cậu nói trái tim cậu chỉ thuộc về Lý Nguyệt sao? Đúng vậy. Tô Thương nghiêm trang nói, ông nội Lý, ông yên tâm đi, bọn họ chỉ lấy được cơ thể cháu, vĩnh viễn không bao giờ lấy được trái tim cháu đâu. Cút. Lý Thuần Phong nghe thấy như vậy, mặt biến sắc, rít gào lên nói, Tô Thương, cậu lập tức cút khỏi nhà họ Lý ngay cho tôi. Ông nội Lý, ông đừng tức giận, chú ý giữ gìn sức khỏe, cháu đi trước đây, có rảnh chúng ta lại nói chuyện tiếp, nhớ đưa người đẹp đến biệt thự của cháu nhé. Tô Thương cười nói rồi nhanh như một làn khói chạy ra khỏi nhà họ Lý. Cái đồ phế vật này, làm tôi tức chết mà. Đợi đã. Mình đúng là tức đến hồ đồ rồi, sao lại thả nó đi rồi, nên đánh nó một trận mới đúng chứ. Lý Thuần Phong nghiến răng, nghiến lợi nói. Cha, có cần con đuổi theo không, cậu ta chắc chưa đi xa đâu. Lý Khuê Võ cũng tức giận nói. Hừ, không cần nữa, lần này tha cho nó. Lần sau lại xử nó tiếp vậy. Lý Thuần Phong vẫn còn tức giận, nghiến răng nói, Tô đầu bạc, ông nuôi một đứa cháu tốt quá đấy, hôm nay xém chút nữa làm tôi tức đến sinh bệnh luôn rồi. Không được, cục tức này nuốt không trôi mà, bắt buộc phải uống rượu quốc diều trăm năm mới cho qua được. Suy nghĩ đến đây, thì Lý Thuần Phong liền xoay người đi đến trang viên nhà họ Tô. Rượu quốc diều trăm năm lần trước mùi thơm nức mũi, vị giác kéo dài. Quả thực là cực phẩm trong các loại rượu mà, Lý Thuần Phong uống một lần rồi thì không quên được. Chỉ là, Lý Thuần Phong có chút tò mò, dư âm sau đó của rượu quốc diều trăm năm sao mà nặng quá, sao mà giống như uống mấy loại rượu mấy đồng nửa lít vậy, ngày hôm sau tỉnh dậy thì hoa mắt, chóng mặt, rất là khó chịu. Có lẽ, đây là đặc điểm khác lạ của rượu quốc diều trăm năm, Lý Thuần Phong cũng không để ý nữa. Một bên khác. Tô Thương vừa rời khỏi trang viên nhà họ Lý chưa lâu thì anh nhận ra rằng mình đã bị khóa chặt bởi một luồng khí sắc bén. Luồng khí tức này rất quen thuộc, hơn nữa còn tràn đầy sát ý, rõ ràng là muốn giết mình mà. Tô Thương dừng chân lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh đã nhận ra đó là ai rồi, bèn cười đùa nói. Theo tôi cả một quãng đường rồi còn chưa ra tay sao? Trên chiếc cầu vòng cung ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Soạt.
Tô Thương vừa dứt lời thì có một bóng dáng màu đen bước ra, nhe răng cười nhìn anh. Người đột nhiên xuất hiện này đã hơn 70 tuổi, hai mắt nhăn nheo, không phải là ai khác chính là Lưu Phàm Khuê. Lần này ông ta đến Giang Bắc mang theo hai nhiệm vụ trên mình. Nhiệm vụ thứ nhất là lấy lại Thanh Yêu Đao Thái Chân, nhưng mà đã thất bại rồi. Tối qua sau khi nói chuyện điện thoại với Đường Sơn Khẩu xong thì Lưu Phàm Khuê quyết định hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trước, đó chính là giết em trai của Tô Dực Cân chính là Tô Thương. Thế là, hôm nay sau khi tỉnh lại, Lưu Phàm Khuê thông qua thế lực ngầm của nước D ở Giang Bắc liền tra ra được hành tung của Tô Thương. Theo như ông ta thấy thì Tô Đại Thiếu Gia rõ ràng chính là một tên bỏ đi, cho dù là vết thương của ông ta vẫn chưa khỏi hẳn thì vẫn có thể giết chết anh. Nhưng mà, Tô Đại Thiếu Gia đã đi vào trang viên nhà họ Lý, Lưu Phàm Khuê có nghe đến danh tiếng của ông già Lý Thuần Phong ở Giang Bắc, cho nên ông ta cũng khá là kiêng dè. Bởi vậy, Lưu Phàm Khuê mới không xông thẳng vào nhà họ Lý mà lựa chọn chờ Tô Thương đi ra rồi mới giết. Lúc này, Lưu Phàm Khuê nhìn thấy Tô Thương như cá đang nằm trên thất thì cười nhạo nói, Tô Đại Thiếu Gia, ngưỡng mộ đã lâu. Ha ha! Tô Thương nghe thấy như vậy thì khẽ cười nói, Lưu Phàm Khuê, hôm nay ông tới đây là muốn giết tôi sao? Lưu Phàm Khuê nghe thấy nhất thời nhíu mày nói, sao cậu lại biết tên tôi? Tối qua, Tô Thương đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên, dựa vào thực lực của Lưu Phàm Khuê đương nhiên không nhận ra rồi, cho nên mới hỏi như vậy. Tô Thương không trả lời câu hỏi của ông ta mà lạnh lùng hỏi, tại sao lại muốn giết tôi, ai sai ông tới? Ha ha! Lưu Phàm Khuê thản nhiên cười nói, Tô Thương, vốn dĩ cậu chỉ là một tên bỏ đi, căn bản không có tư cách để tôi ra tay. Nhưng mà, chị của cậu Tô Dực Cân đang ở biên cương đã gây áp lực quá lớn cho nước đê chúng tôi, nếu như cậu chết rồi, chắc chắn cô ta sẽ bị ảnh hưởng. Lưu Phàm Khuê nhìn chăm chú vào Tô Thương. Rồi trầm giọng nói, cho nên, Tô Thương, cậu, chết đi nhé. Lời vừa nói ra xong thì Lưu Phàm Khuê đã muốn ra tay rồi. Nhưng lúc này, Tô Thương lại đột nhiên nói, Lưu Phàm Khuê, ông kêu tôi là Tô Thương sao? Ông nhìn lại xem, tôi là ai? Nói xong, Tô Thương liền thi triển thuật dịch dung, ngay trong tức khắc liền biến thành Tô Huyền Thiên. Tô Thiếu Gia. Lưu Phàm Khuê lập tức dừng tay lại, giật nảy cả mình. Không thể tin nổi rồi nói cậu, lúc nãy cậu làm sao, cậu rốt cuộc là Tô Thương hay là Tô Huyền Thiên? Tô Thương là tôi. Tô Thương khẽ nhếch miệng lên cười đùa nói, Tô Huyền Thiên cũng là tôi. Cái gì? Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên. Ngay khi nghe đến tin tức này, mặt của Lưu Phàm Khuê liền biến sắc, sau một khắc liền có một suy nghĩ dâng lên trong đầu, đó chính là chạy trốn. Thế là, Lưu Phàm Khuê không chần chừ nữa. Lập tức xoay người lại muốn bỏ chạy. Ông trốn được sao? Tô Thương ngưng tụ ra một lưỡi dao bằng nước, rồi trầm giọng nói, đứng lại đây cho tôi. Ngay lập tức, uy thế khủng bố của con dao nước đó phóng ra khỏi tay của Tô Thương, hướng thẳng về phía Lưu Phàm Khuê mà giết. Bùm! Chỉ trong vòng một hơi thở thôi thì lưỡi dao nước đó đã tiến sát gần đến Lưu Phàm Khuê, trực tiếp khiến cho Lưu Phàm Khuê bị trọng thương. Tô Thiếu Gia! Lúc này, Lưu Phàm Khuê đang nằm trên mặt đất, không thèm để ý đến vết máu ở khóe miệng, mở miệng cầu xin tha mạng, tôi không biết thân phận của cậu, cho nên mới muốn giết cậu, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng, đừng chấp nhặt với tôi đã sai cao thủ tông sư hậu kỳ của nước D là Đường Sơn Khẩu tối nay sẽ mang đá năng lượng đến Giang Bắc, tôi đã kêu anh ta chuẩn bị 10 viên đá năng lượng, đến lúc đó đều tặng hết cho cậu. Thật xin lỗi nhé, đá năng lượng của ông tôi không cần nữa. Ông đã biết thân phận thật sự của tôi, cho nên tôi không thể giữ ông lại được. Tô Thương sầm mặt lại, rồi lập tức phóng ra một lưỡi dao nước trực tiếp cắt đứt cổ của Lưu Phàm Khuê. Cao thủ tông sư trung kỳ Lưu Phàm Khuê đi đời nhà ma từ đó. Mặc dù đây là vùng ngoại thành nhưng xe cộ lui tới cũng không ít. Tô Thương vì không muốn gây nên sự hoang mang cho người khác nên anh liền dùng một giọt hóa thi thủy, hủy đi cái xác của Lưu Phàm Khuê. Hóa thi thủy này là anh lấy được từ trên người của Hắc Long, anh đã dùng 2 giọt, trước mắt chỉ còn lại khoảng 10 giọt. Tô Thương khá thích hóa thi thủy này, có thể giết người mà không để lại dấu vết, cho nên anh luôn mang theo nó ở bên mình. Sau khi xử lý xong xác chết của Lưu Phàm Khuê, Tô Thương cũng không ở lại lâu, anh hồi phục lại hình dạng rồi xoay người rời khỏi hiện trường.
Sau khi anh rời đi chưa lâu thì Lý Thuần Phong phát hiện ra điều dị thường cũng theo tới. Kỳ lạ, lúc nãy ở đây rõ ràng có một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, nhưng bây giờ sao lại đột nhiên biến mất rồi? Lý Thuần Phong khẽ nhíu mày, nhưng bây giờ ông ta là một con sâu rượu làm gì còn có tâm trạng mà lo mấy chuyện này, ông ta đến thì nhanh mà rời đi cũng nhanh. Khoảng mười mấy phút sau, Lý Thuần Phong đã đến trang viên nhà họ Tô, đứng trước cổng hét lớn, Tô đầu bạc, lão già nhà ông lăn ra đây cho tôi. Tô Kiền Khôn vẫn đang bế quan tu luyện, vết thương của ông ấy đã được Hoa Thời Mạc chữa trị khỏi được 7-8 phần rồi. Lúc này, nghe thấy giọng nói của Lý Thuần Phong, Tô Kiền Khôn xoay người đi đến bên ngoài trang viên, khó chịu nói, Lý tóc rối, ông gào to lên như vậy làm gì chứ? Ông còn mặt mũi để nói sao, Tô đầu bạc, ông nuôi dạy ra một đứa cháu thật tốt mà, hôm nay xém chút chọc tôi tức chết luôn rồi. Kỳ thực, qua một hồi lâu như vậy rồi thì cơn tức giận của Lý Thuần Phong đã tan biến rồi nhưng vì muốn được uống rượu quốc diều trăm năm cho nên ông ta đành phải giả bộ tức giận như vậy mà thôi. Nó làm gì chọc tức ông rồi? Tô Kiền Khôn không nhịn được hỏi. Nó! Lý Thuần Phong đem chuyện mình đưa ra 10 cô em xinh đẹp để dụ dỗ Tô Thương từ bỏ cháu gái của mình ra kể cho Tô Kiền Khôn nghe, từ đó muốn bịa ra một lý do, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có một cái cớ thích hợp để nói. Được rồi, nhìn bộ dạng cố gắng của ông kìa, giả bộ gì nữa chứ, ông không phải chỉ là muốn được uống rượu quốc diều trăm năm thôi sao, cùng vào với tôi đi. Tô Kiền Khôn chỉ liếc nhìn thôi là đã biết ý của tên sâu rượu Lý Thuần Phong này rồi. Thế là nói, chúng ta đều là người nhà, cái mong ước nhỏ nhoi này của ông, tôi còn có thể thỏa mãn cho ông được, đúng lúc tôi cũng có việc muốn thương lượng với ông. Ha ha, đúng đúng đúng, là người nhà, Lý Thuần Phong vui vẻ cười lớn. Tiếp theo đó, Tô Kiền Khôn sắp xếp cho Lý Thuần Phong đến nhà ăn của trang viên ngồi chờ. Cha, cha muốn thương lượng gì với nhà họ Lý vậy? Lúc này, Tô Thần Binh tò mò hỏi. Đương nhiên là chuyện học võ của Tô Thương rồi. Tô Kiền Khôn khẽ cười, bây giờ Tô Thương và Lý Nguyệt đã phát sinh ra loại quan hệ kia rồi, chuyện cưới Lý Nguyệt coi như là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên Tô Thương không chỉ là thiếu gia của nhà họ Tô nữa mà còn là cháu rể của Lý Thuần Phong. Chúng ta vì muốn nâng cao năng lực của Tô Thương mà sứt đầu mẻ trán, mùi vị này cũng phải cho Lý Thuần Phong nếm phải mới được. Tô Kiền Khôn nói tiếp, thần binh. Đợi lát nữa cha con chúng ta uống mấy ly với Lý Thuần Phong, chúc say ông ta trước, rồi sau đó mới nhắc đến chuyện nhờ ông ta dạy Tô Thương luyện võ. Lão già Lý Thuần Phong này, mặc dù tính khí không tốt lắm nhưng vẫn có chút tài năng, đặc biệt là chiêu ngự phong thập tam kiếm của ông ta, thời gian trước vang dội cả giới luyện võ. Cha thật là thông minh. Trong lòng Tô Thần Binh vui mừng, ông chủ Lý đương nhiên mạnh hơn nhiều so với Lăng Tiêu. Nếu như ông chủ Lý có thể dạy võ cho Tô Thương, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất rồi. Còn một chuyện nữa, cái lão già này còn có một đan dược cổ, người bình thường ăn vào thì có thể tẩy tinh phạt tủy, đồng thời có thể gia tăng đến 50 năm sức mạnh. Tô Kiền Khôn dặn dò, chỉ là, ông ta xem đan dược cổ này như sinh mạng của mình, ngay cả con trai của mình cũng không cho, nếu như Tô Thương có thể được dùng nó, lại thêm được Lý Thuần Phong dạy bảo. Chắc chắn có thể nhanh chóng nổi lên, thần binh, ý của cha, con hiểu không? Ha ha, con hiểu, con nhất định sẽ chuốc cho ông chủ Lý say mềm luôn, khiến cho ông ta chính miệng nói đem đan dược cổ này tặng cho Tô Thương. Tô Thần Binh nghiêm túc ghi nhớ. Nhớ quay lại video, tránh cho lão già này sau khi tỉnh rượu lại không thừa nhận. Tô Kiền Khôn nhắc nhở nói. Không vấn đề gì. Tô Thần Binh cười nói, sau đó lại đau đầu nói, chỉ là... Cha à, rượu quốc diều trăm năm chỉ còn lại 7 vò thôi, lần này ông chủ Lý tới lại phải uống hết một vò rồi. Ông ta uống cái rắm. Tô Kiền Khôn lại nói, vẫn chiêu cũ, lúc bắt đầu thì cho ông ta uống một chút rượu quốc diều, sau đó cứ đổi thành mấy loại rượu rẻ tiền như Ngưu Lan Sơn, hay mấy rượu sái gì đó, tùy tiện làm thành mấy lít là được. Nhưng mà, chúng ta phải tách mấy loại rượu chúng ta uống ra, cha không muốn hôm sau tỉnh dậy lại khó chịu. Tô Kiền Khôn đưa ra chủ ý. Ha ha, được rồi, con đi sắp xếp đây. Mấy phút sau, trong nhà ăn của trang viên nhà họ Tô, cha con Tô Kiền Khôn cùng với Lý Thuần Phong ngồi vây quanh một cái bàn tròn, trên bàn bày ra 7-8 món ăn. Ngoài ra còn có 2 bình rượu nữa. Một bình là loại rượu nổi tiếng của nước Hoa,
rượu Mao Đài Phi Thiên, còn một bình chính là một bình gốm không có bất kỳ nhãn mắc gì. Nhưng thông qua mùi hương thì Lý Thuần Phong có thể đoán ra được cái bình gốm đó chính là quốc rượu trăm năm, cho nên mắt ông ta cứ nhìn về phía bình gốm đó. Anh Lý, tôi đã sai nhà ăn chuẩn bị mấy món ăn rồi, chúng ta ăn mấy món khai vị trước, rồi uống vài ly đi. Tô Kiền Khôn mỉm cười, nói, thần binh, còn không mau rót rượu cho ông chủ Lý. Không cần, để tự tôi làm. Lý Thuần Phong sớm đã không chờ được nữa rồi, vội vàng cầm lấy bình gốm đó, rót cho mình một ly đầy rồi cười nói, thần binh chỉ là lớp sau nên bỏ đi, anh Tô, tôi rót cho anh một ly nhé. Vừa nói, Lý Thuần Phong vừa đứng dậy định rót cho Tô Kiền Khôn một ly quốc rượu trăm năm. Không cần. Tô Kiền Khôn phẩy phẩy tay, sau đó chỉ vào bình Mao Đài nói, tôi và thần binh uống cái này là được rồi, rượu quốc rượu cất ở trong nhà không còn nhiều nữa. Tôi và thần binh đối với rượu cũng không có hứng thú lắm, uống rồi cũng lãng phí thôi, cho nên không bằng để dành cho anh Lý, khi nào anh muốn uống thì cứ tới đây, nhà họ Tô luôn hoan nghênh anh tới. Lời nói này sao mà đẹp đẽ vậy chứ, khiến cho Lý Thuần Phong cũng cảm thấy có chút áy náy, như vậy sao được chứ, anh Tô, cùng nhau thưởng thức đi. Không không không, anh Lý, anh là khách quý của nhà họ Tô, rượu quốc rượu trăm năm hôm nay chỉ có anh mới xứng để thưởng thức thôi. Tô Kiền Khôn trả lời. Cái này, nếu đã như vậy thì tôi cung kính không bằng tuân lệnh nhé. Trong lòng Lý Thuần Phong vô cùng hài lòng, liếc nhìn bình gốm rồi nói, anh Tô, cái bình nhỏ này không đủ cho tôi uống đâu. Ha ha, tôi biết tử lượng của anh Lý mà, cho nên đã sớm chuẩn bị cả rồi. Tô Kiền Khôn khẽ cười rồi sau đó vẫy vẫy tay nói, người đâu, đem một vò quốc rượu trăm năm tới đây cho ông chủ Lý. Vừa nói xong thì có hai người làm khiêng vò quốc rượu trăm năm đi vào nhà ăn. Hai mắt Lý Thuần Phong sáng rực cả lên, không tự chủ được mà nuốt ực một tiếng. Anh Lý, cả vò rượu quốc rượu trăm năm này đều là của anh cứ từ từ mà uống nhé, không ai giành với anh đâu. Tô Kiền Khôn hào phóng nói. Ha ha, được. Lý Thuần Phong vui mừng quá đỗi, sau đó dường như nhớ ra điều gì liền hỏi, anh Tô, lúc nãy anh nói có chuyện gì cần thương lượng với tôi sao, chuyện gì vậy? Không vội, chúng ta uống rượu trước đã, chuyện nhỏ mà thôi, cơm nước no nê rồi nói cũng không muộn. Tô Kiền Khôn cười nói. Được, anh Tô, hôm nay anh đã hào phóng như vậy thì tôi bắt buộc phải kính anh một ly. Lý Thuần Phong vui vẻ vô cùng, nâng chén mời rượu, sau đó uống cạn một hơi. Chừng 10 phút đồng hồ thôi mà rượu quốc rượu trăm năm trong cái bình gốm đó đã không còn một giọt. Lý Thuần Phong cũng đã ngà ngà say, cả khuôn mặt già ửng đỏ lên, nói chuyện bắt đầu bị líu lưỡi rồi. Thần binh, mau mở vò rượu kia ra, rót đầy cho ông chủ Lý. Lúc này, Tô Kiền Khôn nói. Vâng, Tô thần binh mở nắp vò rượu rồi rót đầy ly cho Lý Thuần Phong, đồng thời nói, ông chủ Lý, cháu kính bác một ly. Đứa trẻ ngoan, cháu cũng uống quốc rượu trăm năm đi, Mao Đài kém xa loại này lắm. Lý Thuần Phong cười nói. Cháu thích uống Mao Đài hơn. Tô thần binh nhìn cái thứ rượu giả trong ly của Lý Thuần Phong mà không khỏi dùng mình một cái. Mấy thứ này đều là rượu cồn công nghiệp, sức ngấm về sau quá lớn, ai uống thì người đó khó chịu, còn ông ấy thì không dám uống. Lý Thuần Phong cũng không khuyên tiếp, tự mình nâng ly lên uống một hơi cạn sạch. Uống đến lúc này rồi thì ông ta cũng đã bắt đầu mơ màng, đương nhiên không thể phán đoán ra được đâu là rượu thật đâu là rượu giả. Rượu ngon, không hổ là rượu quốc rượu của nhà họ Tô cất giấu kỹ càng nhiều năm, cảm giác thật tốt mà. Lý Thuần Phong yêu thích không buông được, cứ uống hết ly này đến ly khác. Cha con Tô Kiền Khôn nhìn thấy thời cơ đến rồi bèn bắt đầu nhắc đến chuyện học võ của Tô Thương. Cùng lúc đó, Tô Thương đã về đến biệt thự ven sông. Trước tiên là cho Bạch Miêu ăn một sợi linh khí, sau đó lại về phòng của mình, ngồi khoanh chân lại, suy nghĩ về chuyện Lưu Phàm Khuê muốn giết mình. Tên Lưu Phàm Khuê này, tối qua mình tha cho ông ta một mạng, không ngờ ông ta lại tự mình tìm chết. Tô Thương khẽ cười nói, nhưng mà cũng tốt, ông ta đã báo cho cao thủ tông sư hậu kỳ của nước Đê rồi, chắc hẳn tên cao thủ Đường Sơn Khẩu kia sẽ đến nhà họ Nạp Lan mà tàn sát. Mục đích mình để lại mạng sống cho ông ta cũng xem như đã đạt được rồi. Sau đó, Tô Thương lại nghĩ đến lý do mà Lưu Phàm Khuê đến giết mình, vậy mà lại là vì chị gái.
Vừa nghĩ tới chị gái, Tô Thương liền không kiềm được mà nở một nụ cười. Nếu không thì gọi điện cho chị gái xem. Tô Thương mỉm cười rồi quay một dãy số đã được mã hóa. Nhưng mà không có ai bắt máy, thế là Tô Thương liền soạn một tin nhắn đi. Nội dung là chị, gần đây thế nào, khi nào thì về nhà, em nhớ chị. Sau khi gửi tin nhắn đi, Tô Thương cất điện thoại đi, khép hờ hai mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Hôm nay anh không định đi đâu hết, bắt buộc phải nhanh chóng đem sát khí trong cơ thể chuyển hóa thành linh khí, hy vọng có thể đột phá được đến luyện khí tầng thứ tư. Một bên khác, Nạp Lan Minh Chiết ở trong trang viên nhà họ Nạp Lan đã tỉnh lại, vết thương trên cơ thể đã được điều trị khỏi gần hết. Tên Tô Thương đáng chết. Nạp Lan Minh Chiết nhớ lại chuyện xảy ra ở trang viên nhà họ Lý, nhất thời không kiềm chế được cơn giận, mây đen giăng kín cả khuôn mặt. Nhưng mà cậu ấy giỏi nhất chính là kiểm soát cảm xúc của mình, vài giây đồng hồ thôi đã có thể bình tĩnh lại rồi. Sau đó, Nạp Lan Minh Chiết gọi một tên người làm tới, dò hỏi, không phải tôi đang ở trang viên nhà họ Lý sao, sao lại về đến nhà rồi? Dạ thưa thiếu gia, là cha của Lý Nguyệt Tiểu Thư đưa cậu về, nói là cậu ở nhà họ Lý uống say. Tên người làm này rõ ràng là rất hiểu Nạp Lan Minh Chiết cho nên khuyên nhủ nói, thiếu gia, đừng trách tôi nhiều chuyện. Cơ thể của cậu không nên uống rượu, lần sau đừng uống nữa, sức khỏe quan trọng hơn. Nạp Lan Minh Chiết gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, Lý Thuần Phong, không ngờ hôm nay lại bị ông đâm một nhát, được, món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ. Dựa vào tài trí của Nạp Lan Minh Chiết đương nhiên có thể nhìn ra mình đã bị Lý Thuần Phong lợi dụng, sắc mặt cậu ấy vô cùng khó coi. Thiếu gia, bà chủ tới rồi, trước mắt đang ở trong phòng họp. Bà ấy nói sau khi cậu tỉnh dậy thì kêu cậu qua đó gặp bà ấy, dường như có chuyện gì quan trọng muốn nói với cậu. Tên người làm nói. Nạp Lan Minh Chiết nghe thấy như vậy, liền đứng dậy đi về phía phòng họp, kêu người làm đứng chờ ở bên ngoài còn mình thì đẩy cửa đi vào. Lúc này, Tống Lệ Hoa và tên người làm da đen đang tu luyện trong phòng họp, nhìn thấy Nạp Lan Minh Chiết đi vào thì hai người đều nhanh chóng kết thúc trạng thái tu luyện. Tiếp theo đó. Tống Lệ Hoa cũng không làm tốn thời gian, đem chuyện tối qua kể cho Nạp Lan Minh Chiết nghe, đồng thời biểu thị ý muốn đem Nạp Lan Minh Chiết về thành phố. Thù của ông nội cháu và tiểu dịch, bà sẽ không bao giờ quên, đợi sau khi vết thương của bà khỏi hẳn, nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Nhưng mà bây giờ, nhà Nạp Lan đã mất đi tông sư võ đạo, chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi, cháu tiếp tục ở lại Giang Bắc cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Tống Lệ Hoa nhìn Nạp Lan Minh Chiết rồi nói tiếp, mặc dù cơ thể cháu yếu ớt không thích hợp luyện võ công nhưng dù sao cũng là cháu ruột của bà đương nhiên sẽ không bỏ mặc cháu, cùng bà về thành phố đi. Nạp Lan Minh Chiết suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói, được, nhưng mà, bà nội, trước khi rời khỏi Giang Bắc cháu muốn làm hai việc. Việc gì, cháu nói đi. Tống Lệ Hoa thản nhiên nói. Thứ nhất, cháu muốn giết một người. Ai? Đại thiếu gia của nhà họ Tô, Tô Thương, Nạp Lan Minh Chiết nghiến răng nói. Tống Lệ Hoa nhận lời nói, được, chuyện này giao cho ông nội cháu làm, ở Giang Bắc này không có người nào mà ông ấy không giết được. Ông nội, Nạp Lan Minh Chiết dừng lại một lúc rồi nghi ngờ nói, ông nội của cháu không phải chết rồi sao? Nạp Lan Tổ không phải là ông nội ruột của cháu, cha của cháu là con riêng của bà và người khác. Nói đến đây. Tống Lệ Hoa nhìn sang tên người làm da đen ở bên cạnh. Nạp Lan Minh Chiết cũng nhìn sang tên người làm da đen, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Ý của bà nội là gì, chẳng lẽ cái người thường xuyên đi theo bà nội, thật sự chính là ông nội của mình hay sao? Ánh mắt Nạp Lan Minh Chiết có chút phức tạp, trong lòng đang không ngừng tính toán. Người làm da đen này hiểu biết sâu rộng, sức mạnh thâm sâu khó lường, còn mạnh hơn so với ông nội Nạp Lan Tổ. Trước đây Nạp Lan Minh Chiết đi tới thành phố, đều là người làm da đen này tiếp đãi anh ấy, đối xử với anh ấy cực kỳ tốt, vì thế anh ấy có quen với người này. Chỉ là Nạp Lan Minh Chiết dù nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, người làm da đen này lại chính là ông nội của mình. Bây giờ Nạp Lan Tổ chết rồi, Nạp Lan Dịch cũng đã chết, bà nội nói đúng, nhà Nạp Lan giờ chỉ còn trên danh nghĩa, thành phố là con đường duy nhất để mình đi. Cơ thể mình yếu đuối như thế. Động một chút lại ho ra máu, không có sự chăm sóc của nhà Nạp Lan ở Giang Bắc, khi đến thành phố có lẽ sẽ bị bắt nạt. Lúc này,
nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của người làm da đen, cùng với tài trí của mình, để có chỗ đứng vững vàng ở thành phố thì không phải là chuyện khó. Sau khi cân nhắc một chút, Nạp Lan Minh Chiết không chút do dự, khuỵu gối trước mặt người làm da đen, nước mắt rưng rưng vì phấn khích mà nói. Ông nội, cháu cuối cùng cũng nhận được tổ tiên rồi, Nạp Lan Minh Chiết cháu xin dập đầu trước ông. Ầm ầm ầm. Vừa nói, Nạp Lan Minh Chiết chân thành dập đầu ba cái, nước mắt muốn chảy ra, nhìn qua thì thấy vô cùng chân thành. Người làm da đen thấy thế, lại thấp thỏm lo âu lui về phía sau nửa bước, đồng thời cũng lắc đầu liên tục, căn bản là không dám nhận. Ông nội, đừng giấu cháu nữa, ánh mắt của bà nội đã nói rõ lên tất cả rồi. Nạp Lan Minh Chiết ngẩng đầu, cung kính nói, cháu vì có một người ông nội như thế này, mà cảm thấy rất tự hào, ông nội, ông nội. Nạp Lan Minh Chiết càng nói càng xúc động, lại liên tục gọi thêm mấy tiếng ông nội. Im miệng, đồ hỗn xược. Ai biết Tống Lệ Hoa lại thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, Nạp Lan Minh Chiết, ai nói cho cháu người làm da đen này là ông nội của cháu hả? Ặc, lẽ nào không đúng hay sao? Không đúng. Tống Lệ Hoa tức giận nói, ông ta chỉ là người làm mà ông nội ruột của cháu phái đến để bảo vệ bà mà thôi, cháu quỳ cái gì mà quỳ, còn không mau đứng lên cho bà. Hả? Không phải ông nội. Nói như thế, mình lại sai người rồi sao? Tắc trách quá. Nạp Lan Minh Chiết nhất thời kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy, biểu cảm có chút xấu hổ. Đồ không có mắt nhìn, bà nội mày đây là viên ngọc quý của nhà họ Tống ở thành phố. Mười mấy năm trước là hoa hậu thành phố, mày nghĩ bà sẽ nhìn chúng người làm này sao? Tống Hoa Lệ nhìn Nạp Lan Minh Chiết, lạnh lùng tránh, mày không chỉ sức khỏe yếu bẩm sinh, mà não cũng không còn tỉnh táo nữa rồi, Tống Thiên Đức sao lại có thể sinh ra cái thứ phế vật như mày chứ? Tống Thiên Đức chính là cha ruột của Nạp Lan Minh Chiết, vốn dĩ ban đầu gọi là Nạp Lan Thiên Đức. Từ sau khi ông bà nội chia tay, Nạp Lan Thiên Đức ở lại thành phố. Đồng thời cũng theo họ của mẹ Tống Lệ Hoa, đổi tên là Tống Thiên Đức. Bà nội, là do cháu tắc trách quá rồi. Nạp Lan Minh Chiết suy nghĩ kỹ càng, làm việc chín chắn, lần này là nghĩ quá nhiều để tìm chỗ dựa dẫm, cho nên mới có thể phạm sai lầm này. Được rồi, không nhắc lại chuyện này nữa, mất mặt quá. Tống Lệ Hoa thản nhiên nói, Nạp Lan Minh Chiết, cháu phải nhớ kỹ, ông nội cháu là người đứng đầu một tông trong tông phái võ thuật. Anh trai cháu là Nạp Lan Vô Đạo, bởi vì tư chất thông minh, nhiều năm trước đã được ông nội của cháu nhận vào tông phái, bây giờ đã là tông sư võ đạo rồi. Tiểu Dịch tài năng không cao, cháu thì bẩm sinh yếu ớt cho nên đã bị bỏ lại Giang Bắc. Tống Lệ Hoa nói tiếp, đợi trở về thành phố, bà sẽ cho cháu một phần tài sản, cháu vận hành cho tốt, sau này sẽ không phải lo về miếng cơm manh áo nữa. Cảm ơn bà nội, Nạp Lan Minh Chiết cung kính nói. Tống Lệ Hoa gật đầu nói, cháu muốn làm hai chuyện, chuyện thứ nhất là giết Tô Thương. Bà không biết Tô Thương đã đắc tội gì với cháu, nhưng cháu muốn giết cậu ta thì cứ giết thôi, bà sẽ báo tin cho ông nội ruột của cháu, để ông ấy phái người làm chuyện này. Ngược lại, Tống Lệ Hoa hỏi, việc thứ hai mà cháu muốn làm, là việc gì? Ở Giang Bắc có một bác sĩ nổi tiếng, tên là Hoa Thời Mạc, ông ấy trong tay có một viên đan dược. Có thể chữa được bệnh hen suyễn của cháu. Nạp Lan Minh Chiết thành thật nói, trước khi rời khỏi Giang Bắc, cháu muốn lấy được viên đan dược đó. Hoa Thời Mạc, cái tên này hình như bà có nghe qua, không bất ngờ khi ông ta là thành viên của Dược Vương Điện, rất có danh tiếng. Tống Lệ Hoa nhất thời khó xử sau đó nói, Minh Chiết, Dược Vương Điện ở thành phố cơ sở rất vững chắc, bà không tiện ra tay, bà khuyên cháu cũng đừng cố mà cướp, càng không được làm hại Hoa Thời Mạc. Nếu không thì một khi Dược Vương Điện phát hiện ra, hậu quả thì khó mà lường được. Bác sĩ, bất kể là trước đây hay bây giờ, đều được người khác tôn sùng, trong đó có những bác sĩ của Dược Vương Điện. Tống Lệ Hoa bổ sung, có thể không quá khoa trương mà nói, chỉ cần một câu của Dược Vương Điện, bất luận là thế lực hào môn hay là tông phái võ đạo nào cũng đều can tâm tình nguyện mà dốc sức cho họ, mong muốn giành được tình cảm của hội Dược Vương Điện. Thử nghĩ mà xem. Nếu cháu thực hiện hành vi giết người cướp của với thành viên của Dược Vương Điện, Dược Vương Điện thông báo cho toàn nước, đến lúc đó nước Hoa sẽ không còn chỗ cho cháu sống yên ổn nữa rồi, ông nội cháu cũng không bảo vệ được cháu, thậm chí sẽ đích thân trừng phạt cháu, để giành được sự tha thứ của Dược Vương Điện.
Nạp Lan Minh Triết im lặng, không ngờ rằng lai lịch của Hoa Thời Mạc lại lớn như vậy. Vốn dĩ anh ấy muốn giết người cướp của, nhưng bây giờ lại phải từ bỏ ý nghĩ đó. Có điều, Nạp Lan Minh Triết vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói, bà nội, cháu cùng với cháu gái Hoa Thời Mạc là Hoa Thanh Đại quan hệ rất tốt, gần đây cháu luôn tận tâm tận lực tiếp cận cô ấy, muốn lợi dụng cô ấy để có được viên đan dược đó. Bây giờ Hoa Thanh Đại có thiện cảm rất lớn với cháu, trước khi đi, cháu muốn thử thêm lần nữa. Nạp Lan Minh Triết nói tiếp, nếu Hoa Thanh Đại thay cháu trộm đan dược, dù cho Hoa Thời Mạc biết được sự thật thì hậu quả cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Cái này cũng tạm được, chỉ cần không phải cháu tự mình trộm, thì bà có thể ra mặt giúp cho cháu. Tống Lệ Hoa gật đầu nói, Hoa Thời Mạc cùng lắm là bắt cháu trả lại đan dược, nếu cháu đã uống vào rồi thì tất nhiên ông ta không thể lấy mạng cháu để đổi, nhiều nhất cũng chỉ bắt cháu phải đền bù tổn thất mà thôi. Dạ, thế thì tối nay cháu sẽ hẹn Hoa Thanh Đại đi ăn tối. Nạp Lan Minh Triết cười nói. Lúc đầu anh ấy nghĩ muốn vun đắp tình cảm với Hoa Thanh Đại thêm một chút, đợi thời cơ chín muồi mới mở miệng nói, nhưng bây giờ mình sắp phải rời khỏi Giang Bắc rồi, không có thời gian để đợi nữa. Tống Lệ Hoa vuốt cằm nói, ban đầu bà định bây giờ đưa cháu rời khỏi Giang Bắc, cho nên mới nghĩ đến chuyện để ông nội cháu giải quyết Tô Thương. Nếu đã có việc mà cháu muốn làm, lúc này vẫn chưa đi, vậy thì không cần thiết phải phiền đến ông nội rồi. Tối nay chúng ta chia nhau hành động, cháu đi lừa gạt để lấy viên đan dược kia, bà cùng với người làm da đen đi giết Tô Thương. Tống Lệ Hoa sắp xếp nói. Dạ được, cảm ơn bà nội. Nạp Lan Minh Triết phấn khích nói, đây chính là hai việc mà anh ấy muốn làm nhất. Lấy được đan dược, thì bản thân mình có thể trở thành người bình thường rồi, có lẽ cũng có thể thành người luyện võ. Mà giết được Tô Thương, dù cho mình bây giờ rời khỏi Giang Bắc, sau này cũng có cơ hội theo đuổi Lý Nguyệt. Phái người đi thăm dò hành tung của Tô Thương trước đã, bây giờ bà muốn nghỉ ngơi. Tống Lệ Hoa nói, tối qua bà ấy bị thương rất nặng, mặc dù cánh tay của bà ấy đã được liền lại, nhưng trước mắt vẫn không làm được gì, hơn nữa đan điền cũng bị thương nghiêm trọng, sức khỏe khá yếu. Vâng, Nạp Lan Minh Triết đáp lại, lập tức lui ra khỏi phòng họp, sắp xếp cho thuộc hạ điều tra Tô Thương. Chớp mắt đã đến buổi tối, Tống Lệ Hoa và Nạp Lan Minh Triết dựa theo kế hoạch làm việc, một bên đi biệt thự bên bờ sông để giết Tô Thương, một bên hẹn Hoa Thanh Đại ăn tối để lừa lấy đan dược. Thật không ngờ, có một người vẫn luôn quan sát đến nhà Nạp Lan, chủ yếu là quan sát Tống Lệ Hoa và người làm da đen. Người này, chính là cao thủ tông sư hậu kỳ được Lưu Phàm Khuê gọi điện thoại tới, Đường Sơn Khẩu. Một người tông sư trung kỳ. Một người sức mạnh tương đương với mình, cao thủ nhà Nạp Lan trong lời nói của Lưu Phàm Khuê chắc chắn là hai người này rồi. Khu biệt thự bên sông, họ đi đến đó làm gì? Đường Sơn Khẩu nhíu mày, khuôn mặt u ám nói, mặc kệ, họ đã giết Lưu Phàm Khôn, cướp đi yêu đao Thái Chân, hết lần này đến lần khác làm rối tung kế hoạch của nước D, tuyệt đối không thể giữ lại. Nghĩ đến đây, Đường Sơn Khẩu không dừng lại, lập tức xuất phát đi về phía biệt thự ven sông. Khoảng 9 giờ đêm, ở khu biệt thự ven sông, ánh đèn tối tăm. Tô Thương đang luyện hóa sát khí ở trong phòng, trước mắt đã luyện hóa được một nửa, tốc độ rõ ràng đã nhanh hơn nhiều so với trước đó. Đoán chừng đến buổi sáng ngày mai là đã có thể luyện hóa được hết toàn bộ, đến lúc đó chắc chắn có thể đặt chân đến luyện khí tầng 4. Lúc này, chỉ có mình anh ở trong biệt thự, Bạch Miêu thì đang ngủ thiếp đi, nằm sấp bên cạnh giường. Bây giờ thằng nhóc này cũng là người tu chân luyện khí tầng 1, thực lực có thể so với hóa kình trung kỳ, năng lực hấp thu linh khí cũng mạnh lên rồi. Trước kia nó phải mất vài ngày mới hấp thu xong một tia linh khí, bây giờ chỉ cần mấy tiếng đã có thể hấp thu xong. Tuy nó chỉ là một con teddy bình thường nhưng khi thật sự bước vào tu chân khí thì linh trí cũng không kém hơn so với loài người, nó tràn đầy kính sợ Tô Thương bởi nó biết Tô Thương chính là người đã thay đổi nó. Đêm khuya thanh tĩnh, một người một chó cứ ở trong phòng như vậy, không quấy rầy lẫn nhau. Gâu! Bỗng Bạch Miêu cọ một cái đứng lên, đôi mắt to như quả nho cảnh giác nhìn chăm chú về hướng 9 giờ, đồng thời sủa một tiếng. Hửm, có người sao? Cùng lúc đó, Tô Thương cũng trừng mắt lên, cau mày nói, bọn họ đến đây làm gì vậy? Bọn họ trong miệng Tô Thương dĩ nhiên là chỉ Tống Lệ Hoa và tên người làm da đen.
Giờ phút này, hai người này đang đến gần biệt thự ven sông. Với năng lực cảm giác của Tô Thương, vốn dĩ anh có thể phát hiện được nhưng vừa rồi anh đang chuyên tâm luyện hóa sát khí nên mới không để ý. May mà có Bạch Miêu nhắc nhở, nếu không cho dù là hai người này đã đi vào biệt thự rồi thì Tô Thương cũng chưa chắc có thể phát giác được. Thằng nhóc này, đúng là không uổng công nuôi mày, lần này cảm ơn mày nhé. Tô Thương giơ tay lên ném cho Bạch Miêu một tia linh khí, khẽ cười nói, đây là phần thưởng cho mày. Gâu gâu! Bạch Miêu hết sức hưng phấn, sau khi tiếp nhận linh khí lại sủa hai tiếng thật to. Mày muốn đuổi bọn họ đi. Tô Thương lắc đầu cười nói, không cần, thực lực của mày quá yếu, không phải đối thủ của bọn họ, giao cho tao giải quyết đi. Nói xong, Tô Thương nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của Bạch Miêu, sau đó đứng dậy đi xuống giường, ánh mắt âm trầm một cách đáng sợ. Bà nội của Nạp Lan Dịch, ha ha, tối qua để bà trốn thoát, tôi cảm thấy tiếc nuối lắm nha, không ngờ hôm nay bà lại chủ động dâng tới cửa như vậy. Tô Thương nhếch miệng, cười khẩy nói, đã tới thì ở lại đây đi. Trước mắt Tô Thương vẫn chưa đặt chân lên luyện khí tầng 4 và thương thế của Tống Lệ Hoa cũng chưa khỏi hẳn, Tô Thương vẫn nắm chắc về việc giết chết bà ta. Còn người đàn ông áo đen bên cạnh Tống Lệ Hoa thì... Tô Thương không xác định liệu mình có thể đánh thắng được hay không nhưng nếu anh muốn chạy trốn thì đương nhiên người đàn ông áo đen đó có muốn ngăn cũng không được. Mặc dù không biết hai người này đến biệt thự ven sông làm gì nhưng trên người đối phương mang theo sát khí, hiển nhiên người đến không có ý tốt. Nên Tô Thương định chủ động tấn công trước, đầu tiên là giết Tống Lệ Hoa, sau đó nếu không đánh lại người đàn ông áo đen thì bản thân sẽ chạy trốn. Ngược lại nếu thực lực người này không ra gì thì Tô Thương trả một cái giá để giết hai người đó ở đây. Ngộ nhớ thực lực của người đàn ông áo đen kia vượt qua mình, nếu dùng gương mặt này chẳng phải sẽ bại lộ thân phận cao thủ võ đạo của đại thiếu gia nhà họ Tô à, được rồi, vậy thì vẫn nên dịch dung thành Tô Huyền Thiên thôi. Vừa nghĩ đến đây, Tô Thương liền thi triển thuật dịch dung, trong phút chốc, Tô Huyền Thiên phong cách lạnh lùng liền lên sàn. Ngay sau đó... Tô Thương che giấu khí tức của mình, tung người ra khỏi phòng, âm thầm đi vào phòng khách. Lúc này, phòng khách vô cùng tĩnh lặng, tối đen như mực. Tô Thương ngừng thở, núp trong bóng tối chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Bà chủ, tôi nghe nói đại thiếu gia nhà họ Tô chỉ là một thằng quần áo lụa là, chúng ta cần gì phải huy động nhân lực, cho dù không phiền đến tông chủ thì chúng ta cũng không cần phải tự mình đích thân ra tay. Bố trí mấy người đã có thể nhẹ nhàng loại bỏ cậu ta rồi. Không được, ông nội của Tô Thương là Tô Kiền Khôn không phải là người đơn giản, ông ta có rất nhiều mối quan hệ ở trên thành phố, đến tôi cũng phải kiêng kỵ ông ta, chuyện giết chết Tô Thương tuyệt đối không thể mượn tay người ngoài được, nếu không một khi bị bại lộ ra thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Tống ở thành phố. Tôi hiểu rồi, vẫn là bà chủ suy nghĩ chu đáo. Không cần phải phí lời nữa. Sau khi cậu đi vào trực tiếp giết chết Tô Thương, tốc chiến tốc thắng, đừng trì hoãn thời gian. Vâng. Lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện của hai người. Ngay sau đó, Tống Lệ Hoa và tên người làm da đen liền phá khóa cửa, bước nhanh vào phòng khách. Hừm, thật kỳ lạ, không phải người nhà Nạp Lan nói sau khi Tô Thương đi vào biệt thự ven sông thì không hề rời đi à, tại sao không phát hiện được khí tức của bất cứ ai trong biệt thự vậy? Tống Lệ Hoa khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ thông tin sai, Tô Thương đã sớm rời đi rồi sao? Con! Ngay trong lúc Tống Lệ Hoa còn đang lẩm bẩm một mình, thì Tô Thương đang trốn trong tối bỗng ra tay. Lưỡi dao nước ẩn chứa năng lượng khủng bố xẹt qua hư không bay thẳng đến cổ họng bà ta. Tống Lệ Hoa và tên người làm da đen hoàn toàn không có đề phòng cho nên bị lưỡi dao nước phóng nhanh tới cứa đứt cổ của Tống Lệ Hoa. Phụt! Tiếp đó, máu tươi bắn xa ba thước. A! Tống Lệ Hoa theo bản năng lấy tay che cổ mình lại, trong mắt đều hiện lên nỗi đau đớn khó tin. Ngay sau đó, một câu bà ta cũng chưa kịp nói thì cơ thể đã ngã ầm xuống đất, máu chảy ồ ạt lênh láng sàn nhà. Tống Lệ Hoa, tiêu đời. Bà chủ! Tên người làm da đen đứng cạnh thấy những chuyện này nhất thời giật nảy cả mình, hoảng hốt lo sợ. Ông ta ngồi xổm xuống kiểm tra. Sau khi xác định Tống Lệ Hoa đã chết, trong nháy mắt giận tím mặt, quanh thân tản ra sát khí ác liệt, giận dữ hét, là ai, cút ra đây cho tao. Không cần đợi ông ta lên tiếng, Tô Thương đã xuất hiện, mang theo khuôn mặt của Tô Huyền Thiên,
ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú tên người làm da đen. Tô Huyền Thiên. Ánh mắt tên người làm da đen dừng trên người Tô Thương, nghiến răng, nghiến lợi nói, con chó chết tiệt, tối qua cũng là mày đả thương bà chủ, bây giờ thậm chí còn ra tay giết chết bà chủ. Tô Huyền Thiên, mày biết mày đụng phải tai họa lớn thế nào không? Khuôn mặt Tô Thương vẫn lạnh lùng, vẻ mặt hờ hững nói, không biết, tôi chỉ biết bà ta muốn giết tôi nên bà ta phải chết thôi. Hừ, người không biết thì không sợ. Tên người làm da đen phẫn nộ nói, người tình của bà chủ Tống Lệ Hoa là tông chủ Tông Vô Ảnh, Đoàn Tứ Hải. Tông Vô Ảnh nằm ở núi Tử Vân, là tông phái có địa vị nổi bật nhất trong đông đảo tông phái võ thuật. Tên người làm da đen nhìn Tô Thương chăm chú, trầm giọng nói, Tô Huyền Thiên, sao mày dám giết bà chủ Tống Lệ Hoa chứ? Ha ha, nói nhảm nhiều quá, giết thì giết, tôi không chỉ muốn giết bà ta, đêm nay tôi cũng sẽ giết chết ông ở đây. Ánh mắt Tô Thương rén lạnh, lập tức tung người vọt ra. Muốn chết, bây giờ tao sẽ thành toàn cho mày. Tên người làm da đen giận đến nỗi không kiềm được bộc phát toàn bộ sức mạnh của mình. Ông ta lao thẳng vào Tô Thương, vừa đánh vừa chặn được toàn bộ cú đánh của Tô Thương. Tô Thương càng đánh càng giật mình, cảm thấy mình đã đánh giá thấp tên da đen này rồi, anh không ngờ thực lực của người này lại mạnh như vậy. Mấy phút sau, Tô Thương không đỡ được bị một chưởng của tên người làm da đen đánh cho lùi về sau 3-4 mét. Phụt! Tô Thương há mồm phun ra một ngụm máu, mặt trầm như nước, hai con mắt hung ác nhìn tên người làm da đen chăm chú. Lực chiến đấu của người này vượt xa bản thân mình, quá mức cường đại. Đánh đến nông nỗi này, Tô Thương cũng thực sự tức giận, không muốn chạy trốn nữa, định thi triển huyết tế, dù có trọng thương cũng muốn liều mạng chém giết tên này. Nhưng lúc này, Tô Thương bỗng phát hiện ra một khí tức cường đại giống vậy xuất hiện ở biệt thự ven sông. Người này chính là Đường Sơn Khẩu Lề Mề. Hửm! Tô Thương cau mày không biết đối phương có lai lịch thế nào. Ngay sau đó liền cảnh giác không sử dụng huyết tế ngay. Nếu như ông ta cũng đến để giết mình, còn thêm cả tên người làm da đen này nữa, Tô Thương hiểu rõ cho dù có sử dụng huyết tế cũng không đánh thắng được hai người. Tô Huyền Thiên. Lúc này, tên người làm da đen thấy Tô Thương đã bị mình đả thương liền từng bước một áp sát, đồng thời lạnh lùng nói, làm người thì nên chịu trách nhiệm với hành động của mình gây ra, chịu chết đi. Vừa dứt lời. Chân khí bắt đầu tụ lại trong lòng bàn tay tên người làm da đen, uy lực không thể khinh thường, ông ta định một chưởng đập chết Tô Thương. Hai con mắt Tô Thương híp lại, vẻ mặt trầm xuống, cực kỳ nghiêm nghị. Bây giờ là thời khắc nguy hiểm nhất từ lúc anh trọng sinh đến nay. Theo Tô Thương thấy, trong hay ngoài phòng đều có cao thủ tông sư hậu kỳ, lấy thực lực của mình bây giờ, trốn cũng trốn không thoát được, đành phải thi triển bí thuật huyết tế vậy. Như vậy còn hy vọng có thể đánh ra được một con đường sống. Nhưng lúc anh đang chuẩn bị thiêu đốt tinh huyết thì Đường Sơn Khẩu, cao thủ tông sư hậu kỳ ở phía ngoài đột nhiên xông đến, đồng thời hô lớn. Tô thiếu gia đừng hoảng sợ, tôi tới cứu cậu đây. Hử, ý gì đây? Tô Thương nhất thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cao thủ tông sư hậu kỳ bên ngoài biết mình sao? Còn muốn cứu mình nữa? Trong chốc lát, Tô Thương liền từ bỏ ý định sử dụng huyết tế, nhưng anh cũng không tin những lời người ở bên ngoài kia nói, anh nghiêng người qua tránh khỏi sự tấn công của tên người làm da đen. Được đó Tô Huyền Thiên, không ngờ cậu còn có người giúp đỡ, hừ, nhưng cũng không làm gì được đâu. Tên người làm da đen không kiềm được tức giận, bàn tay hung hăng đánh vào chỗ hiểm của Tô Thương. Hôm nay có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng làm hại đến Tô thiếu gia. Cùng lúc đó, Đường Sơn Khẩu cũng đã đuổi tới, chắn ngay trước mặt Tô Thương, sau đó đỡ lấy một đòn của tên người làm da đen kia. Bịch bịch, cùng với âm thanh vang lên, tên người làm áo đen và Đường Sơn Khẩu cùng lùi về sau nửa bước, đồng thời hai người cùng phun ra ngụm máu, vết máu đọng lại trên khóe miệng. Tô Thương ở bên cạnh nhìn thấy như vậy, trong lòng vô cùng tò mò, hai người này rõ ràng là đánh nhau thật rồi, như vậy chắc chắn không phải là thông đồng với nhau. Hơn nữa, hai người đó cũng không cần thiết phải diễn kịch trước mặt Tô Thương, bởi vì nhìn bọn họ thì ai cũng có thể tự mình giết chết Tô Thương được. Đột nhiên xuất hiện lão già này, rốt cuộc là ai vậy, tại sao lại giúp mình chứ? Tô thiếu gia, cậu không sao chứ? Lúc này, Đường Sơn Khẩu vừa đề phòng tên người làm da đen vừa hỏi thăm. Không sao.
Tô Thương lắc đầu rồi không nhịn được mà hỏi, ông là ai vậy, tại sao lại cứu tôi? Ha ha, tôi là Đường Sơn Khẩu, đến từ nước D. Đường Sơn Khẩu không hề giấu giếm, nói tiếp tôi nghe Lưu Phàm Khuê nhắc về cậu, anh ta nói cậu là một người tốt, hôm nay may mắn được gặp mặt, Tô thiếu gia quả nhiên là trẻ tuổi, đẹp trai, đúng là nhân tài hiếm có. Đường Sơn Khẩu. Tô Thương nghe tới cái tên này lập tức phản ứng lại, trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt thì cảm kích nói, chú Đường, lúc nãy cảm ơn chú đã ra tay cứu giúp. Tô thiếu gia khách sáo rồi, cái gì mà chú với bác chứ, cậu cứ xưng hô ngang hàng với tôi là được rồi. Đường Sơn Khẩu cười nói, hơn nữa, tối qua may mắn mà có cậu, cho nên Lưu Phàm Khuê mới nhặt được cái mạng về, quan hệ giữa Lưu Phàm Khuê và tôi cũng không tệ, lần này cứu cậu là điều nên làm thôi. Lại nói, sở dĩ cậu chọc giận đến nhà họ Nạp Lan không phải là do chuyện tối qua sao, cho nên tôi chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lưu Phàm Khuê đã bị Tô Thương giết rồi, bây giờ Đường Sơn Khẩu lại còn nghĩ Tô Thương là một người tốt. Cái này có chút không hợp lẽ thường nha, khiến cho Tô Thương cũng cảm thấy áy náy. Hôm nay sau khi tôi đến Giang Bắc, lại phát hiện không liên lạc được với Lưu Phàm Khuê. Lúc này, Đường Sơn Khẩu nghi ngờ nói, Tô Đại Thiếu Gia, cậu có biết tin tức gì của Lưu Phàm Khuê không? Tôi cũng không rõ. Tô Thương lắc đầu, sau đó liếc nhìn tên người làm da đen ở đằng xa, như có thâm ý nói, nếu như người nhà họ Nạp Lan có thể tìm được tôi thì chắc hẳn là cũng đã tìm đến Lưu Phàm Khuê. Dựa vào thực lực của người này thì giết chết Lưu Phàm Khuê cũng không khó, có lẽ ông ta đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Được Tô Thương chỉ điểm, Đường Sơn Khẩu nhất thời không kiềm được tức giận, mặt trầm như nước nhìn tên người làm da đen, nghiến răng nói, nhà Nạp Lan đáng chết, năm lần bảy lượt đối nghịch với nước D chúng ta, muốn tìm đường chết mà. Nói xong, Đường Sơn Khẩu cũng không chần chừ nữa, lập tức nổi giận đùng đùng lao thẳng về tên người làm da đen kia. Hừ, thật sự cho rằng tao sợ mày sao? Mặt của tên người làm da đen tối sầm lại, nghênh đón Đường Sơn Khẩu, phóng ra toàn bộ sức mạnh của mình. Cứ như vậy, hai tay cao thủ tông sự hậu kỳ ở trong phòng khách đánh nhau. Chân khí tỏa ra tàn phá hết mọi thứ, các đồ đạc gia dụng bày biện trong phòng khách rất nhanh đều bị phá tan tành. Đặc biệt là bàn trà hoa cúc lê vàng kia, trực tiếp vỡ nát ra, mảnh gỗ văng tứ tung trong không trung. Tô Thương cũng không thấy đau lòng, mấy đồ dùng này đáng giá mấy xu chứ, cùng lắm thì ngày mai mua lại thôi. Kích thích quá đi. Tông sự hậu kỳ thật sự mạnh mà, bây giờ mình quả nhiên vẫn chưa ứng phó nổi, nhưng mà qua đêm nay thôi thì mình có thể đặt chân đến luyện khí tầng thứ tư rồi, đến lúc đó đừng nói là hậu kỳ, cho dù là tông sư đỉnh phong chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của mình. Tô Thương vừa quan sát hai cao thủ tông sư hậu kỳ đánh nhau vừa phân tích thực lực của mình. Đường Sơn Khẩu và tên người làm da đen, hai người sức lực ngang nhau, chỉ mấy phút đồng hồ thôi thì đã đánh mấy trăm hiệp rồi, nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Cứ như vậy đánh tới đánh lui, hai người chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Cả hai đều bị tổn hại. Tô Thương đứng ở trong góc quan sát, nếu như anh lén đánh thì tên người làm áo đen sẽ không chống đỡ được, như vậy thì Đường Sơn Khẩu sẽ dễ dàng chiến thắng hơn. Nhưng anh lại không làm như vậy, bởi vì hai người này đều là kẻ thù của anh. Người mà Đường Sơn Khẩu muốn giúp là Tô Huyền Thiên. Và nước D vì muốn gây nhiễu loạn tinh thần của chị gái anh là Tô Dực Cân nên muốn giết chết Tô Thương. Điểm này, đã chạm đến điểm cực hạn của Tô Thương cho nên Tô Thương mới không chút lưu tình nào mà giết chết Lưu Phàm Khuê. Còn Đường Sơn Khẩu này là cao thủ của nước D, nếu như biết Lưu Phàm Khuê đã không hoàn thành nhiệm vụ thì ngày sau ông ta cũng sẽ lại tìm đến giết Tô Thương. Tô Thương đương nhiên sẽ không cho ông ta cơ hội này, chắc chắn phải đem cái nguy cơ này giết chết từ trong trứng nước. Khoảng 20 phút sau, Đường Sơn Khẩu và tên người làm áo đen cùng cứng rắn chống đỡ một chưởng của nhau, sau đó hai người bị đánh bay ngược ra phía sau. Bịch, bịch, Đường Sơn Khẩu văng vào vách tường rồi mới rơi xuống đất, sau đó từ trong miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Tên người làm da đen cũng không dễ chịu gì, văng trúng ngay cái cột nhà rồi mới rớt xuống đất, cũng phun ra một ngụm máu, khí tức vô cùng hỗn loạn. Dường như cùng một lúc, hai người nhanh chóng phong bế huyệt đạo của mình, tránh để mất máu quá nhiều. Về sau, tên người làm da đen liếc qua nhìn Tô Thương, trong mắt có chút kiêng kỵ,
ông ta biết mình đang bị thương nặng như bây giờ không chỉ không giết được Tô Thương mà còn có thể bị Tô Thương giết ngược lại, cho nên một khắc cũng không dám ở lại thêm nữa liền xoay người muốn bỏ chạy. Tô thiếu gia, đừng để ông ta đi, cậu giúp tôi giết chết người này đi, coi như tôi nợ cậu một ân tình. Lúc này, Đường Sơn Khẩu trực tiếp mở miệng nói. Anh Đường khách sáo quá, cho dù là anh không nói thì tôi cũng sẽ giết ông ta, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi, người này chắc chắn phải chết. Khóe miệng Tô Thương khẽ nhếch lên nở một nụ cười lạnh, rồi bước nhanh về phía trước, linh khí quanh người cuồn cuộn, rồi anh lập tức ngưng tụ ra một quả cầu nước. Sau một khắc, quả cầu nước bay ra khỏi tay anh. Nếu như là lúc trước thì tên người làm da đen sẽ có thể tránh được, nhưng bây giờ ông ta đang bị thương nặng cho nên phản ứng cũng trở nên chậm chạp, do đó liền bị quả cầu nước đánh trúng bụng. A! À, tên người làm da đen kia kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, phần bụng bị quả cầu nước đánh trúng không ngừng chảy ra máu. Ông ta tức giận nhìn chằm chằm vào Tô Thương, nghiến răng nói, Tô Huyền Thiên, mày lợi dụng lúc người ta bị thương, thật là hèn hạ mà. Ha ha, lão già này, bây giờ nói cái gì cũng muộn rồi. Tô Thương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kèm theo đó là một lưỡi dao nước được phóng ra, trực tiếp cứa đứt cổ tên người làm da đen. Sau khi giết chết tên người làm da đen kia, Tô Thương quay lại nhìn Đường Sơn Khẩu, khóe miệng nhếch lên nham hiểm. Tô thiếu gia, làm đẹp lắm, xem như cậu đã giúp tôi được một chuyện, lần này tôi có mang theo 10 viên đá năng lượng, tôi tặng hết cho cậu, khụ. Đường Sơn Khẩu từ trong lòng lấy ra một cái túi vải, ném qua cho Tô Thương, vừa nói vừa ho ra một ngụm máu, rõ ràng vết thương rất nặng. Tiếp theo đó, ông ta lau sạch vết máu ở khóe miệng rồi nói, Tô Huyền Thiên, cậu chờ tôi một lát, lần này tôi tới còn có một chuyện nữa, chính là phải giết chết Tô Đại Thiếu Gia. Đây là biệt thự của Tô Đại Thiếu Gia ở Giang Bắc, tôi nhận được tin tức, Tô Đại Thiếu Gia đang ở trong biệt thự này. Chắc hẳn là tên ngu xuẩn này đang nằm ngủ ở trên lầu, đúng là đồ rác rưởi mà, bên dưới ồn ào như vậy mà cũng không tỉnh dậy. Đường Sơn Khẩu cười khinh bỉ rồi nói tiếp, Tô thiếu gia, bây giờ tôi đi giết Tô Thương, sau đó chúng ta đi uống rượu, tôi và cậu gặp nhau muộn quá. Vậy mà không chờ đợi được nữa muốn giết tôi rồi sao? Nghe đến đây, Tô Thương khẽ cười nói, anh Đường, anh không cần đi lên lầu đâu. Tại sao? Đường Sơn Khẩu nghi ngờ hỏi. Bởi vì, Tô Thương cố ý dừng một lúc, rồi nghiêng người qua bóp chặt cổ của Đường Sơn Khẩu. Sau đó chỉ còn nghe thấy rắc một cái, mạng sống của Đường Sơn Khẩu cứ thế mà kết thúc, trước khi chết ông ta còn trừng to mắt lên, đúng là chết không nhắm mắt mà. Tô Thương tiện tay vứt xác Đường Sơn Khẩu qua một bên, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi nói tiếp câu nói chưa nói xong lúc nãy, bởi vì tôi chính là Tô Thương. Cái tên Đường Sơn Khẩu này cũng đủ đáng thương rồi, từ vạn dặm xa xôi tới, điều đầu tiên chính là ra tay giúp Tô Thương giải vây, khiến cho bản thân mình bị thương. Kỳ thực, nếu không phải lập trường không giống nhau, Tô Thương nói không chừng sẽ giữ lại cho ông ta một mạng. Nhưng Đường Sơn Khẩu đến từ nước D, ông ta đến Giang Bắc là định giết Tô Thương. Tô Thương làm việc từ trước đến nay đều rất dứt khoát, đối với người muốn giết anh ấy không chút lưu tình. Chắc chắn là phải bị giết hết. Chỉ có điều, giết người cũng cần có thời cơ không đến, anh ấy có thể nở nụ cười trên môi cùng với đối phương nói chuyện trên trời dưới đất, cái dám gì cũng nói được, nhưng khi thời cơ chín muồi, Tô Thương xuống tay sẽ cực kỳ tàn nhẫn, bình thường là một cú đánh chết. Triệu Văn Bân, Nạp Lan Dịch, hai người này chính là ví dụ. Lúc này, trong phòng khách biệt thự có ba xác chết, theo thứ tự là Tống Lệ Hoa, người làm da đen và Đường Sơn Khẩu. Sau khi giải quyết xong Đường Sơn Khẩu, Tô Thương lấy ra hóa thi thủy, định tiêu hủy toàn bộ vết tích. Nhưng lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, trên điện thoại hiển thị tên Lý Nguyệt. Vợ à, muộn thế này rồi còn gọi điện thoại cho anh, có việc gì sao? Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Tô Thương, anh đang làm gì thế, đã ngủ chưa vậy? Trong điện thoại, truyền đến giọng nói rất tự nhiên. Anh vẫn chưa ngủ. Tô Thương nở một nụ cười, vừa trả lời Lý Nguyệt, vừa đổ hóa thi thủy lên trên ba xác chết. M thanh xì xèo vang lên, ba cái xác nhanh chóng phân giải, biến mất trong tích tắc. Tiếng gì vậy, Tô Thương, anh đang làm gì thế? Lý Nguyệt nghe được những tiếng xì xèo đó, liền tò mò hỏi. Anh đang.
Tô Thương liếc nhìn vết máu trên mặt đất, nhẹ nhàng cười nói, anh đang ở quầy đồ nướng, vừa rồi ông chủ làm xiên thịt cho anh, một sâu thịt cừu lớn, nướng trên than xì xèo như thế, hương vị cực kỳ thơm. Giờ đã là mấy giờ rồi, anh còn ăn thịt nướng nữa, anh không sợ mập hay sao? Lý Nguyệt tức giận nói. Mập lên thì sao chứ, dù sao thì em cũng là vị hôn thê của anh, em cũng sẽ không thể ghét bỏ anh. Ai nói em không thể? Lý Nguyệt nói đùa, nếu anh trở thành tên mập 200 cân, em sẽ không gặp mặt anh nữa. Vợ, em như thế là kỳ thị, con trai mập một chút thì sao chứ, càng mập càng có nhiều cảm giác an toàn. Tô Thương cười phản bác lại. Vâng vâng vâng, anh nói đúng được chưa, được rồi, không chém gió nữa, nói chuyện chính thôi. Lý Nguyệt cười cười, sau đó nói, anh bây giờ có thời gian không, qua đón em một chút, em có chút việc phải đi đến nhà hàng Yến Tây Hồ. Yến Tây Hồ. Tô Thương dừng một chút, ngược lại cười nói, Yến Tây Hồ có thể nói là nhà hàng tình nhân nhất nhì Giang Bắc, em đi đến đó làm gì? Âu, vợ à, anh hiểu rồi, em là muốn hẹn hò với anh hả? Ha ha, do thời gian gần đây em bận quá, chưa mời anh ăn được bữa nào đàng hoàng cả. Trái lại toàn để anh phải chủ động, đây là sơ suất của em. Tô Thương có chút áy náy, sau đó chuyển hướng nói, đúng rồi, vợ ơi, chỗ nhà hàng đó đã đặt bàn xong chưa, muộn thế này rồi, chúng ta đi ăn tối, nhất định không thể về nhà, phải tìm một chỗ nghỉ ngơi cho thật tốt mới được. Bên cạnh Yến Tây Hồ có một khách sạn tình nhân, cực kỳ nóng bỏng, cái gì mà giường nước, phòng bia rượu, phòng treo, cái gì cần có đều có, nếu em chưa đặt khách sạn. Thì giờ anh sẽ đặt một phòng, phòng giường nước là cực kỳ tốt, ở bên trên làm cực kỳ thoải mái. Anh im miệng đi, ai nói muốn cùng anh ở phòng giường nước chứ? Lý Nguyệt tối sầm mặt lại mà nói. Các loại hình khác cũng được, chơi chủ yếu là do tâm trạng của mình thôi. Tô Thương, trong đầu anh toàn chưa cái gì vậy hả, suy nghĩ quá bẩn thỉu rồi. Lý Nguyệt nghiến răng nói, em đi Yến Tây Hồ là thật sự có việc gấp, một người bạn thân nhất của em có chuyện. Muốn thương lượng với em một chút. Cô ấy nói, chuyện này phải giữ bí mật, không thể để người nhà của em biết, nếu không thì người nhà của em nhất định sẽ nói cho ông nội cô ấy biết. Lý Nguyệt nói tiếp, vì thế em không muốn để tài xế đón em đi Yến Tây Hồ, em cũng không dám gọi taxi, vì thế mới nghĩ đến anh rốt cuộc có đến đón em không, nếu không đến thì thôi đi, em tìm người khác giúp vậy. Đi, phải đi chứ, vợ đợi anh một chút, anh sẽ qua đó liền. Tô Thương đồng ý ngay, sau khi tắt điện thoại liền rời khỏi phòng khách. Nhưng lúc này, anh ấy chợt nhận ra, Bạch Miêu ở trên lầu không biết từ lúc nào đã xuống đây. Gâu! Bạch Miêu lúc này, toàn thân phát ra ánh sáng, nó hút toàn bộ máu ở dưới đất vào trong bụng. Cùng lúc đó, cơ thể Bạch Miêu lơ lửng trên không, bụng giống như quả bóng chứa đầy không khí, không ngừng nở ra. Gâu gâu gâu! Ngay sau đó, Bạch Miêu biểu cảm dữ tợn. Phát ra tiếng kêu đau đớn, lăn lộn giữa không trung, trông cực kỳ khổ sở. Những dòng máu này, là tinh huyết của ba cao thủ tông sư, ẩn chứa chân khí khổng lồ. Mặc dù chân khí và linh khí khác nhau, so với linh khí yếu hơn gấp nhiều lần, nhưng dù sao cũng có năng lượng rất mạnh. Tô Thương vừa nhìn chăm chú vào Bạch Miêu, vừa phân tích nói, Bạch Miêu chắc là cảm ứng được dòng máu bên trong có năng lượng, cho nên nuốt thẳng vào trong. Cái đầu nhỏ ham ăn này, chỉ mới luyện khí tầng thứ nhất mà thôi, sao mà dám ăn tinh huyết của ba tên tông sư võ đạo này chứ, không phải tự tìm cái chết sao? Được rồi, lúc trước bà nội của Nạp Lan Dịch đi vào biệt thự, may mà có mày nhắc nhở, giúp tao một việc lớn, bây giờ tao cũng giúp mày một lần vậy. Trải qua chuyện lúc trước, Tô Thương cảm thấy, nuôi một con chó bên cạnh chỉ có lợi chứ không có hại. Lần sau lúc mình tu luyện, hoàn toàn có thể để Bạch Miêu bảo vệ mình, có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Thế là Tô Thương quyết định cứu mạng Bạch Miêu, nghiêm túc nói, Bạch Miêu, tao biết mày có thể nghe tao nói, với tình hình này của mày, nếu tao không giúp mày thì mày tất nhiên sẽ nổ tung mà chết. Nhưng tao cũng không phải vô duyên vô cớ mà cứu mạng mày, chỉ cần mày nhận tao làm chủ nhân, từ nay về sau chỉ nghe theo mệnh lệnh của tao, tao sẽ truyền thụ cho mày một bộ công pháp tu luyện linh thú phù hợp. Mày mượn nhờ công pháp, thì có thể hóa giải năng lượng khổng lồ trong cơ thể mày, không chỉ không thể chết, ngược lại còn có cơ hội bứt phá. Vừa nói, Tô Thương cắn đầu ngón tay của mình, nặn ra một giọt máu,
sau đó làm phép với giọt máu trên đầu ngón tay của mình. Trong chốc lát, giọt máu trên đầu ngón tay này liền xuất hiện một số hoa văn phức tạp ngay trên đầu ngón tay. Đi! Tô Thương vung tay lên, giọt máu trên đầu ngón tay bay đến bên cạnh Bạch Miêu, sau đó anh ấy cười nói, Bạch Miêu, đây là khế ước chủ tớ, một khi mày ăn rồi, thì nhất định phải phục tùng tao, nếu mày có một chút thái độ thù địch với tao, dù là sau này thực lực của mày cao ngất trời, vượt qua cả tao, cũng vô tích sự, mày sẽ bị huyết tinh tấn công lại, tự chịu diệt vong, nếu mày đồng ý làm linh thú của tao, thì ăn nó đi. Sự việc tao đã nói trước đó, dù là mày không ký khế ước huyết tinh với tao, tao cũng sẽ cứu mày, nhưng cách cứu mạng lại khác nhau, tao sẽ ra tay thay mày giải quyết năng lượng trong cơ thể, nhưng sẽ không truyền dạy cho mày công pháp linh thú. Tô Thương nói thêm. Sau khi Bạch Miêu nghe thấy lời của Tô Thương nói, không chút lưỡng lự, trực tiếp nuốt vào trong bụng giọt máu trên tay của Tô Thương, xem như đã ký kết khế ước chủ tớ. Được, từ nay về sau, mày chính là linh thú thứ hai của tao. Tô Thương xuất hiện một nụ cười, sau đó phát ra một quả cầu ánh sáng, tràn vào cơ thể Bạch Miêu, đây là công pháp thần phẩm, thôn thiên linh thú quyết, tu luyện thành công có thể thôn tính trời đất, tung hoành bốn phương, rong ruổi tám hướng, hôm nay tao truyền cho mày. Bù! Bạch Miêu sau khi nhận được bí quyết thôn tính linh thú, nhanh chóng luyện hóa huyết tinh trong cơ thể, cái bụng tròn xoe nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Ngay sau đó, luồng sáng xung quanh cơ thể nó mất đi, ánh mắt cung kính nhìn vào Tô Thương, sau đó, giọng nói của một cô gái trong trẻo vang lên trong tâm trí của Tô Thương, cảm ơn chủ nhân ban thưởng công pháp. Giọng nói của Bạch Miêu nghe rất hay, mang đến một cảm giác trong sáng, mềm mại, nữ tính pha chút trẻ con. Cho tới nay, Tô Thương cũng không hề để ý đến giới tính của Bạch Miêu. Dù sao, chỉ mấy ai rảnh rỗi không có gì để làm mới quan sát xem một con tét đi là được hay là cái thôi. Lúc này, Tô Thương nghe thấy giọng nói của Bạch Miêu thì mới phát hiện ra Bạch Miêu hóa ra là một cô gái. Tô Thương gật đầu, nhìn Bạch Miêu nhất thời kinh ngạc nói, mày đột phá đến luyện khí tầng 3 rồi hả? Vâng thưa chủ nhân, Bạch Miêu một mực cung kính nói, công pháp mà chủ nhân truyền cho tôi thật sự rất là thích hợp với tôi mới tu luyện 3-4 tuần thôi thì đã có thể luyện hóa hết đám tinh huyết kia rồi, đến mức có thể liên tục đột phá luôn. Kỳ lạ! Cái này quá kỳ lạ rồi. Tô Thương cẩn thận chăm chú nhìn Bạch Miêu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thôn thiên linh thú quyết là công pháp của thần tiên, còn mày chỉ là một con vật bình thường ở trái đất, sao lại có thể nhanh chóng tu luyện thành công nhỉ? Hơn nữa, cứ coi như luyện thành đi thì cũng không thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì đã có thể luyện hóa hết tinh huyết của 3 cao thủ tông sư được. Tô Thương có chút khó tin. Cái này đặc biệt thật nha, quá đả kích người khác rồi. Ngay cả bản thân mình luyện hóa sát khí, động một tí thôi cũng đã mất mấy ngày, muốn thăng cấp lên luyện khí tầng 3 còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa. Kết quả chỉ một con chó đất thui vậy mà chỉ trong mấy phút đã có thể luyện khí đến tầng 3 rồi, cái này không hợp lý chút nào. Quan trọng là, cho dù là các linh thú bảo vệ núi của các môn phái lớn ở tiên vực cũng không thể chỉ trong mấy phút thì có thể luyện được thôn thiên linh thú quyết. Với sự nghi ngờ mạnh mẽ, Tô Thương bắt đầu quan sát Bạch Miêu, kết quả là chỉ phát hiện rằng thể chất của Bạch Miêu đã trải qua một sự thay đổi kỳ lạ, dựa vào nhãn lực của anh vậy mà cũng không nhìn ra được nguyên nhân. Chẳng lẽ máu của thần thú đang chảy trong cơ thể của Bạch Miêu sao, sau khi tẩy rửa linh khí xong liền xuất hiện dấu hiệu trỗi dậy sao? Tô Thương nghĩ mãi mà không ra, cho nên không thèm nghĩ nữa, dù sao Bạch Miêu thay đổi cũng tốt, sau này thành tựu không thể đếm được mà. Bạch Miêu nghiêm túc tu luyện đi, củng cố cảnh giới, ngoài ra, cũng tự mình chú ý một chút, đừng nói tiếng người ở trước mặt người khác, cố gắng đừng để lộ ra thực lực của mình, tránh gây phiền phức. Bây giờ tao có chút việc phải đi ra ngoài, chúng ta đã ký khế ước chủ tớ với nhau, trong vòng 100 mét, có thể dùng linh khí để nói chuyện với nhau, có chuyện gì thì cứ liên hệ với tao. Vâng, chủ nhân. Tô Thương sau khi dặn dò Bạch Miêu xong thì bước nhanh ra khỏi phòng khách lái chiếc Ferrari rời đi. Anh đúng có chút ngạc nhiên đối với sự thay đổi của Bạch Miêu, nhưng anh cũng không ghen tị hay kiềng dè gì. Bởi vì Bạch Miêu là linh thú của anh, khế ước linh hồn là một loại khống chế của thiên đạo, bất kể là người nào, đều cũng không có cách gì sửa đổi được. Cho dù Bạch Miêu có bay lên trời trở thành nữ đế thì vẫn phải nghe lời Tô Thương,
không nảy nảy sinh ra bất kỳ sự phản nghịch nào. Nếu không khế ước linh hồn sẽ cắn trả lại nó, đến lúc đó không chỉ thành quả tu luyện bị phế bỏ hết, mà ngay cả tính mạng cũng mất luôn. Đơn giản mà nói Bạch Miêu trở nên mạnh hơn đối với Tô Thương mà nói chỉ có lợi chứ không có hại, sau này anh ở trái đất xem như có một trợ thủ rồi. Khoảng 20 phút sau, Tô Thương đã lái chiếc Ferrari đến trang viên nhà họ Lý. Lúc sáng Tô Thương có ghé qua rồi cho nên cũng khá là quen đường. Anh đỗ xe ngay ngắn rồi đang chuẩn bị đi vào trang viên thì lúc này Lý Nguyệt bỗng nhiên lén lút chạy tới. Lý Nguyệt lúc này đội mũ lưỡi chai cùng kính mát, che kín toàn thân. Vợ à, em làm gì vậy, sao lại lén lén lút lút vậy chứ? Tô Thương nhìn thấy như vậy thì không nhịn được cười nói. Không phải em đã nói với anh rồi sao, chuyện chúng ta đi gặp bạn thân của em không thể để cho người nhà của em biết được. Lý Nguyệt vừa nói vừa kéo cửa xe sau ra, rồi chui vào trong ngồi, sau đó còn thúc giục nói, Tô Thương, nhanh lái xe đi đi, bạn thân của em đợi sốt hết cả ruột rồi. Không muốn cho người nhà biết, nhưng mà đã có người nhìn thấy rồi mà. Thần thức của Tô Thương rất nhạy bén. Ngay từ đầu anh đã phát hiện ra cha của Lý Nguyệt là Lý Khuê Võ đang ở trong một góc tối quan sát mình và Lý Nguyệt. Chẳng qua là Lý Khuê Võ không ra mặt ngăn cản mà thôi, chỉ tiếp tục âm thầm quan sát trong bóng tối. Tô Thương nhìn thấy như vậy thì cũng không nói cho Lý Nguyệt biết, khẽ mỉm cười rồi lái xe rời đi. Sau khi Tô Thương rời đi, Lý Khuê Võ trở về căn phòng bí mật dưới lòng đất dùng để tu luyện ở trong trang viên kể hết những gì mình thấy cho Lý Thuần Phong nghe. Khuê Võ, con không nhìn lầm chứ? Người đón Lý Nguyệt chính là tên ăn chơi Tô Thương đó sao? Lý Thuần Phong nhíu mày nói, rõ ràng ông ta đang không vui mà. Thưa cha, quả thực chính là Tô Thương. Lý Khuê Võ nghiến răng, nghiến lợi nói, Lý Nguyệt che chắn kín mít dường như là sợ chúng ta biết. Cha, cha nghĩ tụi nó đi làm gì vậy cha? Cái này còn phải đoán nữa sao? Chắc chắn là đi thuê phòng rồi, đáng giận mà. Lý Thuần Phong tức đến run người, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Lý Nguyệt à Lý Nguyệt, đứa cháu gái ngốc của ông, Tô Thương rốt cuộc có gì tốt chứ, mà làm cháu mê muội như vậy, ở nhà ngủ không đã sao, sao mà còn chạy tới ngủ cùng với Tô Thương chứ, cháu muốn ông nội tức chết mà. Cha, tụi nó còn chưa đi xa, con đem người đuổi theo, chắc chắn có thể chặn tụi nó lại. Lý Khuê Võ nghiến răng nói, cũng tức không kém gì ông nội. Hai. Lần này chặn lại thì có tác dụng gì chứ, lòng của Lý Nguyệt đã hoàn toàn hướng về Tô Thương rồi, nó muốn ngủ cùng với Tô Thương, con ngăn được lần này thì có thể ngăn được cả đời không? Lý Thuần Phong thở dài một hơi rồi nói, lại nói, Lý Nguyệt lớn rồi, cũng cần phải có nhu cầu này, lúc trước chúng ta quản nó quá nghiêm khắc rồi. Lý Khuê Võ tức giận nói, cần thì cần nhưng cũng không thể dễ dàng cho cái thằng bỏ đi Tô Thương được. Được rồi, ván đã đóng thuyền rồi. Nói mấy cái này có tác dụng gì chứ? Lý Thuần Phong cũng là nghĩ thông rồi, nên mới thản nhiên nói, nếu như Lý Nguyệt đã xác định với Tô Thương rồi, thậm chí nó còn đem thân thể của mình giao cho Tô Thương vậy thì chúng ta đừng ngăn cản nữa. Cha, Lý Nguyệt tài giỏi như vậy, con không hy vọng nó phải gả cho một thằng bỏ đi. Cha cũng không muốn, nhưng chuyện này đã thành sự thật rồi. Nếu như không muốn để cho con rể của nhà họ Lý là một thằng bỏ đi thì chi bằng chúng ta suy nghĩ tìm đường khác. Nói đến đây, Lý Thuần Phong bèn dừng lại một lúc rồi nói tiếp, ví dụ như là làm cho Tô Thương không còn là một tên bỏ đi nữa. Lý Khuê Võ nghi ngờ nói cha, lời này của cha là có ý gì? Sáng nay, Tô Thương làm cho cha nổi giận thế là cha liền đến nhà họ Tô tìm Tô Kiền Khôn để tính sổ, nhưng Tô Kiền Khôn lại đưa ra một đề nghị. Ông ta kêu cha dạy võ cho Tô Thương, thậm chí còn muốn cha đem thông thần đan cho Tô Thương nữa. Lý Thuần Phong chậm rãi nói. Lý Khuê Võ nghe đến lời này thì không khỏi bật cười, nói, ha ha, nhà họ Tô ngây thơ thật, vậy mà lại đưa ra cái yêu cầu vô lý như vậy, cha, nhất định là cha đã từ chối rồi nhỉ. Cha nhận lời rồi, ai mà ngờ, Lý Thuần Phong lại nói như vậy. Cái gì? Lý Khuê Võ lập tức lo lắng nói cha. Tô Thương chẳng qua chỉ là một tên bỏ đi, 20 tuổi đầu rồi mà cũng chưa luyện võ bao giờ, căn bản không có tư cách để cha dạy bảo. Hơn nữa, thần thông đan của nhà chúng ta là vật báu gia truyền, lúc đầu tư chất của con bình thường cho nên cha mới không để con dùng, bây giờ sao lại có thể cho Tô Thương chứ, cha hồ đồ rồi. Im miệng,
Con hiểu cái gì chứ, cha đây là suy nghĩ cho nửa đời sau của Lý Nguyệt đó. Lý Thuần Phong nghiêm túc nói, Lý Nguyệt là đứa cháu gái mà cha yêu thương nhất, chồng tương lai của nó tuyệt đối không thể là một tên bỏ đi được. Mặc dù Tô Thương bây giờ rất là rác rưởi, nhưng sau khi được ăn thông thần đan cộng thêm sự dạy bảo của cha, tương lai vẫn còn có cơ hội đạt đến cảnh giới tông sư. Nhà họ Lý chúng ta đến đời của con thì không có con trai, chỉ có hai đứa cháu gái, con rể cũng tính là một nửa con rồi, sau này Tô Thương chính là con trai của con, nhà họ Tô cũng cần nó chăm lo, để nó dùng thông thần đan chính là kết quả tốt nhất. Lý Thuần Phong nghiêm mặt lại nói, nhưng trong lòng ông ta thì đang hối hận vô cùng, hận không thể tát cho mình mấy bạt tay. Uống rượu làm hỏng việc mà. Nhớ lại buổi nhậu ngày hôm nay, Lý Thuần Phong vô cùng chán nản. Ông ta đương nhiên không phải là ngốc, tỉnh rượu một cái liền kịp phản ứng lại ngay, chuyện này rõ ràng là đã được tính toán từ trước rồi. Cha con Tô Thần Binh quá ghê tởm, vậy mà lại dùng rượu quốc diều làm mồi nhử, dẫn đến việc mình cũng bị mắc câu. Sau đó, đương nhiên phản ứng đầu tiên của Lý Thuần Phong là chối bay chối biến, thể hiện bản thân mình không hề nói những lời kia, nhưng nhà họ Tô đã ghi âm những lời nói khi say của ông ta lại rồi, thật là hèn hạ mà. Vốn dĩ, việc dạy Tô Thương học võ, tuy Lý Thuần Phong có chút không muốn, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận được. Nhưng thông thần đan là báu vật của nhà họ Lý, được lưu truyền hơn 200 năm rồi, chắc chắn Lý Thuần Phong sẽ không nỡ để tên phế vật Tô Thương này dùng. Cho nên, ngay từ đầu ngoài mặt ông giả vờ đồng ý với cha con Tô Kiền Khôn, nhưng còn trong lòng ông ta đã sớm có ý định khác rồi. Dù sao Tô Thương cũng không quen hàng, khi cho nó ăn thông thần đan, thì kêu nó tránh xa cha con nhà họ Tô ra, lúc đó chỉ cần tùy tiện cho Tô Thương ăn một viên sô-cô-la gì đó, chắc chắn Tô Thương cũng sẽ không nhận ra được. Sau đó lại nói, Tô Thương vốn là đồ rác rưởi, cho dù có là thông thần đan thì cũng không thể cứu vớt được. Cho nên để bảo vệ thông thần đan, thì mình cũng không ngại mang cái danh nuốt lời. Nhưng bây giờ, Lý Thuần Phong biết được cháu gái của mình đêm khuya lén lút hẹn hò với Tô Thương, liền thay đổi ý nghĩ, ông ta quyết định vẫn là cải tạo Tô Thương vậy. Bởi vì, ông ta quá yêu thương Lý Nguyệt, nên ông ta hy vọng Lý Nguyệt có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cha, khi Lý Nguyệt ra đời, có một vị đạo sĩ đến nhà nói Lý Nguyệt nhà mình là hy vọng duy nhất để nhà họ Lý có thể bay lên trời cao, từ lúc đó, cha đã chăm sóc Lý Nguyệt một cách rất đặc biệt. Lúc này, Lý Khuê Võ không nhịn được bèn nói, nhưng đây chỉ là lời nói vô căn cứ thôi, cha, chẳng lẽ cha lại tin lời của tên đạo sĩ đó, cho nên mới quan tâm chăm sóc Lý Nguyệt như vậy, vì để Lý Nguyệt hạnh phúc, mà không tiếc lấy thông thần đan ra để thay đổi nửa kia của Lý Nguyệt sao? Khuê Võ, nếu như con biết thân phận của vị đạo sĩ kia, thì sẽ không nói đó là những lời nói vô căn cứ đâu. Lý Thuần Phong nói tiếp, tóm lại, quyết định của cha, sẽ không thay đổi, thông thần đan, trừ Tô Thương ra thì không thể là của ai khác cả. Nhưng cha, nếu cha cảm thấy Lý Nguyệt là nguồn hy vọng mãnh liệt của nhà họ Lý, tại sao không để Lý Nguyệt ăn thông thần đan ạ? Lý Khuê Võ nghi ngờ nói, như vậy không phải là tốt hơn gấp trăm lần so với Tô Thương sao? Nhiều năm trước, cha đã từng có ý nghĩ này, muốn dùng thông thần đan, giúp Lý Nguyệt đặt chân vào giới võ thuật. Lý Thuần Phong lắc đầu, cười khổ nói, nhưng thông thần đan có dược tính rất mạnh, cơ thể Lý Nguyệt lại yếu, nếu như dùng nó, thì chỉ có mà thập tử nhất sinh mà thôi. Cha, càng nghĩ con càng thấy vị đạo sĩ kia không đáng tin, Lý Nguyệt chỉ là một người bình thường, sao có thể giúp nhà họ Lý phất lên được? Lý Khuê Võ buồn bực nói. Thế thì con không hiểu rồi, con từng nghe nói một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên chưa, có thể Lý Nguyệt sẽ gả cho một người vô cùng mạnh, như thế, không phải là nhà họ Lý chúng ta đã trèo cao được rồi sao? Lý Thuần Phong nghiêm túc nói không chừng, Tô Thương chính là cái tên vô cùng mạnh kia, nhưng bây giờ nó vẫn chưa được khai thông, còn thông đan dược, chính là chìa khóa mở ra con đường vô địch cho cậu ta. Cái này, Lý Khuê Võ không nói gì nữa. Nhưng trong lòng ông ta, vẫn rất xem thường Tô Thương như lúc trước, nhưng quyết định của cha, ông ta chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Thật ra, không chỉ có ông ta chấp nhận số phận, mà Lý Thuần Phong cũng chấp nhận số phận rồi. Lý Thuần Phong đợi 20 năm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào để cháu gái của ông ta đặt chân vào giới võ thuật, đã thế còn chưa gặp được quý nhân, nên ông ta đã rất tuyệt vọng.
dù sao bản thân ông ta cũng không có cháu trai, cũng không có cách nào nối dõi tông đường cho nhà họ Lý nữa, thông thần đan đã không còn có người thừa kế lại nữa rồi, đây là lúc nên lấy nó ra dùng rồi. Nhắc tới cháu trai nối dõi, trong đầu Lý Thuần Phong trong đầu bỗng lóe ra một tia sáng, sau đó đứng bật dậy. Không được, thông thần đan không thể cho Không Tô Thương được, ông đây sẽ đến nhà họ Tô tìm Tô Kiền Khôn bàn bạc, đợi sau khi Tô Thương và Lý Nguyệt sinh em bé rồi, thì bắt buộc phải mang họ Lý. Đúng, cứ làm như vậy đi, nếu như thế thì cha sẽ có chắt trai rồi, ha ha ha. Lý Thuần Phong vô cùng phấn khích, vui mừng nói, sau này Tô Kiền Khôn đến thăm chắt trai, bắt buộc phải mang rượu quốc diều đến nhà họ Lý, nếu không thì đừng mơ mà gặp được chắt trai của cha. Nhắc đến rượu quốc diều, loại rượu này đúng là thơm ngon thật, nhưng dư âm về sau cũng nặng ghê. Cha Đường Đường là một tông sư võ đạo, bình thường uống nhiều rượu, rất nhanh có thể tỉnh rượu rồi, nhưng hai lần này, lại thấy khó chịu một thời gian rất lâu, buổi sáng uống rượu, đến bây giờ vẫn khiến cha đau đầu chóng mặt. Tuy khó chịu, nhưng Lý Thuần Phong vẫn không nhịn được mà vẫn muốn uống, ngay lập tức mang lên mấy món mồi nhắm, đi tìm Tô Kiền Khôn. Đến nhà lần này, là ông ta đến tìm Tô Kiền Khôn bàn điều kiện, dù sao thì chuyện con cháu nối dõi là chuyện lớn, tất nhiên Tô Kiền Khôn sẽ rất không đồng ý, nên Lý Thuần Phong đã chuẩn bị xong những lời hay ho để thuyết phục rồi. Tóm lại bất kể như thế nào, Tô Thương sẽ sinh con với Lý Nguyệt, đứa bé đó nhất định phải mang họ Lý mới được. Nếu để cho Tô Thương biết, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên đấy. Mẹ kiếp, tôi đây còn chưa từng ngủ với Lý Nguyệt, thì các ông đã suy nghĩ đến vấn đề con cái mang họ của ai rồi. Yến Tây Hồ. Đây là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Giang Bắc, nằm ở bên cạnh hồ nước có phong cảnh rất đẹp, từ khâu tuyển chọn đến trang trí, lại đến sắp xếp khung cảnh bên ngoài, đều là hạng nhất đó, không khí cảnh vật xung quanh vô cùng đẹp. Lúc này, Tô Thương và Lý Nguyệt đã tới bên ngoài nhà hàng Yến Tây Hồ, vừa đỗ xe xong. Vợ à, bạn thân của em muốn bàn bạc với em chuyện gì vậy, có tiện tiết lộ một chút không? Tô Thương tò mò hỏi. Là như vậy này. Lý Nguyệt không hề giấu giếm, mà nói ra luôn, ông nội của bạn thân em, có một món đồ này, vô cùng quý báu, ông nội cậu ấy coi nó như mạng sống của mình vậy, bình thường cũng không cho bạn em xem. Bây giờ... Bản thân em có thích một chàng trai này rất muốn món đồ quý báu đó của ông nội cậu ấy, hôm nay anh ta muốn bảo bản thân em, lấy trộm món đồ quý báu của ông nội cậu ấy cho anh ta. Lý Nguyệt nói tiếp, nhưng bạn em biết, nếu như bảo bối này không còn nữa, chắc chắn ông nội sẽ rất đau lòng. Một bên là ông nội, một bên là chàng trai mình thích, bản thân em không biết nên lựa chọn ra sao, nên mới gọi điện thoại đến tìm em, muốn bàn bạc với em một lát. Nói xong, Lý Nguyệt quấn quấn lấy sợi tóc trên trán, nhìn về phía Tô Thương, cười một tiếng, Tô Thương, anh cảm thấy bản thân em có nên lấy trộm món đồ của ông nội thay cho chàng trai kia không? Cái này còn phải hỏi sao, chắc chắn là không nên rồi. Em cũng cảm thấy như vậy. Lý Nguyệt gật đầu đồng ý, sau đó nói, nhưng, Tô Thương, bây giờ bản thân em và chàng trai kia đang ở cùng nhau, chút nữa anh đừng có nói lung tung, để đỡ xấu hổ nha. Ừ, anh biết rồi. Tô Thương mỉm cười đồng ý. Chuyện này Tô Thương rất tò mò, Lý Nguyệt không phải chỉ có Giang Tuyết Nhi là bạn thân sao, còn được mình cho. Khụ khụ. Nhưng Giang Tuyết Nhi đã rời khỏi Giang Bắc từ lâu rồi mà, Lý Nguyệt cũng không thể đưa mình đến gặp Giang Tuyết Nhi. Nói như vậy, vợ đã quen bạn thân mới sao? Tô Thương rất tò mò, các tiểu thư nhà giàu ở Giang Bắc này, rốt cuộc là ai lại ngốc như thế chứ? Đối mặt với vấn đề trên, thế mà lại còn do dự nữa chứ. Nhưng, sau khi đến phòng riêng, Tô Thương sững người lại, sau đó miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Cô bạn thân này, rất quen nha. Hoa Thanh Đại. Không sai, bạn thân mà Lý Nguyệt nói đến vậy mà lại có thể là Hoa Thanh Đại, giáo sư xinh đẹp của Đại học Kinh Tử. Nguyệt, cậu nói xem, chuyện này làm tớ lo lắng muốn chết, thật sự là tiến thoái lưỡng nan mà. Tớ không biết nên lựa chọn thế nào mới đúng, cậu nghĩ kế giúp tớ đi. Hoa Thanh Đại nhìn thấy Lý Nguyệt giống như gặp được cứu tinh vậy, vội vàng đi đến giữ chặt cánh tay Lý Nguyệt. Quan điểm của Lý Nguyệt và Tô Thương giống nhau, bọn họ cũng cảm thấy người đàn ông kia chỉ muốn lừa gạt để lấy bảo bối của ông nội Thanh Đại mà thôi. Nhưng Lý Nguyệt là một người con gái thông minh,
cô biết không thể nói thẳng ra được nếu không trong lòng Hoa Thanh Đại sẽ cảm thấy không thoải mái, thế là vừa cười vừa nói, Thanh Đại, không cần phải gấp gáp, chúng ta cứ từ từ nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ có phương pháp giải quyết vẹn cả đôi đường, đúng rồi, người con trai cậu thích đâu rồi? Anh ấy đi vệ sinh. Đang nói, Hoa Thanh Đại bỗng nhìn thấy Tô Thương đang đứng bên cạnh, mặt bỗng biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Thương, sao anh lại ở đây? Muốn đến thì đến thôi. Tô Thương trầm ngâm cười nói, giáo sư Thanh Đại, không ngờ cô vậy mà cũng thích con trai, tôi cực kỳ tò mò không biết người đàn ông thế nào mới lọt được vào mắt xanh của cô đấy. Tôi thích loại người nào liên quan gì đến anh? Hoa Thanh Đại lạnh lùng nói, mấy ngày nay anh đã đi đâu vậy, ngày nào cũng không đi học, anh muốn bị trường đuổi học thật đấy à? Tô Thương khẽ cười nói, không phải tôi đã xin nghỉ rồi à, ông nội cô còn tự mình phê duyệt đấy, ông ấy không nói cho cô à? Vậy thì cũng không được tính. Hoa Thanh Đại đen mặt nói, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có học sinh xin nghỉ để đến quán ba cao cấp, Tô Thương, cũng coi như anh là người đầu tiên từ trước đến nay đấy. Xin nghỉ phép vì muốn đi quán ba cao cấp. Tô Thương nghe thấy vậy cũng tức đen mặt lại, xem ra lần sau gặp mặt anh cần phải bồi dưỡng tình cảm thầy trò với Hoa Thời Mạc thật tớ rồi. Tô Thương, tôi không muốn nói nhảm với anh nữa, mời anh ngay bây giờ ngay lập tức rời khỏi phòng khách của tôi. Hoa Thanh Đại không hề khách sáo nói. Tô Thương sờ mũi, đang chuẩn bị trêu chọc Hoa Thanh Đại tiếp thì lúc này Lý Nguyệt lại lườm anh một cái. Tô Thương, anh bớt nói mấy câu đi. Lý Nguyệt ngăn Tô Thương lại, rồi sau đó an ủi, Thanh Đại, đừng tức giận nữa, là tớ gọi Tô Thương đến đó. Nguyệt, cậu gọi Tô Thương đến làm cái gì? Hoa Thanh Đại không hiểu hỏi. Không phải cậu nói tớ nay chúng ta gặp mặt không thể để người nhà tớ biết à? Bản thân tớ lại không biết lái xe nên phải để Tô Thương đưa tớ đến đây. Lý Nguyệt vừa cười vừa nói, cậu yên tâm đi, chuyện ngày hôm nay Tô Thương sẽ không nói lung tung ở chỗ khác đâu, có phải không Tô Thương? Vợ tôi đã nói vậy rồi, thì tôi chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Tô Thương gật đầu đồng ý. Thanh Đại nghe thấy chưa, đừng nóng giận nữa, giải quyết vấn đề của cậu quan trọng hơn. Lý Nguyệt cười nói, vậy được rồi. Chờ một chút, không đúng, Nguyệt, vừa rồi Tô Thương gọi cậu là gì? Hoa Thanh Đại kinh ngạc nói. Là viên ngọc sáng lớn lên ở Giang Bắc, đương nhiên Hoa Thanh Đại biết quan hệ giữa Tô Thương và Lý Nguyệt. Thậm chí cũng vì Lý Nguyệt nên lần đầu tiên gặp mặt Tô Thương, thái độ của cô ấy mới có thể không tốt như thế. Lý Nguyệt, bạn thân nhất của mình, không chỉ xinh đẹp mà gia cảnh cũng tốt, sao có thể có vị hôn phu cặn bã như Tô Thương được? Hoa Thanh Đại thấy không đáng thay cho Lý Nguyệt cho nên lúc đối mặt với Tô Thương, vẻ mặt cô ấy luôn tràn đầy khinh thường. Nhưng bây giờ cô ấy lại nhìn thấy Tô Thương gọi Lý Nguyệt là vợ mà Lý Nguyệt cũng không hề phản bác, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thanh Đại, thật ra con người Tô Thương rất tốt, có lẽ cậu có hiểu lầm gì đó với anh ấy rồi. Lúc này, Lý Nguyệt khẽ nói. Lầm, hiểu lầm. Hoa Thanh Đại trợn tròn hai con mắt, cắn răng nói, hiểu lầm cái gì? Cậu đã quên đại thiếu gia nhà họ Tô đã làm mấy chuyện hoang đường gì à? Sao có thể nói là hiểu lầm được? Nguyệt, có phải cậu bị mấy lời ngon ngọt của anh ta lừa gạt hay không? Mấy chuyện này sau này tớ sẽ từ từ giải thích cho cậu. Lý Nguyệt nở nụ cười rồi nói, việc cấp bách bây giờ là giải quyết cho xong chuyện của cậu trước đã. Trong điện thoại cậu cũng không nói rõ người con trai cậu thích là ai, anh ta muốn thứ gì của ông nội cậu. Ánh mắt Hoa Thanh Đại liếc nhìn Tô Thương một cách quái đản, sau đó cô ấy thu hồi ánh mắt lại rồi nói, Nguyệt, cậu tuyệt đối không được nói cho ông nội của tớ biết đó, chuyện là thế này. Ông nội của tớ không phải thần y sao, ông ấy từng may mắn có được một viên đan dược cổ, nghe nói sau khi ăn vào có thể trị bách bệnh. Hoa Thanh Đại nói tiếp, thân thể người con trai tớ thích không được tớ cho lắm, anh ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, từ lúc sinh ra đến giờ lúc nào cũng phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật. Hôm nay anh ấy tìm tớ, nói rằng bác sĩ đã thông báo bệnh tình của anh ấy đang rất nguy kịch, không còn sống được mấy ngày nữa nhưng anh ấy không muốn chết nên cầu xin tớ giúp anh ấy một chuyện, anh ấy muốn tớ trộm đan dược cổ của ông nội đưa anh ấy chữa bệnh. Hoa Thanh Đại nói xong liền để lộ vẻ mặt ngượng ngùng, anh ấy còn nói, đợi bệnh của anh ấy khỏi rồi thì sẽ nói với ông nội chuyện cầu hôn, lấy tớ làm vợ. Tớ không muốn để anh ấy chết nhưng đối với ông nội mà nói. Viên đan dược cổ kia cũng vô cùng trân quý,
tớ cũng không muốn khiến cho ông nội đau lòng. Hoa Thanh Đại cảm thấy khó xử nói, Nguyệt, cậu cảm thấy tớ nên làm thế nào bây giờ, thật tiến thoái lưỡng nan mà, phiền chết tớ rồi. Lý Nguyệt nghe xong liền hỏi, Thanh Đại, vấn đề này vừa xuất hiện, chắc trong lòng cậu cũng đã có lựa chọn rồi, cậu Thiên về giúp bạn trai hay không muốn ông nội đau lòng? Anh ấy vẫn chưa phải bạn trai tớ. Hoa Thanh Đại đỏ mặt sửa lại, lập tức nói, mạng người quan trọng nên tớ muốn cứu người hơn, Nguyệt, tớ biết suy nghĩ này của tớ không chín chắn lắm, cậu cảm thấy tớ nên làm thế nào? Thanh Đại, cậu muốn nghe lời thật không? Lý Nguyệt nhìn Hoa Thanh Đại hỏi. Cậu nói đi, cậu là bạn thân nhất của tớ, giữa chúng ta đương nhiên phải nói thật rồi. Được. Lý Nguyệt chân thành nói, tớ cảm thấy tốt nhất cậu đừng trộm đan dược cổ của ông nội. Tại sao? Hoa Thanh Đại khó hiểu nói. Đầu tiên, người con trai trong miệng cậu nói tớ chưa từng gặp mặt, tớ cũng không biết anh ta là ai nhưng anh ta có thể mở miệng kêu cậu trộm đồ trong nhà thì nhân phẩm chắc chắn không tốt lắm. Lý Nguyệt phân tích nói, tiếp theo, Thanh Đại, cậu có từng nghĩ tới chuyện này ngay từ đầu người con trai này đã có ý đồ riêng mới tiếp cận cậu hay không? Ý cậu là gì? Tớ đoán 89 phần 10 vì đan dược cổ nên anh ta mới tiếp cận cậu, đợi sau khi anh ta lấy được đồ mình muốn rồi chắn chắn sẽ không cưới cậu nữa. Lý Nguyệt tiếp tục nói, coi như có muốn cưới cậu thì cũng chỉ là vì bối cảnh của cậu mà thôi, đàn ông như vậy không thể yêu cậu thật lòng được. Nguyệt, cậu đừng nói vậy, cậu đã từng gặp người con trai tớ thích rồi, hơn nữa còn khá thân quen. Nghe những lời của Lý Nguyệt, Hoa Thanh Đại liền giải thích thay người con trai mình thích, anh ấy là một vị thiếu gia nhẹ nhàng phong độ, có lý tưởng, có khát vọng, không phải loại người như cậu nói đâu. Tớ biết sao, Lý Nguyệt bỗng dừng lại, sau đó tâm hồn nhiều chuyện của cô trỗi dậy không kiềm được mà truy hỏi, ai vậy, thế mà lại giành được sự coi trọng của cậu. Anh ấy là, Nạp Lan Minh Chiết. Nạp Lan Minh Chiết. Khi bốn chữ này từ trong miệng của Hoa Thanh Đại nói ra, Lý Nguyệt đột nhiên sững sờ. Cảm thấy có chút không thể tin. Trong ấn tượng của cô ấy, nhân phẩm của Nạp Lan Minh Chiết cực kỳ tốt, nho nhã lễ độ, ôn hòa như ngọc, nếu không thì cũng không được xưng là đệ nhất công tử Giang Bắc. Lý Nguyệt và Nạp Lan Minh Chiết thường xuyên gặp nhau, có một khoảng thời gian còn học chung với nhau. Sau khi trưởng thành, cô có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Nạp Lan Minh Chiết đối với mình đặc biệt tốt, giống như thích mình. Nhưng Nạp Lan Minh Chiết lại không phải kiểu người mà Lý Nguyệt thích, cho nên từ đó trở đi, Lý Nguyệt bắt đầu tránh xa Nạp Lan Minh Chiết, cơ hội gặp nhau cũng ít hơn hẳn. Mặc dù cô không thích Nạp Lan Minh Chiết, nhưng không có nghĩa là cô phủ nhận nhân phẩm của cậu ta. Ngay khi vừa nghe được câu chuyện của người bạn thân tốt nhất của mình, thì phản ứng đầu tiên của Lý Nguyệt chính là, người con trai mà bạn thân nhất của mình thích là một tên lừa đảo, không có ý tốt. Vì thế, sau khi biết được người con trai đó chính là Nạp Lan Minh Chiết, Lý Nguyệt mới vô cùng kinh ngạc như thế. Bởi vì cái người này so với Nạp Lan Minh Chiết trong ấn tượng của cô ấy, khác nhau một trời một vực, nhất thời cô ấy cũng không dễ dàng đưa ra được bình luận gì. Lý Nguyệt, nhân phẩm của anh Minh Chiết là không thể nghi ngờ, anh ấy nói sẽ cưới tớ, thì nhất định sẽ làm được. Hoa Thanh Đại cắn răng nói, hay là, tớ đồng ý với anh ấy nhé. Nếu người đàn ông đó mà tớ không quen, tớ nhất định sẽ ngăn cản cậu, nhưng người này là Nạp Lan Minh Chiết, tớ không thể hiểu rõ lập trường của mình nữa rồi. Lý Nguyệt nhanh chóng phản ứng lại, cô vén sợi tóc trên trán, rồi mỉm cười nói. Dù sao thì ba người chúng ta cũng quen biết lẫn nhau, hơn nữa nhân phẩm của Nạp Lan Minh Chiết, cậu cũng hiểu rất rõ, tớ cũng không nói nhiều làm gì. Hoa Thanh Đại gật gật đầu, cuối cùng đưa ra quyết định. Thế thì đợi chút nữa tớ trở về nhà sẽ đi trộm đan dược cổ của ông nội. Chờ chút đã. Lúc này Tô Thương lại nói, cô giáo Thanh Đại, tôi cảm thấy vẫn nên suy nghĩ thật kỹ càng đã, thứ nhân phẩm gì đó, thì có thể giả tạo được, nói không chừng Nạp Lan Minh Chiết không phải là thứ gì tốt đẹp đâu. Tô Thương, anh im miệng đi. Hoa Thanh Đại đáp lại, đột nhiên tức giận, tôi không cho phép anh nghi ngờ anh Nạp Lan Minh Chiết, đừng quên, anh là đệ nhất công tử bột ở Giang Bắc. Còn anh Minh Chiết là đệ nhất công tử Giang Bắc, anh ấy còn tốt gấp vạn lần so với anh. Phải, là tôi lắm miệng, cô đi trộm đan dược cổ đi, trộm xong thì tranh thủ thời gian chữa bệnh cho anh Minh Chiết của cô. Tô Thương xua xua tay, lười nhắc nhúng tay vào những chuyện này. Thanh Đại, kỳ thực,
tớ ngược lại lại cảm thấy Tô Thương nói đúng. Lý Nguyệt nhìn Tô Thương, cười đầy ẩn ý, sau đó nói, nhân phẩm thực sự có thể giả vờ, ví dụ một số người, cố ý giả vờ làm công tử bột, ai cũng nhìn không ra. Mặc dù chúng ta quen Nạp Lan Minh Chiết, nhưng không thể chắc chắn rằng nhân phẩm của anh ấy là như thế nào, hay là thử lòng một chút đi. Lý Nguyệt khuyên nhủ, dù sao cái đan dược cổ kia, đối với ông nội Hoa quan trọng như thế, việc này không thể qua loa được. Được thôi. Hoa Thanh Đại có chút chần chừ, nhưng bạn thân tốt nhất đã đề nghị như thế, cô ấy liền đồng ý, hỏi thử lòng như thế nào. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Nguyệt nhìn lên người Tô Thương, cười nói, Tô Thương, anh có ý gì hay không? Có, nhưng anh dựa vào cái gì mà phải nói ra chứ? Mặt mũi Tô Thương đầy khó chịu mà nói. Được rồi Tô Thương, Hoa Thanh Đại không hiểu anh, cho nên mới đối xử với anh như thế, anh cứ giúp cô ấy đi. Lý Nguyệt thỉnh cầu nói. Anh đã giận rồi, có điều, muốn để anh giúp cũng không phải là không thể. Tô Thương nhìn Lý Nguyệt, cười tinh nghịch nói, vợ à, em gọi anh một tiếng chồng yêu, anh sẽ giúp ngay, có được không? Tô Thương, anh, em không gọi thì thôi, anh vào trong xe đợi em, hai người cứ từ từ mà bàn bạc nhé. Vừa nói, Tô Thương liền muốn rời khỏi. Đừng! Lý Nguyệt vội vàng gọi Tô Thương đứng lại, sau đó khuôn mặt đỏ rực, nhỏ tiếng gọi chồng. Chồng yêu! À, nghe hay thật, Tô Thương lộ ra nụ cười, khuôn mặt đầy hưởng thụ. Lý Nguyệt, cậu điên rồi, sao lại có thể gọi một kẻ công tử bột là chồng chứ? Hoa Thanh Đại ngạc nhiên nói. Tớ có hôn ước với anh ấy, vốn là phải gả cho anh ấy, sớm gọi một tiếng chồng cũng không sao. Lý Nguyệt trả lời lại. Hả, Lý Nguyệt, cậu trước đây không phải không đồng ý hôn ước này sao, còn nói có chết cũng không gả cho Tô Thương mà. Hoa Thanh Đại không thể tưởng tượng được mà nói, thời gian này cậu và Tô Thương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao mà thái độ thay đổi nhanh chóng như thế. Một câu hai câu nói cũng không rõ ràng được, có cơ hội tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Lý Nguyệt cười cười, sau đó giận dữ liếc nhìn Tô Thương nói, cái thứ lợi dụng lúc người ta khó khăn, nói đi, anh có ý gì hay? Thực ra rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nhìn Nạp Lan Minh Chiết sau khi lấy được đan dược cổ xong thì sẽ có thái độ thế nào là được rồi. Nếu anh ta đối xử với giáo viên Thanh Đại tệ hơn trước, nói một đường làm một nẻo, thì có nghĩa là anh ta có ý khác. Căn bản là không thích giáo viên Thanh Đại, mà là muốn lừa để lấy được đan dược cổ. Tô Thương nói tiếp, chúng ta có thể để giáo viên Thanh Đại đưa cho anh ấy một viên đan dược cổ, sau đó ngồi đợi anh ấy biểu diễn là được. Ý hay đó, nhưng Tô Thương, đan dược cổ đang ở nhà, không có ở trên người tôi. Hoa Thanh Đại nói, cái này hả, càng đơn giản. Tô Thương khẽ nhếch miệng lên, sau đó ở trên người dùng sức chà vài cái. Rất nhanh đã trả ra một cục đất bẩn kích thước như hạt dưa hấu, cười nói. Cái này không phải là cổ đan dược hay sao? Hoa Thanh Đại trong nháy mắt hiểu ý Tô Thương, nhưng mặt mũi đầy ghét bỏ nói, Tô Thương, anh thật buồn nôn, bao lâu rồi chưa tắm hả, thật bẩn thỉu. Ông đây vì giúp cô, vừa nghĩ ra kế vừa lấy ra đạo cụ, cô không cảm ơn tôi thì thôi đi, còn bật lại ông đây thế sao? Hơn nữa, một chút đất bẩn thế này. Dù là người mỗi ngày đều tắm, cũng có thể trà ra, thế mà nói tôi bẩn sao? Nếu không phải nể mặt vợ của tôi, ông đây cũng lười nhúng tay vào chuyện này. Thanh Đại, chỉ một chút xíu bẩn mà thôi, người bình thường đều sẽ có, trên người tớ cũng có, đừng nói Tô Thương như thế. Lý Nguyệt mở miệng bảo vệ Tô Thương, việc này khiến cho Tô Thương trong lòng cực kỳ thoải mái, chịu không nổi mà đắc ý khen thầm vợ mình. Thử đi, Thanh Đại. Có thử rồi thì mới yên tâm được. Lý Nguyệt nói tiếp. Vậy cũng được. Hoa Thanh Đại gật đầu, khuôn mặt đầy ghét bỏ mà nhận lấy đan dược cổ do Tô Thương tự chế. Ngay sau đó, Tô Thương và Lý Nguyệt vẫn không hề rời khỏi, mà là đi sang phòng khác bên cạnh, bí mật quan sát. Không bao lâu sau, Nạp Lan Minh Chiết từ nhà vệ sinh quay trở lại, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhìn vô cùng khổ sở, bước đi cũng không nổi, suýt nữa thì ngã. Khó khăn vịn mà vào cái ghế. Hoa Thanh Đại thấy thế, vội vàng đứng dậy, ân cần hỏi thăm, anh Minh Chiết, anh không sao chứ? Không sao, vừa nãy ở trong nhà vệ sinh, bệnh tim tái phát, tôi đã uống thuốc đặc trị rồi. Nhìn thấy Hoa Thanh Đại mặt đầy lo lắng,
khuôn mặt Nạp Lan Minh Triết hiện lên một biểu cảm đầy mưu mô được như ý, sau đó gượng ép cười nói, cô Thanh Đại, không cần lo lắng cho tôi bây giờ đã đỡ nhiều rồi, đề nghị lúc nãy của tôi, cô suy nghĩ thế nào rồi? Anh Minh Triết, tôi rất muốn giúp anh, nhưng đan dược cổ là tính mạng của ông nội tôi lo. Hoa Thanh Đại nhíu mày khổ sở nói. Tôi hiểu rồi, cô Thanh Đại, cô cứ xem như tôi chưa nói gì cả. Nạp Lan Minh Triết lộ ra một nụ cười thảm thương, không cam lòng nói. Cô Thanh Đại, có lẽ cô không biết, tôi thích cô rất lâu rồi, vốn dĩ tôi định sau khi chữa khỏi bệnh, sẽ ở cùng nắm tay cô cho đến khi già đi, cùng nhau đi đến cổ thành ở Vân Nam, ngắm nhìn những phong cảnh ở bên ngoài, đáng tiếc, tôi không còn nhiều thời gian nữa, kiếp sau, cô Thanh Đại, cô đợi tôi, kiếp sau tôi nhất định sẽ cưới cô, để cô làm người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi, nghe Nạp Lan Minh Triết bày tỏ tình cảm, Hoa Thanh Đại đột nhiên chần chừ. Anh Minh Triết thích mình như thế, mình có cần thử lòng anh ấy nữa hay không? Hoa Thanh Đại tin chắc, Nạp Lan Minh Triết không thể lừa dối cô ấy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô ấy vẫn quyết định thử thăm dò một chút. Bởi vì cô ấy muốn cho Tô Thương và Lý Nguyệt nhìn thấy, nhân phẩm của anh Minh Triết của mình rốt cuộc là tốt bao nhiêu. Thế là, Hoa Thanh Đại đưa ra đạo cụ mà Tô Dương vừa chế ra, mở miệng nói, anh Minh Triết, thật ra, đan dược cổ của ông nội tôi luôn mang theo bên người, tôi biết anh thực sự cần nó, bây giờ tôi tặng nó cho anh. Anh uống nó xong thì bệnh sẽ khỏe lại, tôi chờ anh khỏe hẳn bệnh, đưa tôi đi du lịch, chúng ta không cần cầu xin kiếp sau, đời này kiếp này vĩnh viễn ở cùng nhau là được. Hoa Thanh Đại ngượng ngùng nói, mặc dù đan dược cổ là giả, nhưng tình cảm của cô ấy với Nạp Lan Minh Triết lại là thật. Ha ha ha, đan dược cổ. Nạp Lan Minh Triết nhìn thấy, đan dược, trong tay Hoa Thanh Đại, lại không kiểm soát được bản thân mình, đột nhiên mừng rỡ như điên, trực tiếp cướp đi muốn nuốt vào liền. Đây chính là đan dược cổ hả? Chỉ cần uống nó thì bệnh tim đã đeo bám mình hơn 20 năm nay có thể được chữa khỏi, ha ha. Hoa Thanh Đại không ngờ rằng Nạp Lan Minh Triết khi đạt được viên đất bẩn đó, anh ấy sẽ chọn uống nó càng sớm càng tốt, thế là vội vàng ngăn cản. Anh Minh Triết, thứ này không thể uống. Không thể uống. Hối hận rồi sao? Vì thế muốn ngăn cản tôi. Ha ha. Cô gái ngây thơ, tôi sao lại có thể để cô toại nguyện được chứ? Hoa Thanh Đại không ngăn cản còn được, chứ vừa ngăn lại, động tác của Nạp Lan Minh Triết lại càng nhanh hơn. Trực tiếp đem viên đất bẩn nuốt vào trong bụng, tốc độ nhanh chóng khác thường, giống như sợ người khác cướp đi mất. Nạp Lan Minh Triết quá nhanh, gần như là chỉ trong chớp mắt, đã đem đan dược cổ nuốt ngay vào trong bụng. Thanh Hoa Đại muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không kịp nữa rồi, biểu hiện cực kỳ phức tạp, trong lòng chỉ muốn giết chết Tô Thương. Tô Thương thật ghê tởm, đáng ghét quá rồi. Cũng trách chính mình, tại sao phải chấp nhận lời đề nghị của Tô Thương chứ? Dùng đan dược cổ giả thử lòng anh Minh Triết. Bây giờ thì tốt rồi, làm hại anh Minh Triết ăn phải thứ bẩn thỉu từ trên người Tô Thương trả xuống. Đáng giận quá. Tô Thương cứ chờ đó, nếu anh Minh Triết đối xử tốt với tôi trước sau như một, kiên trì cưới tôi nhất định sẽ tìm anh tính sổ. Suy nghĩ đến đây, Hoa Thanh Đại cũng không hề nói ra thứ Nạp Lan Minh Triết uống là đan dược giả, mà lại ân cần dò hỏi, anh Minh Triết, anh thấy thế nào rồi? Có ổn không? Tốt. Tôi bây giờ cảm thấy cực kỳ tốt. Sau khi Nạp Lan Minh Triết uống đan dược cổ, thì cực kỳ kích động, nụ cười thích thú hiện lên trên khuôn mặt, tán dương nói. Không hổ danh là đan dược cổ, ẩn chứa mùi hương lạ, mà lại mềm mại, tan ngay trong miệng, thật không ngờ lúc tôi còn sống lại có thể uống được đan dược cực phẩm như thế. Phòng sát phách bên cạnh. Lý Nguyệt nghe đến đây, chịu không nổi nữa. Cười khúc khích ra tiếng, sau đó giận dữ nhìn Tô Thương, không nhịn được cười mà nói, Tô Thương, nhìn xem việc tốt mà anh làm đi, Nạp Lan Minh Triết nếu như biết được mình đã uống phải đất bẩn trên người anh, nhất định sẽ buồn nôn mấy ngày mà ăn không nổi. Cái này lại không thể trách anh được, ai biết anh ta lại vội vàng như vậy chứ? Tô Thương cười cười, tinh nghịch nói, có điều, thế này lại càng có thể chứng minh, Nạp Lan Minh Triết không có ý gì tốt. Lý Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý với cách nghĩ của Tô Thương, sau đó lại tiếp tục nghe lén. Lúc này, Hoa Thanh Đại cười không nổi, vì cô ấy thích Nạp Lan Minh Triết,
cho nên cô ấy chỉ có thể tự mình đau lòng mà thôi. Kỳ lạ thật, sao mà tôi đã uống đan dược cổ rồi mà vẫn không cảm nhận được một chút tác dụng gì hết vậy? Lúc này Nạp Lan Minh Chiết đang cực kỳ vui vẻ, nhưng vẫn tò mò nói. Hoa Thanh Đại dừng một lúc, sau đó giải thích, có lẽ vẫn chưa có hiệu quả, chờ một chút là sẽ có hiệu quả rồi. Hóa ra là như vậy. Nạp Lan Minh Chiết như chợt hiểu ra, đột nhiên thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Hoa Thanh Đại, giọng nói có chút lạnh lùng nói, cô Thanh Đại, cô lúc nãy giống như là muốn ngăn cản tôi uống đan dược cổ, tại sao vậy, lẽ nào cô hối hận rồi sao, không muốn để tôi uống hay sao? Không, không phải. Hoa Thanh Đại liên tục xua tay, lại không thể nói rõ sự thật với Nạp Lan Minh Chiết, nếu để anh Minh Chiết biết mình đang thử lòng anh ấy, anh Minh Chiết chắc chắn sẽ rất tức giận. Vì thế, sau khi dừng lại mấy giây, Hoa Thanh Đại giải thích nói, tôi từng nghe ông nội nói, viên cổ đan dược này phải hòa tan trong nước, uống cùng với nước, không phải dùng để nuốt trực tiếp, cho nên vừa nãy tôi muốn ngăn cản anh. Có điều bây giờ anh uống nhiều nước một chút, hiệu quả sẽ giống như thế. Hoa Thanh Đại nói thêm, chuyện quan trọng như thế, sao cô không nói sớm với tôi? Nạp Lan Minh Chiết sốt ruột nói. Hoa Thanh Đại với khuôn mặt đầy vẻ vô tội nói, anh cầm lấy liền nuốt luôn, tôi cũng không có cơ hội để nói mà. Hừm, Nạp Lan Minh Chiết lạnh lùng nhìn Lý Nguyệt, cực kỳ khó chịu. Ngay sau đó, anh ấy cầm cái ấm trên bàn lên, ừng ực uống cạn ấm trà trong vòng nửa phút, sau đó nghiêm túc hỏi, bây giờ chắc là sẽ không ảnh hưởng đến tác dụng rồi chứ? Sẽ không đâu. Hoa Thanh Đại muốn tranh thủ thời gian để kết thúc cái đề tài này. Thế là cười nói, anh Minh Chiết, anh uống đan dược cổ rồi, bệnh tim của anh nhất định sẽ khỏi hẳn, rất nhanh chóng anh sẽ trở thành người bình thường thôi. Ha ha, cô Thanh Đại, tất cả là nhờ có cô. Nạp Lan Minh Chiết nhẹ nhàng cười nói. Đừng khách sáo, chúng ta sau này là vợ chồng rồi, giúp anh chữa bệnh chính là việc nên làm mà. Khuôn mặt Hoa Thanh Đại đầy thẹn thùng, lấy hết dũng khí nói, anh Minh Chiết. Anh định khi nào thì đi đến chỗ ông nội tôi để cầu hôn. Cầu hôn? Ha ha! Tôi chỉ là lợi dụng cô mà thôi, bây giờ tôi đã uống được đan dược cổ rồi, cái gì mà cầu với trả hôn chứ? Cô Thanh Đại, chuyện hôn nhân đại sự, không phải là trò đùa, tôi cảm thấy việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Nạp Lan Minh Chiết trả lời cho có lệ. Anh Minh Chiết, anh nghĩ quá nhiều rồi, hai chúng ta là tâm đầu ý hợp. Thật ra kết hôn là chuyện gì đó là rất đơn giản. Hoa Thanh Đại vui vẻ cười nói, ngày mai chúng ta đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận trước có được không? Sau này nói chuyện cầu hôn với ông nội, lúc đó ông không đồng ý thì cũng phải đồng ý thôi. Nếu chúng ta kết hôn rồi, dù cho ông nội biết tôi trộm đan dược cổ của ông, thì ông cũng không thể tức giận được, dù sao thì ông ấy cực kỳ cưng chiều tôi, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Đan dược cổ được anh uống rồi, ông ấy cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nạp Lan Minh Chiết lúc đầu định qua loa cho xong chuyện, nhưng nghe đến Hoa Thanh Đại muốn đi lấy giấy chứng nhận, đột nhiên lạnh lùng cười nói, bây giờ nói những chuyện này có phải là quá sớm rồi không, tôi vẫn chưa sẵn sàng để kết hôn với cô. Hả, nhưng mà, anh Minh Chiết, anh vừa nãy không phải là nói. Hoa Thanh Đại vẫn chưa nói xong, Nạp Lan Minh Chiết liền cắt ngang nói, cô cũng nói rồi. Là vừa nãy, bây giờ tôi đổi ý rồi. Là ý gì chứ? Nụ cười trên mặt Hoa Thanh Đại đột nhiên cứng đơ lại. Chính là ý đó đó. Nạp Lan Minh Chiết tuyệt tình nói, Hoa Thanh Đại, chuyện đã đến nước này, tôi ngửa bài với cô luôn nhé. Thực ra, từ đầu đến cuối, tôi vốn dĩ không thích cô, tôi sở dĩ làm như vậy, mục đích chính là để lừa lấy đan dược cổ của Hoa Thời Mạc mà thôi. Nạp Lan Minh Chiết lạnh lùng cười nói. Vốn dĩ tôi định diễn kịch với cô lâu hơn nữa, nhưng nhà Nạp Lan xảy ra một số chuyện, tối hôm nay tôi không thể không rời khỏi Giang Bắc, đi đến thành phố. Vì thế đêm nay tôi mới hẹn cô ra đây, bây giờ, cô vẫn chưa hiểu hay sao? Cái gì? Hoa Thanh Đại nhất thời như bị sét đánh trúng, choáng váng khắp người, sau khi phản ứng lại, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Khóc gì mà khóc, Hoa Thanh Đại, tôi thừa nhận cô rất xinh đẹp. Có thể xếp ở top 5 những tiểu thư khuê các ở Giang Bắc. Nạp Lan Minh Chiết cười lạnh lùng nói, nhưng tôi đã có người tôi thích rồi, trong lòng không có cô. Cô cũng đừng cảm thấy khổ sở, tôi lại chưa đụng chạm qua cô, nhiều lắm là lừa gạt tình cảm của cô mà thôi,
cô đừng tưởng thật là tốt. Đang nói, Nạp Lan Minh Triết đứng dậy, tuyệt tình nói, còn về cái viên đan dược cổ này, cảm ơn cô, nhưng tôi cũng sẽ không lấy nó không như vậy được. Tôi sẽ chuyển một khoản tiền vào số tài khoản của ông nội cô, coi như là phí để mua nó. Tạm biệt. Sau khi nói mấy câu, Nạp Lan Minh Triết liền đứng dậy rời đi. Hoa Thanh Đại hoàn toàn không kìm được, ngồi xổm xuống ôm đầu khóc nức nở, trong tiếng khóc đầy vẻ bi thương. Nạp Lan Minh Triết. Lúc này, Lý Nguyệt ngồi không yên được nữa, vội vàng chạy vào trong phòng, trước tiên là an ủi Hoa Thanh Đại, sau đó nghiến răng, nghiến lợi nói, thật không ngờ anh là loại người thế này, thứ đạo đức giả, trước đây xem như tôi đã nhìn lầm anh rồi. Lý Nguyệt, sao em lại ở đây? Nhìn thấy Lý Nguyệt, Nạp Lan Minh Triết đột nhiên sững sờ. Im miệng, Tô Thương đi theo vào trong, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Minh Triết, nhíu mày nói, tên của vợ tao, mày cũng xứng để gọi sao? Tô Thương, ánh mắt của Nạp Lan Minh Triết, lập tức nhìn lên người Tô Thương, kinh ngạc nói, sao anh vẫn chưa chết? Tại sao tao lại phải chết chứ? Tô Thương nhìn chăm chú vào Nạp Lan Minh Triết. Anh gần như đã đoán được rằng việc Tống Lệ Hoa và người làm da đen đến biệt thự ven sông giết mình là có liên quan tới Nạp Lan Minh Triết, thế là cười tinh nghịch nói, lẽ nào mày sai người đến giết tao hay sao? Sao, .sao lại có thể? Nạp Lan Minh Triết rất nhanh chóng liền bình tĩnh lại, lên tiếng phủ nhận. Nạp Lan Minh Triết, anh quá đáng quá rồi, Thanh Đại thích anh như thế, anh sao lại có thể vì viên đan dược, lại trêu đùa tình cảm cô ấy chứ? Lúc này, Lý Nguyệt tức không chịu nổi, mở miệng chỉ trích. Lý Nguyệt, tôi cũng là bất đắc dĩ mà thôi, mỗi ngày chịu đựng đau đớn dằn vặt, quá đau khổ rồi, hy vọng cô có thể hiểu. Nạp Lan Minh Triết không muốn giải thích, mà chỉ muốn đồng cảm. Lý Nguyệt lại không thèm nể mặt, lạnh lùng trách mắng, hèn hạ, đây không phải là lý do để anh có thể lừa đối Thanh Đại. Đan dược của tôi cũng đã uống rồi, không thể nào nôn ra được, tôi sẽ tìm cơ hội để bù đắp. Nạp Lan Minh Triết cam kết, anh ta rất quan tâm đến thái độ của Lý Nguyệt với mình. Bù đắp thì không cần đâu. Lúc này, Tô Thương ôm lấy cánh tay, tinh nghịch cười nói, dù sao, đan dược cổ mà mày ăn cũng chỉ là một đống đất bẩn từ trên người tao trà xuống mà thôi, mày mà muốn uống nữa, thì tao có thể trả thêm một viên cho mày. Cái gì, trên người anh, đất bẩn? Nghe được những lời này, Nạp Lan Minh Triết đột nhiên biến sắc. Cảm giác như trong dạ dày có một trận cuồng phong đang cuồn cuộn. Ghê tởm quá mà. Viên đan dược cổ mà mình xem như báu vật mất công cướp về vậy mà lại là đất bẩn ở trên người của Tô Thương. Trong lúc nhất thời, Nạp Lan Minh Triết không thể nào tiếp nhận được, sắc mặt vô cùng khó coi, trực tiếp nôn ọe liên tục. Nhớ lại lúc nãy mình còn khen lấy khen để là đan dược cổ có ẩn chứa hương thơm kỳ lạ, vừa vào miệng đã tan ngay. Nạp Lan Minh Triết biểu lộ ngày càng phức tạp, giống như ăn phải con ruồi chết vậy. Thanh Đại, đừng khóc nữa, vì loại đàn ông này mà khóc thì không đáng mà. Lúc này, Lý Nguyệt dịu dàng an ủi nói. Lý Nguyệt, hu hu hu, tớ buồn quá. Hoa Thanh Đại ôm lấy Lý Nguyệt khóc nức nở, cực kỳ bi thương. Được rồi, được rồi. Lý Nguyệt lạnh lùng liếc Nạp Lan Minh Triết một cái rồi lại động viên nói, Thanh Đại, cậu phải cảm thấy may mắn mới đúng chứ. May mắn vì mình sớm đã nhìn ra được bộ mặt thật của Nạp Lan Minh Triết. Hoa Thanh Đại vừa khóc thút thít vừa hối hận nói, mấy ngày trước ông nội cũng đã nhắc tớ, kêu tớ tránh xa Nạp Lan Minh Triết ra, đáng tiếc tớ lại không thèm nghe, đều trách tớ không tốt, không chịu nghe lời của ông nội, nếu không thì cũng không bị anh ta lừa gạt rồi. Lý Nguyệt ôm lấy Hoa Thanh Đại rồi khẽ mỉm cười, bình thường thôi mà, đời người ai rồi cũng sẽ gặp qua mấy người lưu manh mà. Cậu xem như cậu là còn may rồi, chỉ bị gạt trong một thời gian ngắn, cũng không bị tổn thất gì, tớ xem tin tức thì thấy rất có nhiều cô gái bị lừa gạt hết cả tuổi thanh xuân và thể xác, so ra thì cậu có là gì đâu. Không thể không nói là Lý Nguyệt rất biết cách an ủi người khác, so sánh như vậy đã khiến cho Hoa Thanh Đại cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi, cô ấy nghẹn ngào nói cũng đúng, tớ cũng không bị mất mát gì. Đúng mà, cho nên Thanh Đại, cậu đừng khóc nữa. Ngã một lần thì khôn hơn một chút, sau này chú ý nhiều hơn là được rồi. Lý Nguyệt mỉm cười nói, kỳ thực, mắt nhìn người của những người đi trước rất là hay, lần sau cậu tìm bạn trai thì nghe ý kiến của ông nội nhiều một chút, ông đã gặp qua rất nhiều loại người,
người mà ông nhìn chúng chắc chắn sẽ là một người ưu tú, xuất sắc. Hoa Thanh Đại ngừng nức nở, tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều rồi, sau đó cô ấy lại nhìn sang Tô Thương, nhỏ giọng nói, Nguyệt, Tô Thương là một tên lưu manh, cậu không phải giống như mấy cô gái trên tin tức, bị anh ta lừa gạt thân thể rồi chứ. Tô Thương đang đứng ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ, lập tức khó chịu nói, cô nói như vậy là không đúng rồi, cô hiểu rõ về tôi sao, cô dựa vào cái gì mà nói tôi là một tên lưu manh chứ. Anh còn cần phải hiểu rõ nữa sao? Ngày ngày để đi đến quán bar, thì có thể là cái thứ tốt đẹp gì chứ? Hoa Thanh Đại thuận miệng nói. Tô Thương đang muốn đáp trả lại thì Lý Nguyệt liếc anh một cái ra hiệu cho anh đừng nói gì nữa, thế là Tô Thương đành phải ngậm miệng lại. Thanh Đại, đừng có nghĩ xấu cho Tô Thương nữa, chuyện hôm nay may mà có anh ấy mà. Lý Nguyệt không để cho Tô Thương nói, nhưng cô lại đi bảo vệ anh. Nếu không cậu cũng sẽ không biết được bộ mặt thật của Nạp Lan Minh Chiết, hoặc có lẽ là đan dược cổ của ông nội Hoa cũng bị lừa lấy đi mất rồi, cậu nên cảm ơn Tô Thương mới đúng chứ. Hoa Thanh Đại suy nghĩ một lát, quả thực là như vậy, trong lòng vật lộn một hồi cuối cùng mới nói, Tô Thương, cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Tô Thương nở một nụ cười đắc ý. Bất kể nói thế nào thì Hoa Thanh Đại cũng là bạn thân của Lý Nguyệt, bây giờ Hoa Thanh Đại mới đau khổ xong. Tâm trạng còn chưa ổn định, Tô Thương cũng không muốn cãi nhau với cô ấy. Hoa Thanh Đại. Lúc này, Nạp Lan Minh Chiết sau khi nôn mửa xong rồi, biểu tình vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nhìn chăm chú vào Hoa Thanh Đại rồi nói, được đó, cô vậy mà đưa cho tôi ăn cái thứ kinh tởm như vậy. Ai kêu anh ăn chứ, là do anh làm quá nhanh thôi. Hoa Thanh Đại nghiến răng nói. Cô. Nạp Lan Minh Chiết phẫn nộ nói, tôi đối xử với cô tốt như vậy. Vậy mà cô lại thông đồng với người ngoài để hãm hại tôi, Hoa Thanh Đại, cô tốt quá đấy. Nạp Lan Minh Chiết, anh đối xử tốt với tôi sao? Hoa Thanh Đại đã nhìn rõ bộ mặt thật của Nạp Lan Minh Chiết rồi cho nên thái độ của cô ấy đã hoàn toàn thay đổi. Cô ấy nghiến răng, lạnh giọng nói, câu nói này sao anh nói ra mà không biết ngượng vậy? Anh tiếp cận với tôi, mời tôi ăn cơm, luôn miệng nói thích tôi. Cũng không phải đều là vì muốn lừa lấy đan dược cổ của ông nội tôi sao? Đồ tiểu nhân hèn hạ, sao mà anh không đi chết đi? Nói xong lời cuối cùng, Hoa Thanh Đại nguyền rủa nói. Nạp Lan Minh Chiết, cái gì mà đệ nhất công tử Giang Bắc chứ, chỉ là một con chó ra vẻ đạo mạo mà thôi. Lý Nguyệt cũng mắng theo, tôi sẽ chặn số điện thoại của anh, cũng sẽ xóa luôn WeChat, từ nay về sau chúng ta đừng liên hệ với nhau nữa. Nạp Lan Minh Chiết thấy như vậy thì khuôn mặt đột nhiên trở nên vô cùng hung tợn, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Tối hôm nay, không chỉ kế hoạch lừa lấy đan dược cổ của anh ta bị thất bại, mà còn để lại ấn tượng xấu trong mắt của Lý Nguyệt nữa, quá bực bội mà. Nạp Lan Minh Chiết, lúc này, Tô Thương đột nhiên mở miệng nói. Anh lại muốn nói cái gì? Nạp Lan Minh Chiết rít gào nói. Ồ, tôi thấy hai người bọn họ đang la mắng anh. Tôi không mắng hai câu thì luôn cảm thấy trong lòng áy náy, không yên. Tô Thương sờ lên mũi rồi lạnh lùng chửi bới liên tục, Nạp Lan Minh Chiết, cái tên tiểu nhân hèn hạ nhà anh, tôi chúc cho anh không sinh không đẻ, con cháu đầy đàn. Tô Thương, anh biết mắng người không vậy, nếu đã không sinh không đẻ thì lấy đâu ra mà con cháu đầy đàn chứ? Lý Nguyệt lườm Tô Thương như đang nhìn một tên ngốc vậy, nhưng ngay sau đó cô như bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được liền bật cười lớn. Ha ha, Tô Thương, anh đúng là biết mỉa mai mà, đây không phải là anh sợ anh ta lạnh cho nên chuẩn bị sẵn cho anh ta một chiếc nón màu xanh lá sao? Ý chỉ những người chồng bị vợ cắm sừng. Hoa Thanh Đại cũng phản ứng lại rồi, trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt cũng nở ra một nụ cười. Tô Thương, Nạp Lan Minh Chiết thẹn quá hóa giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tô Thương, hận anh tới tận xương tủy. Thông qua cuộc nói chuyện lúc nãy, anh ta đã đoán ra được việc dùng đan dược để thử lòng mình chắc chắn là chủ ý của Tô Thương. Nếu như không phải là Tô Thương nói vào thì kế hoạch của mình chắc chắn có thể thành công, đều tại Tô Thương, đáng chết mà. Bà nội và tên người làm da đen kia sao vẫn chưa đi đến biệt thự ven sông để giết Tô Thương chứ? Chắc là giữa đường gặp phải chuyện gì rồi, hừ, Tô Thương bắt buộc phải chết, mình đi tìm bà nội đây. Tôi nhớ kỹ anh rồi, Tô Thương. Chúng ta cứ chờ đó mà xem. Để lại câu nói,
Nạp Lan Minh Chiết cũng không còn lưu lại nơi đó nữa mà quay người rời khỏi phòng riêng. Tô Thường híp mắt lại nhìn Nạp Lan Minh Chiết đã đi xa, ánh mắt âm lãnh đáng sợ vô cùng. Cái tên Nạp Lan Minh Chiết này đã được anh cho vào danh sách bắt buộc phải giết, chắc chắn phải giết, nhưng không phải là bây giờ. Dù sao Lý Nguyệt và Hoa Thanh Đại vẫn đang ở bên cạnh, anh cũng không thể ở trước mặt hai cô gái mà đại khai sát giới được. Thanh Đại, tớ đưa cậu về nhà nhé, trở về tắm một cái rồi ngủ một giấc, xem như chưa có gì xảy ra. Sau khi Nạp Lan Minh Chiết đi rồi, Lý Nguyệt cười nói. Hoa Thanh Đại gật đầu rồi nói cảm ơn lần nữa, cảm ơn cậu, Lý Nguyệt, còn có. Tô Thương nữa, hôm nay may mà có hai cậu. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn thân của nhau, cái này là chuyện tớ nên làm mà. Lý Nguyệt kéo cánh tay của Hoa Thanh Đại rồi cười nói, tối nay tớ ngủ với cậu nhé, tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu. Tô Thương, đưa chúng em về, Lý Nguyệt nói. Sau một thời gian tiếp xúc với nhau, Lý Nguyệt đã không còn khách sáo với Tô Thương nữa rồi, câu nói này giống như đang ra lệnh vậy, ngay cả từ nhờ anh cũng không có nữa, nhưng mà điều này cũng đã chứng minh rằng quan hệ của cô và Tô Thương đang được kéo gần lại. Được, nhưng mà vợ à, anh sẽ không làm không công đâu, em phải cho anh chút lợi lộc đó. Không phải là muốn em kêu anh là chồng sao, chuyện đơn giản ấy mà, em gọi là được rồi chứ gì. Lý Nguyệt lườm Tô Thương một cái rồi nói rất thành thục, chồng yêu. Tô Thương nhận lời trước, sau lại cười đùa nói, em gọi càng ngày càng ngọt rồi, nhưng điều kiện lần này không phải giống như lúc nãy, chỉ gọi chồng yêu thôi thì vẫn chưa được. Vậy anh còn muốn lợi lộc gì nữa chứ, nói nhanh. Lý Nguyệt có chút không kiên nhẫn nói. Hi hi, anh muốn được ăn trái anh đào. Tô Thương lộ ra một nụ cười nham hiểm rồi nói tiếp, vợ à, có được không? Đối mặt với yêu cầu của Tô Thương. Lý Nguyệt vô cùng hào phóng nói, đương nhiên là được rồi, không phải chỉ là anh đào thôi sao, anh mà muốn ăn thì em cho anh ăn. Thật sao, Tô Thương vui mừng, kinh ngạc nói. Lý Nguyệt mỉm cười nói, em cũng đâu phải là người keo kiệt, chỉ là anh đào thôi mà, em vẫn có thể mua được. Thật sao, hi hi. Đột nhiên, Tô Thương nhìn vào cơ thể của Lý Nguyệt một cách nham hiểm. Tô Thương, anh là đồ hèn hạ, anh vô lại. Anh hạ lưu, anh không biết xấu hổ. Lý Nguyệt trong chớp mắt đã hiểu ra lại, khuôn mặt xinh đẹp như tượng tạc đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận lườm Tô Thương. Lý Nguyệt, cậu làm gì vậy, mua cho anh ấy là được rồi mà. Mặc dù Hoa Thanh Đại không ưa gì Tô Thương nhưng chút yêu cầu nhỏ này cũng không hề quá đáng, cô ấy cảm thấy vẫn có thể đáp ứng được cho Tô Thương, thế là nói, Tô Thương, đợi chút tôi mua một ít. Anh ăn của tôi coi như là tôi báo đáp chuyện anh cứu tôi lúc nãy. Khụ khụ, cái này, không tốt lắm. Tô Thương sờ sờ mũi rồi nói. Có gì mà không tốt chứ? Hoa Thanh Đại hào phóng cười nói. Lúc này, Lý Nguyệt nghiến răng nói, Thanh Đại, đừng nói lung tung nữa, ý của Tô Thương là. Hoa Thanh Đại là một người phụ nữ trưởng thành bình thường, sau khi được Lý Nguyệt chỉ điểm, thì lập tức như bừng tỉnh đại ngộ. Vốn dĩ còn đang cười ha hả thì lúc này lại không kiềm được tức giận. Tô Thương, anh thật không biết xấu hổ mà, Đại học Kinh Tử sao lại có một người học sinh như anh chứ? Cái gì với cái gì chứ? Tô Thương không vui liền ngụy biện nói, các cô suy nghĩ xấu xa quá rồi, tôi nói chính là anh đào đàng hoàng, gì mà cắn một phát thì đã cảm thấy chua chua ngọt ngọt đó, nó là loại trái cây rất giàu dinh dưỡng đó nha. Mấy cô tự nghĩ bậy bạ rồi lại nói tôi không biết xấu hổ. Còn biết nói đạo lý không vậy? Tô Thương lẩm bẩm nói, chỉ có đầu óc của mấy người bậy bạ khi nghe đến chữ anh đào thì mới liên tưởng ngay đến mấy thứ kỳ quặc, bởi vậy có thể thấy được, tư tưởng của mấy cô không được lành mạnh mà, tôi đề nghị mấy người nên đi khám bác sĩ tâm lý đi, hai cô gái xinh đẹp như vậy mà sao bậy bạ quá. Lời này nói ra đều khiến cho Hoa Thanh Đại và Lý Nguyệt hoàn toàn không thể phản bác lại được gì, cả hai chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hung hăng lườm nguýt Tô Thương. Tên này không những không biết xấu hổ, mà còn không cần đến xấu hổ. Sau khi trải qua chuyện cười như vậy, tâm tình của Hoa Thanh Đại rõ ràng cũng đã tốt hơn rất nhiều, cho nên cũng không ghét bỏ Tô Thương nữa. Tiếp theo đó, ba người ở trong phòng, ăn đơn giản vài món rồi sau đó Tô Thương lái xe đưa Lý Nguyệt và Hoa Thanh Đại rời khỏi Yến Tây Hồ. Không lâu sau, ba người đã đi đến một căn biệt thự biệt lập ở gần Đại học Kinh Tử.
Hoa Thời Mạc ở đây có một căn biệt thự 3 tầng, vô cùng đắc địa, không phải chỉ cần bỏ tiền ra là có thể mua được, còn cần phải là người có máu mặt nha. Sau khi dừng xe lại, Lý Nguyệt và Hoa Thanh Đại cùng bước xuống xe. Tô Thương biết vợ mình muốn ở cùng với Hoa Thanh Đại cho nên cũng không xuống xe làm gì, anh đang chuẩn bị tạm biệt vợ thì. Thanh Đại, muộn thế này rồi cháu còn đi đâu vậy, cũng không nói với ông một tiếng. Ngay lúc này, Hoa Thời Mạc từ trong biệt thự đi ra, giọng nói bình thản hỏi. Ông nội, sao ông vẫn chưa đi ngủ vậy? Hoa Thanh Đại hỏi. Cháu chào ông nội Hoa. Lý Nguyệt cũng lên tiếng chào hỏi. Lý Nguyệt tiểu thư cũng đến rồi sao? Hoa Thời Mạc mỉm cười với Lý Nguyệt, sau đó lại nhìn sang Hoa Thanh Đại, nghiêm mặt nói, cháu không về nhà, sao ông yên tâm mà đi ngủ được chứ? Ông nội. Nghe thấy lời của ông nội, Hoa Thanh Đại nhất thời ngổn ngang cảm xúc, xấu hổ cúi đầu xuống. Ông nội đối xử với mình tốt như vậy, mà mình lúc trước lại tính vì một người con trai mà trộm đan dược cổ của ông nội, mình đúng là thứ không ra gì mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Thanh Đại liền bật khóc thút thít. Sao vậy? Hoa Thời Mạc nhíu mày nói. Ông nội Hoa, tối nay xảy ra chút chuyện, Thanh Đại cũng ngại nói ra, hay là để cháu kể cho ông nghe vậy? Lý Nguyệt cân nhắc một hồi thì cô cảm thấy vẫn nên kể cho Hoa Thời Mạc nghe chuyện của Nạp Lan Minh Chiết thì tốt hơn. Bởi vì Nạp Lan Minh Chiết là thiếu gia của nhà Nạp Lan, lần này không lấy được đan dược cổ, chắc chắn anh ta sẽ tìm cách khác. Hoa Thời Mạc biết chuyện này rồi thì có lẽ có thể trừng phạt Nạp Lan Minh Chiết, cho dù là không trừng phạt được thì trong lòng cũng sẽ có sự đề phòng, tránh để đan dược cổ rơi vào tay của Nạp Lan Minh Chiết. Cứ như vậy, Lý Nguyệt đem chuyện xảy ra tối nay kể rõ ràng, rành mạch cho Hoa Thời Mạc nghe. Cái gì? Hừ! Cái tên chó má Nạp Lan Minh Chiết này, không chỉ đánh tiếng với ông về đan dược cổ mà còn dám có ý đồ lợi dụng tình cảm của Thanh Đại nữa, đáng chết mà, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Hoa Thời Mạc không kiềm được tức giận, quay sang nhìn Thanh Đại, nghiêm túc khiển trách, Thanh Đại, ông đã cảnh cáo cháu, đừng qua lại với tên Nạp Lan Minh Chiết đó, bây giờ cháu đã biết nó là loại người gì rồi chứ? Cháu biết rồi, ông nội. Hoa Thanh Đại uất ức khóc thành tiếng. Lý Nguyệt khuyên bảo, ông nội Hoa, Thanh Đại cũng đã rất buồn rồi, ông đừng trách cậu ấy nữa. Hừ, không khiển trách nó mấy câu, nó sẽ không nhớ kỹ được. Khuôn mặt của Hoa Thời Mạc nhìn đặc biệt uy nghiêm, ông ta đang định tiếp tục khiển trách cháu gái thì. Hoa Thần Y. Ngay lúc này, chiếc xe sang trọng đậu ở bên cạnh hạ kính cửa sổ xuống, Tô Thương mở miệng giải vây, cô Thanh Đại mệt rồi, để Lý Nguyệt đưa cô ấy đi nghỉ ngơi đi. Sư. Hoa Thời Mạc nhìn thấy Tô Thương ngay tức khắc sợ hãi vô cùng, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính, lập tức muốn quỳ xuống để hành lễ, nhưng lại bị ánh mắt của Tô Thương khống chế lại. Được, được rồi. Hoa Thời Mạc phản ứng lại rồi nói, Thanh Đại, chuyện này xem như bỏ qua đi, sau này thông minh lên một chút. Lý Nguyệt tiểu thư, làm phiền cháu chăm sóc cho Thanh Đại, ông đã kêu bà vú chuẩn bị nước nóng rồi, các cháu ngâm mình một chút rồi hãy nghỉ ngơi. Vâng thưa ông nội Hoa. Lý Nguyệt mỉm cười trả lời, sau đó lại nhìn sang Tô Thương, nghiến răng nhắc nhở, Tô Thương, tối nay nghỉ ngơi sớm đi, đừng đi đến quán ba cao cấp nữa, nếu không sau này em không thèm để ý đến anh nữa đâu. Yên tâm đi vợ à, từ hôm nay trở đi, các cô em nhân viên ở quán ba cao cấp với Tô Thương anh chính là kẻ thù không đội trời chung, đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Tô Thương bảo đảm nói. Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch không đàng hoàng của anh đi. Trong lòng Lý Nguyệt rất vui, nhưng ngoài mặt vẫn trừng mắt lên nhìn Tô Thương, sau đó mới cùng Hoa Thanh Đại đi vào biệt thự. Sau khi hai cô gái rời khỏi, Hoa Thời Mạc nhìn xung quanh không có ai cả liền quỳ hai đầu gối xuống đất, một mực cung kính hành lễ. Học trò Hoa Thời Mạc kính chào sư phụ. Ừm, đứng dậy đi. Tô Thương bước xuống xe, giơ tay lên ra hiệu cho Hoa Thời Mạc đứng dậy. Cảm ơn sư phụ, Hoa Thời Mạc chậm rãi đứng dậy. Chuyện cháu gái của ông coi như kết thúc rồi đi, trở về đừng nhắc lại nữa. Tô Thương thản nhiên nói, kinh nghiệm sống của cô ấy chưa nhiều nên mới bị Nạp Lan Minh Chiết lừa, nhưng mà cũng chưa bị tổn hại gì. Tôi hiểu, Hoa Thời Mạc cảm kích nói, cảm ơn sư phụ đã ra tay cứu giúp, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Tiện tay mà thôi. Tô Thương mỉm cười rồi nói, Hoa Thời Mạc.
tôi nghe Nạp Lan Minh Chiết nói đan dược cổ của ông có thể trị được bách bệnh đúng không? Cái này cũng quá phóng đại rồi, nhưng công hiệu của thuốc rất mạnh là thật, phù hợp để chữa nhiều loại bệnh. Hoa Thời Mạc không giấu giếm chút nào nói, cho dù là đan điền bị vỡ vụn, gân mạch đứt đoạn thì chỉ cần ăn đan dược cổ của tôi đều có thể hồi phục lại như lúc ban đầu. Sư phụ, nếu như cậu cần thì tôi có thể tặng đan dược cổ cho cậu. Hoa Thời Mạc chủ động nói. Tô Thương khẽ cười, nghe nói ông xem đan dược cổ như sinh mệnh của mình, nỡ cho tôi sao? Đương nhiên rồi. Hoa Thời Mạc nghiêm túc nói, cửu chuyển hồi xuân châm là y thuật có giá trị như vậy mà sư phụ cũng đã truyền lại cho tôi, nếu mà so ra thì một viên đan dược cổ có đáng là gì chứ? Ông có lòng rồi. Tô Thương có thể nhìn ra được Hoa Thời Mạc không hề nói láo cho nên rất là hài lòng, liền gật đầu nói, nhưng mà tôi không cần đến đan dược cổ, tôi không có hứng thú gì với nó cả. Theo như Tô Thương thấy, đan dược của giới luyện võ cũng chẳng có gì ghê gớm, đối với mình cũng chẳng có tác dụng lớn gì. Dựa vào linh khí hiện giờ của anh tùy tiện cũng có thể chế ra được một viên đan dược, còn mạnh hơn cả đan dược của Hoa Thời Mạc nữa, cho nên anh đương nhiên không cần thiết phải giành lấy đồ của người ta. Sư phụ, qua một thời gian nữa Dược Phương Diện ở thành phố sẽ mở đại hội thầy thuốc toàn quốc. Lúc này, Hoa Thời Mạc bỗng nhiên nói, tôi đã nhận được thư mời, cậu có muốn tham gia không? Dược Phương Điện, Tô Thương nhíu mày nói, là tổ chức gì vậy, thế lực lớn không? Lớn, vô cùng lớn. Hoa Thời Mạc nghiêm túc nói, trong Dược Phương Điện, gần như là tập hợp hết toàn bộ thầy thuốc giỏi nhất của toàn nước Hoa. Là một liên minh các thầy thuốc có thế lực to lớn. Hoa Thời Mạc cũng kính nói, dựa vào thực lực và y thuật của cậu, nếu như đến Dược Phương Điện thì có khi còn có cơ hội trở thành một trong 10 đại trưởng lão nữa đó, sẽ được vạn người ngưỡng mộ. Tô Thương nghe thấy như vậy, nhíu mày nói, Dược Phương Điện cùng với tông phái võ thuật so với nhau thì sao? Khó mà so sánh được. Hoa Thời Mạc giải thích, thành viên của Dược Phương Điện đều là các thầy thuốc. Thực lực đương nhiên không bằng các tông phái võ thuật. Nhưng nhân tài của Dược Vương Điện trải rộng khắp cả nước, thế lực ở mỗi nơi đều muốn qua lại thân thiết với Dược Vương Điện. Bởi vì, Dược Vương Điện có rất nhiều thầy thuốc giỏi, lúc hành tẩu giang hồ khó tránh được chuyện sẽ bị thương cho nên bất kể là tán tu mạnh mẽ nào hay là cao thủ tông phái nào, cũng đều muốn qua lại thân thiết với Dược Vương Điện, coi như là tìm cho mình một chỗ dựa. Hoa Thời Mạc nói tiếp, nói như vậy đi. Dược Phương Điện chỉ cần ra lệnh một tiếng thì có thể điều động hơn nửa cao thủ của giới luyện võ tới giúp sức, sức ảnh hưởng của Dược Phương Điện cực kỳ đáng sợ. Nghe cũng thấy không tệ. Tô Thương suy tư một lát rồi hỏi, muốn gia nhập Dược Phương Điện thì cần có điều kiện gì? Bây giờ, nhà họ Tô còn có một cường địch đến từ tông phái võ thuật. Tô Thương không rõ về bối cảnh của đối phương lớn như thế nào, cũng không biết dựa vào thực lực của bản thân có thể ứng phó nổi hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy vẫn nên tìm một chỗ dựa thì tốt hơn, Dược Phương Điện chính là lựa chọn tốt nhất không cần nghi ngờ. Gia nhập Dược Phương Điện, là giấc mơ của biết bao thầy thuốc, do đó điều kiện để gia nhập đương nhiên cũng rất cao. Hoa Thời Mạc nói, nhưng mà sư phụ, cậu hoàn toàn có đủ tư cách, hơn nữa lúc nãy tôi cũng không nói quá lên đâu, cậu có tư cách để tranh cử chức vụ trưởng lão. Địa vị của trưởng lão rất cao sao? Tô Thương hỏi. Dược Phương Điện có 10 vị đại trưởng lão, một vị điện chủ, địa vị của trưởng lão chỉ đứng sau điện chủ mà thôi. Dược Phương Điện cũng không phải là độc đoán, điện chủ cũng không có quyền tự bổ nhiệm trưởng lão mà cần phải được toàn thể các thầy thuốc bỏ phiếu lựa chọn. Hoa Thời Mạc giải thích, lần này sở dĩ tổ chức đại hội thầy thuốc chính là vì một vị trưởng lão đã bị bệnh qua đời, cần có một vị trưởng lão mới thay thế, sư phụ, cậu có hứng thú gia nhập Dược Phương Điện không? Tô Thương gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi, tôi là một thành viên của Dược Phương Điện, tôi có thể tiến cử cậu gia nhập, sau đó cậu có thể tham gia tranh cử rồi. Hoa Thời Mạc hưng phấn nói, dựa vào y thuật của cậu, chắc chắn có thể thuyết phục được toàn thể các thầy thuốc, trở thành tân trưởng lão của Dược Phương Điện. Hoa Thời Mạc. Tô Thương nhìn thấy như vậy, khẽ mỉm cười, sao mà chuyện tôi muốn làm trưởng lão thì nhìn ông còn vui hơn cả tôi vậy. Không giấu gì sư phụ. Độ giàu có của Dược Phương Điện rất kinh người đó nha, bảo vật dược liệu, sách cổ nhiều vô số kể, mỗi năm tất cả các thầy thuốc đều có thể nhận được một phần thưởng nhất định. Hoa Thời Mạc hổ thẹn nói, nhưng tôi thấp cổ bé họng, địa vị ở Dược Phương Điện cũng không cao,
luôn bị xa lánh, những thứ được tặng cho mỗi năm càng ngày càng ít đi. Sư phụ, nếu như cậu làm trưởng lão rồi thì địa vị của tôi chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, các dược liệu được cho tặng chắc chắn cũng sẽ không giống lúc trước nữa. Hoa Thời Mạc nói ra tâm sự của mình. Đối với chuyện này Tô Thương cũng chỉ mỉm cười nói, ông tiến cử dùm tôi nhé, nhưng mà, tôi đối với địa vị trưởng lão cũng không có hứng thú. Vâng. Hoa Thời Mạc gật đầu trả lời, nhưng thoáng có chút cảm giác mất mát, vì ông ta cứ nghĩ rằng sư phụ gia nhập Dược Vương Điện rồi thì vẫn sẽ ẩn giấu đi thực lực thật sự mà thôi, sư phụ chỉ muốn làm một người thầy thuốc bình thường. Nhưng mà lúc này khóe miệng Tô Thương bỗng nhếch lên, cười đùa nói, nếu muốn thì tôi sẽ làm vị điện chủ ngồi tít ở trên cao kia cơ, cái đó mới hợp với thân phận của tôi. Điện chủ. Hoa Thời Mạc nghe thấy lời này, lập tức biến sắc, kinh ngạc vô cùng. Sao nào, không được sao? Tô Thương dò hỏi. Sư phụ, điện chủ không dễ làm đâu, cần phải đánh bại được điện chủ cũ ở trước mặt mọi người, nhận được sự công nhận của tất cả các thầy thuốc và các trưởng lão cơ. Hoa Thời Mạc cười khổ nói, mà điện chủ hiện giờ là Trương Khổ Mộc, nghe nói là truyền nhân của y thánh Trương Trọng Cảnh, y thuật thâm sâu khó lường, hơn nữa còn là một vị cao thủ siêu cấp nữa. Trương Khổ Mộc, mấy chuyện này không cần ông nhúng tay vào, ông chỉ cần tiến cử tôi là được rồi. Tô Thương mỉm cười nhưng hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần qua hết đêm nay thôi thì anh đã đạt đến luyện khí tầng thứ tư rồi. Đến lúc đó, cho dù là tông sư võ đạo đỉnh phong cũng sẽ nằm sấp dưới chân của mình. Vâng, sư phụ. Hoa Thời Mạc cung kính trả lời, rồi nghiến răng nói tiếp, sư phụ, cậu còn gì dặn dò nữa không? Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước nhé. Nạp Lan Minh Chiết à, Nạp Lan Minh Chiết, vậy mà cậu dám lừa gạt cháu gái của tôi, món nợ này, tôi nhất định sẽ bắt Nạp Lan Tổ trả sạch. Ông không cần đi nữa. Tô Thương lại nói. Tại sao? Hoa Thời Mạc nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ sư phụ muốn bảo vệ nhà Nạp Lan sao? Bởi vì, Nạp Lan Tổ đã bị tôi giết chết rồi. Tô Thương khẽ híp mắt lại, trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý, anh nói tiếp, hơn nữa, Nạp Lan Minh Chiết cũng sẽ nhanh chết thôi, ông đi đến nhà Nạp Lan cũng không có ý nghĩa gì đâu. Nói xong câu đó Tô Thương liền mở cửa xe, lái chiếc xe sang trọng rời khỏi nơi đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.